Bí thư trùng sinh, vương tử quân. chương 1821 một muốn hoa nở cũng phải chờ từng bước. Âm ầm khi Uông Thanh Minh chuẩn bị mở miệng thì tiếng sấm vang lên, dưới âm thanh khủng khiếp này, cơ thể của hắn không nhịn được phải có chút run lên. Sấm quá lớn, Uông Thanh Minh nhìn tia chấp xẹt qua bên ngoài cửa sổ mà không khỏi dùng giọng cảm khái nói. Đúng vậy, tiếng sấm quá lớn, những ngày tới sẽ có mưa lớn. Lát nữa tôi còn phải tham gia hội nghị phòng chống lụt bão, chuyện này không nên để xảy ra vấn đề. Nếu như có phát sinh tai nạn, chỉ sợ thành quả chúng ta vất vả phấn đấu sẽ đều bị hớ. Sầm Vật Cương tuy cười nói nhưng vẻ mặt có vài phần sầu lo. Uông Thanh Minh nhìn một sợi tóc bạc đột nhiên thò ra trên đầu Sầm Vật Cương, hắn thầm cảm khái bí thư đã già rồi. Tất nhiên hắn không thể nói ra điều này, chỉ là nghĩ đến đây thì có vài phần đau thương khó hiểu có chuyện gì thì anh cứ nói cần gì phải nhăn nhó như vậy sầm vật cương khoát tay áo với uông thanh minh rồi nở nụ cười sáng lạn nói uông thanh minh cắn răng nói bí thư sầm tôi có một ý nghĩ còn chưa thành thục nếu như không đúng thì mong ngài chỉ giáo lúc này thượng cấp rất coi trọng công tác nhiệm kỳ mới của từng địa phương tôi cho rằng chúng ta nên trưng cầu ý kiến của chủ tịch phương ở phương diện này để đạt đến sự nhất trí nhanh chóng hoàn thành công tác uông thanh minh nói bằng giọng điệu rất ẩn giấu thế nhưng lại có vài phần đề nghị hắn nói xong thì không khỏi dùng ánh mắt cẩn thận nhìn sầm vật cương hắn biết rõ với tính cách bá đạo cường thế của bí thư sầm hắn nói ra những lời này là cực kỳ khó khăn uông thanh minh bị kẹp vào giữa hai bên và sinh ra cảm giác như nhân bánh quy thật sự rất khó chịu dựa theo lý thì nhiệm kỳ mới là thời cơ mà trưởng phòng tổ chức như hắn có thể thực hiện quyền uy sau sự kiện này thì địa vị của mình càng thêm mạnh mẽ. Nhưng kết quả không được như ý, sau hai lần bị vương tử quân mắng, hắn căn bản sinh ra tâm lý oán hận. Sầm vật cương nghe xong lời đề nghị của Uông Thanh Minh thì trong lòng có vài phần tức giận, đồng thời có chút bi thương. Lão và Uông Thanh Minh căn bản là công tác với nhau khá lâu năm, lão hiểu rõ Uông Thanh Minh là hạng người gì, xưa nay luôn khăng khăng một mực với mình. Bây giờ Uông Thanh Minh nói ra những lời như vậy rõ ràng là tâm lý có vài phần dao động. Tuy sầm vật cương không tán thành ý nghĩ này, thế nhưng lão cũng không thể không quan tâm. Uông Thanh Minh không phải là người thường, rõ ràng là một trong những thủ hạ đắc lực của lão. Sầm vật cương hít vào một hơi thật sâu rồi nói, trưởng phòng Uông, ý kiến của anh là rất tốt, công tác nhiệm kỳ mới là quan trọng, thượng cấp cũng rất coi trọng. Tôi tin tưởng chủ tịch tử quân sẽ lấy đại cục làm trọng sầm vật cương nói làm cho uông thanh minh mất tự nhiên nhưng sầm vật cương cũng không phê bình hắn điều này làm cho hắn cảm thấy rất mỹ mãn được rồi chuyện này có thời gian sẽ nói sau hội nghị phòng chống lụt bão sắp bắt đầu anh có tham gia với tôi không sầm vật cương đứng lên khỏi ghế xa lông rồi khẽ phất phất tay dùng giọng không quan tâm nói với uông thanh minh uông thanh minh căn bản không có liên hệ gì với công tác phòng chống lụt bão hơn nữa đến đó còn đụng mặt vương tử quân Thế nên hắn khoát tay áo nói, "Bí thư, tôi sẽ không đi qua đó, vì phương án nhiệm kỳ mới có vài vấn đề cần tôi hoàn thiện." "Ừ, chúng ta đi thôi." Hai người sầm vật gương vừa ra khỏi phòng thì tiếng sấm lớn vang lên, những tia chớp trắng xóa làm cho không gian như bừng sáng. "Bí thư Sầm, xe đã chuẩn bị xong, khi nào thì xuất phát?" Thư ký trưởng Phương Anh Hồ nhanh chóng chạy đến, hắn đưa mắt bắt chuyện với Uông Thanh Minh sau đó nhanh chóng xin chỉ thị của sầm vật cương. Sầm vật cương vừa đi xuống lầu vừa nói, đi thôi, bây giờ chúng ta đi. Xe chạy trong không gian u ám, lần này Phương Anh Hồ ngồi cùng xe với sầm vật cương. Hắn nhìn gương mặt lạnh lẽo của bí thư sầm làm bầu không khí có vài phần áp bức, thế là không khỏi cười nói, bí thư sầm, mưa lần này rõ ràng là đến quá nhanh. Mùa thu rối loạn, sầm vật cương nhìn ra ngoài cửa sổ rồi dùng giọng cảm khái nói. Lái xe của sầm vật cương có xuất thân quân nhân, không có trình độ học vấn cao thế nhưng lại hiểu bốn mùa trong năm. Hắn vừa lái xe vừa thầm nghĩ, rõ ràng là mùa hè, sao lại là trời thu. Nhưng hắn không dám lên tiếng, hắn là lái xe của lãnh đạo, nhiệm vụ của hắn là chạy xe cho tốt, ngoài ra chỉ có thể là người câm niếc mà thôi. Cảnh giới của lãnh đạo là thứ mà mình khó thể hiểu được. Sầm vật cương tất nhiên không biết lái xe của mình đang nghĩ gì. Lúc này ánh mắt Phương Anh Hồ rơi lên người của Sầm Vật Cương, hắn là thư ký trưởng của Sầm Vật Cương, có thể nói hắn là người hiểu rõ về Sầm Vật Cương. Trong mắt của Phương Anh Hồ thì bí thư Sầm rõ ràng là một cán bộ lãnh đạo có tràn đầy tình cảm công tác và cực kỳ quyết tâm, cho dù trong công tác gặp vài trở lực nhỏ thế nhưng những gì đã được quyết định thì khó thể bỏ qua, nên làm gì sẽ làm như vậy. Nhưng hình như sự kiện lần này Sầm Vật Cương căn bản chưa có đủ quyết tâm thì phải. Phương Anh Hồ trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói: Bí thư Sầm, một tỉnh lớn có vài chục triệu người thì khó tránh khỏi có vài người không hay. Cũng may xu thế phát triển của mật đông những năm qua là rất tốt, gần tiếp cận mục tiêu mà chúng ta đang phấn đấu. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ được thực hiện từng bước như hoa nở mà thôi. Cậu đấy, chỉ giỏi khuyên tôi. Sầm Vật Cương khoát tay áo với Phương Anh Hồ, lão trầm ngâm dây lát rồi nói: Thư ký trưởng Anh Hồ, vừa rồi trưởng phòng Uông có cho tôi một lời đề nghị. Đó là nên tranh thủ sự giúp đỡ của chủ tịch Vương trong phương án nhiệm kỳ mới lần này, cậu thấy thế nào? Phương Anh Hồ làm thư ký trưởng mặc dù không tham gia vào quá trình bàn bạc cho nhiệm kỳ mới, thế nhưng hắn lại hiểu rõ ràng nội dung của nó. Trước đó Uông Thanh Minh bị Vương Tử Quân coi là bia ngắm, bị mắng xối xả, trong tỉnh có nhiều người biết chuyện này, hầu như cũng trở thành câu chuyện buồn cười trong số những cán bộ đi gần Vương Tử Quân. Uông Thanh Minh mà cũng biết chịu thua sao? phương anh hồ thầm cảm khái sau đó hắn biết tâm lý của mình như vậy là không được thế nên trầm ngâm dây lát rồi nói với sầm vật gương bí thư sầm trưởng phòng uông có lẽ chỉ là nói như vậy rồi thôi anh hồ cậu cảm thấy anh ta chỉ nói rồi thôi sao sầm vật gương đưa mắt nhìn phương anh hồ ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu nhân tâm của người đối diện phương anh hồ trầm ngâm dây lát biết rõ lúc này không phải thời điểm mình nói bâng quơ hắn dùng giọng thành thật nói Bí thư sầm, có lẽ bây giờ ý nghĩ của trưởng phòng Vương chính là ném củ khoai lang nóng ra ngoài, ngài cũng hiểu rõ điều này rồi. Trong mắt tôi thì những gì mà bí thư muốn làm căn bản đều phải kiên định, tất nhiên nếu như anh ta muốn thỏa hiệp, như vậy ngài cũng không nên thỏa hiệp. Chương 1821 2, muốn hoa nở cũng phải chờ từng bước. Nếu như anh ta muốn thỏa hiệp, trong sầm vật cương chợt vang vọng câu nói của Phương Anh Hồ. Sau đó liên tục suy xét đến nhiều vấn đề. Quan trường phải muốn được voi đòi tiên, nhưng phải tránh được voi đòi tiên, trong sự kiện này thì Vương Tử Quân thỏa hiệp hay không? Nếu như Vương Tử Quân đồng ý thỏa hiệp, mình có thể cho người ta cái gì? Ầm, uhm, tiếng sấm lại vang vọng bầu trời, xe ở trên đường chợt xuất hiện khá nhiều. Sầm Vật Cương nhìn dòng người đi đường đang cất bước rất nhanh, trong lòng không khỏi có vài phần cảm khái. Có đôi khi làm người bình thường cũng là phúc phần khó có được. Xem ra lần này mưa rất lớn, khí thế rất mạnh. Sầm Vật Cương nhìn sắc trời rồi nói với Phương Anh Hồ. Thật ra lúc này Phương Anh Hồ cũng không muốn nghe những lời như vậy, hắn muốn nghe những đánh giá của Sầm Vật Cương về câu nói vừa rồi của mình. Nhưng Sầm Vật Cương không lên tiếng, hắn cũng không dám cứng nhắc mở miệng, trong đầu chính là hình ảnh quật cường hơn cả châu của Sầm Vật Cương. Mùa hè mưa nhiều là bình thường, nhưng Mật Đông 20 năm qua chưa từng có lũ lụt gì lớn, bí thư sầm cũng không nên quá lo lắng. 20 năm, câu nói này làm cho tâm tình của sầm vật cương có vài phần căng cứng. Sau khi xe đi vào trong khu văn phòng bộ chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Mật Đông, khi sầm vật cương xuống xe thì Cục trưởng Trình Nhiêu Quảng của Cục Thủy Lợi dẫn theo các vị thành viên ban ngành đứng ở sẵn ở bên dưới, khi thấy sầm vật cương xuất hiện thì tiến lên đón chào. Khi xe của Sầm Vật Cương đi đến, xe biển số 02 của tỉnh ủy cũng xuất hiện ngay phía sau như tia chớp. Những thành viên của ban lái xe tỉnh ủy mật đông đều được huấn luyện qua tình huống này, hai xe hầu như dừng lại cùng lúc, một trước một sau ở dưới lầu. Khi Sầm Vật Cương đi ra khỏi xe thì thấy Vương Tử Quân tươi cười đi xuống xe. Lão khẽ gật đầu cười với Vương Tử Quân, sau đó tiến lên bắt tay Trình Như Quảng, cục trưởng Như Quảng, anh đã chuẩn bị xong chưa? Trình Nhiêu Quảng không ngờ bí thư tỉnh ủy cũng đến. Khi thấy hai vị lãnh đạo thì hắn có vài phần sợ hãi, thế là tranh thủ thời gian nói, bí thư sầm, tôi đã chuẩn bị xong, chỉ còn cách thời gian họp khoảng 5 phút. Sầm vật cương khẽ gật đầu rồi đi lên phía trên. Vương tử quân nhìn Trình Nhiêu Quảng tiến lên nghênh đón, hắn khoát tay áo nói, bây giờ là lúc nào rồi? Đừng nói đến những chuyện gì khác, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là làm tốt công tác của mình. Trình Nhiêu quảng cười hì hì, tuy vương tử quân giống như phê bình, thế nhưng hắn biết rõ đây là lãnh đạo đang bảo vệ mình, cũng xem như hắn không thất lễ với chủ tịch vương. Sau khi sầm vật cương đi vào trong phòng họp thì ngồi ở vị trí trung tâm, sau khi vương tử quân đi đến thì lão trầm giọng nói, chủ tịch vương, hôm nay anh là người phát biểu các phương diện cần chú tâm, tôi sẽ là người cường điệu. Vương tử quân gật đầu, hắn không có ý kiến gì với sắp xếp như thế này của sầm vật cương. Lúc này hai người ở trong một hội trường, tất nhiên người nhấn mạnh phương diện kỷ luật sẽ là Bí Thư Sầm. Bí Thư Sầm, lần này xem qua báo cáo của Cục Khí Tượng thì vài ngày tới rõ ràng có mưa rất lớn. Vương Tử Quân cân nhắc từ ngữ rồi khẽ nói. Sầm vật gương khẽ gật đầu, lão cũng nhận được tin tức như vậy, Chủ tịch Vương. Chúng ta đã tổ chức không ít hội nghị về công tác phòng lụt báo, những gì nên sắp xếp thì đã sắp xếp, tôi đến đây chỉ yêu cầu một điểm, đó chính là phải cố gắng hết sức đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Đúng vậy, vương tử quân gật đầu dùng giọng phụ họa nói. Bầu không khí giữa hai người có vài phần tĩnh lặng, sầm vật cương nhìn gương mặt trẻ tuổi đầy sức sống của vương tử quân, lão không khỏi có vài phần ghen ghét theo bản năng. Tuổi trẻ thật sự rất tốt. Với tính cách ngông nghênh không cúi đầu với ai của sầm vật cương, tuy không thừa nhận nhưng cũng không thể không thán phục năng lực của vương tử quân, năng lực của người này căn bản là còn mạnh hơn mình rất nhiều. Người này có ưu thế về năng lực, lại còn trẻ, tương lai căn bản là vô hạn. Nhưng dù Vương Tử Quân có tương lai vô hạn thì thế nào, cũng không thể chắn ngang con đường của mình. Sầm Vật Cương thầm nghĩ như vậy, thế là không khỏi nghĩ đến lời nói của Uông Thanh Minh. Nhiệm Kỳ mới lần này thật sự phải có sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, chính mình không phải sẽ tiếp cận bàn việc này với Vương Tử Quân đấy chứ. Trong đầu Sầm Vật Cương lóe lên những ý nghĩ như vậy, lão lại nghĩ đến lời nói của Phương Anh Hồ, dù thật sự cần như vậy thì cũng phải là Vương Tử Quân đến bàn với mình. Lão là bí thư tỉnh ủy Mật Đông, nếu chính mình chủ động đi bàn việc với Vương Tử Quân, như vậy thì thể diện để nơi đâu? Bí thư Sầm, khi Sầm Vật Cương đang trầm ngâm thì Vương Tử Quân chợt nói. Sầm Vật Cương có chút sững sốt, lão nhanh chóng rời khỏi trạng thái cảm khái sau đó mới cười cười nói với vương tử quân chủ tịch tử quân có chuyện gì sao bí thư sầm tôi cảm thấy hội nghị lần này ngoài phương diện sắp xếp công tác còn phải kèm theo phương diện kỷ luật tương quan tuy chúng ta đã nhấn mạnh phương diện kỷ luật này rất nhiều lần thế nhưng cũng nên cảnh báo không thể nào bỏ qua được vương tử quân đưa mắt nhìn sầm vật gương rồi cười ha hả nói sầm vật gương khẽ gật đầu đề nghị này của vương tử quân phù hợp với tâm lý của mình Lão khẽ nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó ho khan một tiếng rồi nói: "Chủ tịch Tử Quân, lần này mưa đến rất gấp, nhất định phải làm tốt công tác sắp xếp, nên đẩy mạnh công tác đối với những khu vực nguy hiểm trọng yếu, nhất định không được buông lỏng." Sầm Vật Cương nói đến đây thì dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng có một vài công tác chúng ta nên triển khai mở rộng cũng không thể buông lỏng, ví dụ như công tác nhiệm kỳ mới." Công tác này có liên quan đến một thời gian phát triển lâu dài sau này của Mật Đông, vấn đề này khó thể nào bỏ qua được. Hôm nay tôi có trao đổi ý kiến với một vài tỉnh thành khác, bọn họ phần lớn đã định ra phương án của mình rồi. Tiến độ của tỉnh Tây Tường bên kia căn bản là nhanh hơn chúng ta, tuy Mật Đông không tranh chấp vị trí đệ nhất, thế nhưng cũng không nên quá ngăn cản ở phương diện này. Sầm Vật Cương nói và Vương Tử Quân hiểu, hắn cười nói, "Bí thư Sầm, tôi hiểu điều này." Sầm Vật Cương đang chờ Vương Tử Quân tiếp lời, thế nhưng Vương Tử Quân không lên tiếng. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt nhàn nhạt, nhạt của Vương Tử Quân, thế là thầm nghĩ, tôi đã cho anh cơ hội, anh không nắm chắc lấy sao? Vương Tử Quân lúc này tuy nhìn chung quanh nhưng trong lòng lại nghĩ đến những lời vừa rồi của Sầm Vật Cương. Căn cứ vào những lời này, hắn có thể cảm giác nhận được ý nghĩ của bí thư Sầm, thế nhưng thiện ý của đối phương căn bản là hắn không thể tiếp nhận được. Sầm vật gương bên kia xem như đã quyết định, tuy người kia có thể điều chỉnh một chút, thế nhưng căn bản là kém xa kỳ vọng của mình. Hơn nữa Vương Tử Quân căn bản cũng khinh thường trạng thái ăn xin như vậy. "Chủ tịch, đã đến giờ rồi." Triệu Hiểu Bạch đặt ly nước trong tay xuống rồi khẽ nhắc nhở Vương Tử Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1822, tôi mới là người quyết định. Vương tử quân khẽ gật đầu với triệu hiểu bạch, lúc này mới nhìn xuống bên dưới. Hắn phát hiện các đơn vị trong tỉnh và cán bộ các thành phố đã tụ tập trong phòng, bọn họ đang chờ đợi mình lên tiếng. Thưa các đồng chí, hôm nay tôi triệu tập mọi người đến, chủ yếu là vì một vấn đề, đó chính là công tác phòng lũ lụt. Đối với công tác phòng lụt hôm nay, trong tỉnh đã sắp xếp khá nhiều lần, các đồng chí tham gia hội nghị đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình, thế nên bây giờ tôi không nói đến nữa. Hôm nay tôi chỉ nói vài vấn đề mà thôi, đó là vì hướng bão thay đổi thế nên tỉnh Mật Đông sẽ đón nhận một lượng mưa rất lớn. Tuy cơn bão này cũng không thể gọi là bão chính thức, thế nhưng nó mang đến lượng mưa không nhỏ, điều này cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân lên tiếng, lão liên tục ghi chép lên giấy, thế nhưng cũng không phải là ghi chép nội dung phát biểu của Vương Tử Quân, chủ yếu là viết tên người. Vương Tử Quân nói 5 phút thì xong sau đó hắn đưa micro cho sầm vật cương. Sầm vật cương căn bản thấu hiểu rất rõ những lời nói ngắn gọn có lực nhưng thấm sâu vào lòng người của vương tử quân. Lúc này hai người ngồi cùng một chỗ, lão vì ngạo khí của mình mà tuyệt đối không muốn thua kém vương tử quân ở phương diện này. Sau khi trầm ngâm dây lát thì sầm vật cương lớn tiếng tuyên bố, hôm nay chúng ta tổ chức hội nghị phòng chống lụt báo, tôi cũng không nói đến những phương diện khác, bây giờ sẽ tuyên bố phương diện kỷ luật. Sầm vật cương nói rồi lớn tiếng tuyên bố quyết định, khi một loạt những từ miễn chức được đưa ra khỏi miệng, bốn phía càng thêm yên tĩnh. Sầm vật cương là bí thư tỉnh ủy, tất nhiên lão có uy thế mà người thường khó thể so sánh được. Lão dưa mắt nhìn xuống bên dưới, cảm thấy đám cán bộ bên dưới thật sự rất trịnh trọng, thầm cảm thấy rất thoải mái. Hội nghị chỉ có 10 phút thế nhưng lại có nội dung rất nặng, khi hội nghị kết thúc thì vương tử quân cùng sầm vật cương lên xe rời khỏi bộ chỉ huy phòng chống lụt bão. Lôi hợp tuấn là bí thư thị ủy đồng lục, hắn đi ra khỏi phòng họp với gương mặt nghiêm túc, sau lưng hắn chính là bí thư triệu tiến cảng quận Hoa Nham thành phố đồng lục. Triệu tiến cảng là bộ hạ cũ của lôi hợp tuấn, là người đi theo lôi hợp tuấn nhiều năm, biết rõ tính tình của lãnh đạo mình. Triệu Tiến Cảng biết rõ sở dĩ gương mặt lôi hợp tuấn nghiêm túc như vậy cũng không phải là vì hai vị lãnh đạo lên tiếng quá nghiêm khắc trong hội nghị phòng chống lụt bão trước đó, chính là một việc khác. Bí thư lôi sau khi đi theo lôi hợp tuấn rời khỏi phòng họp thì triệu tiến cảng nở nụ cười sáng lạn nói lôi hợp tuấn nhìn gương mặt của triệu tiến cảng thì trầm giọng anh không đi đến chỉ đạo công tác phòng lụt chạy đến chỗ tôi làm gì bí thư lôi quận chúng tôi đã làm tốt công tác phòng lụt chủ tịch Lý là người đang trực chiến, ngài còn phải lo lắng sao? Triệu Tiến Cảng là người đi theo lôi hợp tuấn nhiều năm, thế nên giọng điệu cũng có vài phần tùy tiện. Lôi hợp tuấn nhìn gương mặt với nụ cười của Triệu Tiến Cảng, hắn khoát tay áo nói, được rồi, anh ngồi đi, nói ngắn gọn thôi. Bí thư lôi, hôm qua tôi đi họp thì gặp mặt anh Lý của huyện Thạch Phong, anh ấy có bộ dạng cực kỳ tự đắc giống như đã trở thành thường ủy tỉnh ủy vậy. Triệu Tiến Cảng ngồi xuống bên cạnh Lôi Hợp Tuấn rồi nháy mắt nói. Lôi Hợp Tuấn biết rõ hai người Triệu Tiến Cảng và Bí Thư Lý của huyện Thạch Phong thường hay đối phó với nhau, Bí Thư Lý cũng không phải là cán bộ thuộc về phái của mình. Trong nhiệm kỳ mới lần này thì Lôi Hợp Tuấn đề cử Triệu Tiến Cảng, thế nhưng Tuyến trên lại cho ra phương án hướng về phía Bí Thư Lý. Chuyện này làm cho Lôi Hợp Tuấn rất tức giận, thế nhưng nổi giận thì nổi giận, hắn biết mình căn bản không thể nào thay đổi được gì trong sự kiện này. Dù sao thì nghe nói mình căn bản là khó bảo toàn được trong nhiệm kỳ mới lần này. Chủ tịch Vương bên kia đã hai lần làm cho phương án nhiệm kỳ mới không được thông qua, lần thứ ba này có thể tiếp tục như vậy sao? Lôi hợp tuấn căn bản không nắm chắc phương diện này, không biết trước được, chỉ sợ ngay cả chủ tịch Vương cũng khó thể nào nắm chắc được. Trong đầu lôi hợp tuấn lóe lên vài ý nghĩ, hắn cười cười nói tiến cảng nên cố gắng làm tốt công tác của mình còn những chuyện khác đó là do tổ chức quyết định không phải là anh có thể suy xét triệu tiến cảng nhìn gương mặt nghiêm túc của lôi hợp tuấn trong đầu chợt lóe lên cảm giác xấu hắn hiểu rõ tính cách của lôi hợp tuấn những lời nói của bí thư lôi căn bản là có thể hiểu được thế nhưng dù hiểu thế nào thì hắn vẫn phải phối hợp nếu như lôi hợp tuấn cười lên tiếng thì không cần suy xét sẽ thành công thế nhưng bây giờ lôi hợp tuấn lại có thái độ như vậy căn bản là quá rõ ràng rồi bí thư tôi biết rồi triệu tiến càng cười cười nói âm một tiếng sấm vang lên âm thanh rất khủng bố những hạt mưa như hạt đậu rơi xuống đất với âm thanh rất lớn không gian oi bức ngày hè căn bản bị đẩy lùi vương tử quân nhìn mưa ầm ầm ngoài cửa sổ hắn nhíu mày càng thêm chặt lúc này trên bàn làm việc của hắn đặt tài liệu điều tra về công ty ngọc đỉnh Chí nghiệp Bây giờ trên cơ bản đã xác định được hành vi tùy ý mở rộng diện tích của công ty này ở thành phố San Hà. Tuy chỉ có 6 chữ tùy ý mở rộng diện tích thế nhưng nó lại liên quan đến một chữ tiền, một khu dân cư nếu được mở rộng ra, như vậy sẽ có biết bao nhiêu căn hộ được xây dựng lên. Tuy tài liệu này còn chưa liên quan đến triệu trọng khải, thế nhưng tác dụng của triệu trọng khải căn bản đã là như ẩn như hiện. Tin chắc sau khi điều tra rõ ràng thì kết quả chỉ là sớm muộn mà thôi. Vương tử quân uống một gớp nước rồi đứng lên bên cạnh bàn, tuy lúc này đã hạ quyết tâm thế nhưng vẫn cảm thấy trong lòng khá bức bối. Tuy đình trọng cai luôn theo sát tiến độ của sầm vật cương, thế nhưng vương tử quân không thể không thừa nhận người này làm việc rất tốt. Nếu một cán bộ được nuôi dưỡng nhiều năm lại té nhào trong sự kiện này, thật sự làm cho người ta cảm thấy rất đau lòng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên rồn rập, vương tử quân đi qua mở cửa, trương tề bảo nhanh chóng đi vào. Chủ tịch, vừa rồi cục trưởng cục khí tượng đi đến chuyển văn kiện khẩn cấp, nói là vì có một tầng mây dày kéo đến, thế cho nên hai ngày tới sẽ có lượng mưa rất lớn. Theo dự tính của bọn họ thì trong khoảng thời gian này có nhiều nơi đạt lượng mưa hơn 100 mm. Lúc này Vương Tử Quân cũng không còn tâm tư nói điều gì khác với Trương Tề Bảo, hắn tiếp nhận bản báo cáo của Trương Tề Bảo, nhìn qua một lượt rồi trầm giọng nói, tin tức này đã được chuyển đến cho chủ tịch Hà và chủ tịch Cố chưa? tôi đã cho người văn phòng đưa văn kiện đến cho hai vị lãnh đạo rồi. Trương Tề Bảo nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. À, bây giờ mực nước thanh xa thế nào rồi? Vương Tử Quân khẽ đi lại vài bước rồi trầm giọng hỏi. Trương Tề Bảo là thư ký trưởng, hắn căn bản quan tâm đến rất nhiều chuyện. Đột nhiên nghe Vương Tử Quân hỏi mực nước sông Thanh Sa, thế là không biết phải làm sao. Hắn trần chờ dây lát rồi nói, Chủ tịch, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi xem thế nào. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn thầm nghĩ đến tình cảnh vài ngày trước mình đến thị sát con đê lớn ở bên sông Thanh Sa. Tuy khi đó mực nước còn không quá cao thế nhưng đã tiếp cận tiêu chuẩn cao nhất của năm trước, bây giờ nếu như không giảm xuống sẽ làm cho người ta rất lo lắng. "Chủ tịch, tôi đã hỏi rồi, mực nước sông Thanh Sa liên tục tăng lên, bây giờ đã vượt qua mức nước lịch sử." Trương Tề Bảo nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói, Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói với Trương Tề Bảo, anh thông báo cho Chủ tịch Hà Kiến Trương, để anh ấy tỏa chấn bộ chỉ huy phòng chống lụt báo, tôi đi gặp Bí Thư Sầm. Trương 1823, một nghiêm nghỉ về phía tôi. Uông Thanh Minh đang báo cáo công tác trong phòng làm việc của Sầm Vật gương, lúc này cũng chỉ là báo cáo những công tác nhiệm kỳ mới. Những ngày qua áp lực của Uông Thanh Minh càng lúc càng lớn, sau khi sầm vật cương đi đến mật đông thì cũng không động tay quá mạnh vào phương diện nhân sự khiến cho nhiều người oán trách. ngược lại sầm vật cương mặc dù có vẻ cực kỳ khí phách trước mặt đường chấn huy thế nhưng chỉ phương diện nhân sự là cực kỳ ẩn giấu. mặc dù vài lần điều chỉnh nhân sự đều có nguyên nhân bất đắc dĩ đã từng có không ít người đề nghị với lão nên điều động với biên độ rộng thế nhưng sầm vật cương có ý nghĩ của mình thế nên luôn án binh bất động. Uông Thanh Minh thầm nghĩ biết Đâu Sầm Vật Cương làm như vậy cũng không phải là không muốn động, chủ yếu là tình hình mật đông quá phức tạp, nếu tùy tiện hành động thì chỉ sợ người cuối cùng được lợi cũng không phải là Sầm Vật Cương. Tuy thời đại của Đường Trấn Huy đã qua, thế nhưng Vương Tử Quân tiến lên nhận chức lại không phải đèn cạn dầu, nếu để cho Vương Tử Quân nắm quyền chủ động, chỉ sợ uy thế của người này còn mạnh hơn trời. Kết quả quyền lực nghiêng về phía Vương Tử Quân như vậy rõ ràng là bí thư sầm vật cương sẽ mất đi quyền lực của mình. Nhiệm kỳ mới lần này căn bản là một động tác lớn của bí thư sầm sau khi xúc tích vài năm, nếu như vì nguyên nhân nào đó mà tiếp tục không được thông qua, như vậy Uông Thanh Minh là trưởng phòng tổ chức cũng không thể chịu đựng được. Vì để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra, Uông Thanh Minh căn bản xem xét kiêm tra đối chiếu tư liệu của từng người, tranh thủ giảm xuống thấp nhất những sai lầm mắc phải. Công việc này tuy dường già thế nhưng ít nhất cũng giảm bớt lo lắng của hắn, mặc dù càng ngày hắn càng cảm thấy mỏi mệt. Lúc này Uông Thanh Minh tỏ ra cực kỳ có tinh thần khi đứng trước bàn làm việc của sầm vật cương. Hắn đã hạ quyết tâm, sau khi trải qua chuyện này thì nhất định phải nghỉ ngơi hồi phục lại, ít nhất các người nói cái gì cũng không liên quan đến tôi. Bí thư sầm, chủ tịch đinh trọng cai của thành phố San Hà là người có thể triển khai mở rộng công tác, thành tích quá rõ ràng, đánh giá của nhân dân đối với anh ấy là rất tốt thế cho nên trong nhiệm kỳ mới lần này thì anh ấy là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí bí thư thị ủy san hà uông thanh minh uống một ngụm nước rồi trầm giọng nói với sầm vật cương tuy đinh trọng cai căn bản là nhân tuyển của sầm vật cương thế nhưng hắn vẫn không nhịn được phải giới thiệu một lượt về đinh trọng cai sầm vật cương nhìn bộ dạng cẩn thận của uông thanh minh lão không khỏi cười nói trưởng phòng uông tuy công tác của nhiệm kỳ mới là cực kỳ quan trọng thế nhưng anh là trưởng phòng tổ chức thì làm việc cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi, không thể nào rơi vào tình huống vừa xử lý xong công tác nhiệm kỳ mới thì suy sụp được. Uông Thanh Minh nghe những lời thăm hỏi ân cần của sầm vật cương mà thầm nghĩ, không phải lãnh đạo ngài đang ép tôi sao? Nếu không phải ngài đấu trí với vương tử quân, tôi nào rơi vào tình huống như vậy? Nhưng Uông Thanh Minh vẫn biểu hiện tươi cười nói, bí thư, chuyện này nếu không hoàn thành thì tôi căn bản khó thể nào thoải mái được, lúc nào cũng giống như có một tảng đá đè nặng trong lòng không bằng để tôi hoàn thành công tác rồi nghỉ vài ngày coi như được nghỉ ngơi một chút ha ha nếu nói đến thời gian nghỉ ngơi thì không có gì là khó tôi thấy không bằng thế này sau khi sự việc được xử lý xong hội cựu chiến binh đang tổ chức cho thành viên đi du lịch nếu như anh có ý nghĩ muốn thoải mái một chút thì cứ dẫn đội hình đi tham quan anh vừa thả lỏng chính mình vừa có thể biểu hiện sự quan tâm coi trọng các cựu chiến binh, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Sầm Vật Cương nói mà không cho Uông Thanh Minh cơ hội từ chối, lão tiếp tục, "Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, lát nữa tôi sẽ nói một tiếng với anh Hồ." Nói thật thì Uông Thanh Minh cũng không muốn đi đâu, muốn ở nhà hai ngày mà thôi. Nhưng Sầm Vật Cương tỏ ra quan tâm và sắp xếp mọi thứ, nếu như hắn từ chối thì căn bản không nể mặt Sầm Vật Cương. "Cảm ơn bí thư Sầm." trưởng phòng uông lần này điều chỉnh nhân sự tôi chuẩn bị chậm rãi bàn bạc đặc biệt là đối với các cán bộ được điều chỉnh làm lãnh đạo thị ủy càng phải thận trọng hơn sầm vật cương cũng không coi trọng chuyện nhỏ nhặt kia lão uống một hớp nước rồi khẽ nói với uông thanh minh chậm rãi bàn bạc chính là làm tốt cả phương án uông thanh minh là cán bộ lão thành của khối tổ chức nhân sự hắn căn bản biết rõ điều này hắn trần chờ dây lát thì hiểu ra tính toán của sầm vật cương một chiêu này xem như đủ độc, xem như một kiếm vung lên quyết định chư hầu. Vương Tử Quân đã hai lần ra tay phủ quyết phương án, bí thư sầm yêu cầu chậm rãi bàn bạc, như vậy bài trừ khả năng Vương Tử Quân sẽ phủ quyết phương án một lần nữa. Anh không phải muốn tìm khuyết điểm sao? Được rồi, chúng ta chậm rãi tìm kiếm xem xét, tôi cũng không tin tất cả mọi người đều có vấn đề. Vì vậy mà chính mình có thể chậm rãi quán triệt phương án một cách sâu rộng. Bí thư Tôi tán thành đề nghị của ngài, tôi cho rằng dùng phương thức này có thể đẩy mạnh tiến trình hoàn thiện phương án của nhiệm kỳ mới." Uông Thanh Minh tuy rất bực mình thế nhưng cũng chỉ có thể đồng ý, hắn cắn răng nói, cũng đỡ cho người khác không việc gì cũng cố moi ra đủ mọi vấn đề. Sầm Vật Cương cười ha hả chỉ vào Uông Thanh Minh rồi nói, "Trưởng phòng Thanh Minh, anh nói những lời thế này ở chỗ tôi thì được, không có vấn đề, thế nhưng anh cũng đừng để cho người khác nghe thấy." Bí thư ngài nói rất đúng uông thanh minh cười hì hì rồi lớn tiếng nói khi hai người trò chuyện với nhau thì tiếng gõ cửa vang lên sầm vật cương nhướng mày trước khi vào phòng lão đã nhắn thư ký nếu không có việc gì gấp thì đừng quấy dày thư ký của mình bị làm sao vậy khi cửa phòng mở ra vương tử quân đã đứng bên ngoài với vẻ mặt rất nghiêm túc sự xuất hiện của vương tử quân làm cho uông thanh minh giật mình theo bản năng xem ra chính mình sau này không nên tiếp tục mắng người sau lưng không ngờ bây giờ vừa mới mở miệng thì người ta đã xuất hiện trước mặt. Sầm Vật Cương nhìn thấy Vương Tử Quân thì cũng có chút sững sốt, lão nhanh chóng đứng lên. Thư ký của Sầm Vật Cương đi theo sau lưng Vương Tử Quân cũng nhanh chóng giải thích, "Bí thư Sầm, chủ tịch Vương nói có việc gấp." Sầm Vật Cương phất tay đuổi thư ký đang định giải thích đi ra ngoài, sau đó lão mỉm cười nói với Vương Tử Quân, "Chủ tịch Vương, có chuyện gì vậy?" Bí thư Sầm cục khí tượng vừa mới cho ra báo cáo nói rằng hai ngày tới lượng mưa trong tỉnh sẽ được tăng cường vương tử quân không quan tâm đến phương diện khách sáo với sầm vật cương hắn trực tiếp đặt báo cáo lên bàn làm việc của sầm vật cương sầm vật cương đưa mắt xem xét mà không khỏi nhíu mày tuy những ngày qua lão rất chú trọng công tác của nhiệm kỳ mới thế nhưng căn bản cũng rất coi trọng công tác phòng chống bão lũ lão vừa xem văn kiện vừa nhìn vương tử quân rồi nói chủ tịch bây giờ mực nước của thanh xa thế nào rồi? Đã đạt đến mức cao nhất trước nay. Vương tử quân ngồi đối diện với sầm vật cương rồi nói tiếp, theo những báo cáo của cục khí tượng, sắp tới lượng mưa ở trong tỉnh sẽ vượt qua 100mm. Lượng mưa 100mm, sầm vật cương nhíu mày càng chặt, lão đặt phân kiện lên bàn rồi nói, chủ tịch tử quân, anh nên nhanh chóng truyền tin đến cho các thành phố trong tỉnh, yêu cầu bọn họ cho ra phương án dự phòng khẩn cấp. Đồng thời nửa giờ sau chúng ta sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến. Bí thư Sầm, tôi đã cho đồng chí chủ tịch Hà Tỏa trấn ở bộ chỉ huy phòng chống lụt bão. Vương Tử Quân nói đến đây thì tiếp tục, lượng mưa 100 mm là rất lớn, chúng ta không thể không coi trọng, cũng phải phân công cho các vị thường ủy tỉnh ủy khác, có sự phân công rõ ràng bọn họ đến nơi nào và làm tốt công tác đốc thúc. Chương 1823, hai nghiêm nghỉ về phía tôi cho các vị thường ủy tỉnh ủy tỏa trấn các thành phố trong tỉnh. Sầm vật cương do dự dây lát rồi gật đầu nói, được, thời điểm quan trọng cũng nên cho ra những phương án quan trọng. Tôi thấy hay là thế này, trưởng phòng uông, anh thông báo cho các vị thường ủy tỉnh ủy đang có mặt trong đơn vị, 20 phút sau sẽ tổ chức họp. Uông Thanh Minh tuy là lãnh đạo của phòng tổ chức tỉnh ủy thế nhưng cũng là cán bộ từ cơ sở đi lên, biết rõ đây là thời điểm nguy cấp, căn bản không thể tuân theo quy trình thông thường, thế nên đồng ý một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Bầu không khí trong phòng khá yên tĩnh, sau khi hai người sầm vật cương và vương tử quân sắp xếp xong các công tác tương quan, hai người chợt phát hiện chính mình không còn gì để nói. Vương tử quân do dự dây lát rồi nói, bí thư sầm, lần này lượng mưa quá lớn, chúng ta nên tiến hành chuẩn bị cho phương án khẩn cấp. À, điều này tôi biết rõ. Sầm vật cương khẽ gật đầu, sau đó lão đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi nói, Chủ tịch, anh là người hiểu rõ về công tác phòng lũ hơn cả tôi, anh nói xem phương diện nào quan trọng, tôi sẽ đến đó tỏa chấn. Hội nghị thường ủy lần này được tổ chức rất nhanh, chỉ sau 10 phút thì đã kết thúc. Khi phân phối nhiệm vụ thì Sầm Vật Cương sẽ đi đến địa phương có tình hình nguy hiểm nhất là Đồng Lục, còn Vương Tử Quân thì đi đến thành phố San Hà. Chủ tịch Tử Quân, có chuyện gì thì cứ giữ liên lạc sầm vật cương cùng vương tử quân đi ra khỏi phòng họp lão không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt nói nụ cười của sầm vật cương có chút kiêu ngạo dù sao thì đồng lục cũng là thành phố quan trọng lão là bí thư tỉnh ủy nên chọn vị trí nguy hiểm nhất mặc kệ vương tử quân có địa vị ngang hàng hay cùng là cán bộ lão thành thế nhưng đều phải biết rõ tính phải trái sầm vật cương hoàn toàn có thể dùng tính giai cấp của mình để đảm bảo năng lực của mình hoàn toàn xứng đáng với vị trí làm chủ mật đông Lúc này Vương Tử Quân cũng tràn đầy ý nghĩ kính ngưỡng với Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vật Cương không còn nhỏ tuổi nhưng vào thời điểm nguy hiểm thì vẫn có thể làm gương cho binh sĩ, không nói đến điều kiện gì cả, chỉ cần nhìn vào điểm này cũng thấy rõ đây là một người phù hợp với danh xưng đại tướng biên cương. Sự việc gấp gáp thì mọi thứ cũng đơn giản hóa một chút, nửa giờ sau xe của Vương Tử Quân đã rời khỏi thành phố rừng mật. Lần này Vương Tử Quân ngồi trên một chiếc Toyota Coaster Phía sau còn có nhiều nhân viên đến từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị tương quan. Những hạt mưa lớn vẫn phả vào rầm rầm bên cửa sổ, vì phương diện an toàn mà Trương Tề bảo yêu cầu cục công an cho xe mở đường. Dù sao bây giờ trời đang mưa, đường rất trơn, hơn nữa trên xe có nhiều quan viên lớn nhỏ, hắn cũng không thể làm trái kỷ luật được. Cũng may Vương Tử Quân thấy hắn sắp xếp như vậy và cũng không phản đối. Chủ tịch Vương tôi đã gọi điện thoại thông báo cho phía thành phố San Hà, để bọn họ đợi trong khu văn phòng thị ủy. Trương Tề bảo đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi trầm giọng báo cáo. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, mặc dù hắn ngồi trên xe thế nhưng vẫn xử lý văn kiện. Sau khi xử lý xong một sấp văn kiện dày, hắn mới nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Những hạt mưa nặng nề vẫn rơi xuống, không gian như được mắc một tấm mảnh hư ảo, mặt đường đầy nước thị lực của vương tử quân là rất tốt, thế nhưng lúc này quá lắm cũng chỉ nhìn xa được 30 mét mà thôi. Khi vương tử quân trầm ngâm thì chợt nghe có người nói, chủ tịch vương, tôi có thể phỏng vấn ngài một chút được không? Trương Tề bảo có chút không vui, thầm nghĩ đám người của đài truyền hình và nhật báo tỉnh làm gì vậy? Sao lại phái một phóng viên lỗ mãng như thế đi theo đoàn? Lúc này là thời điểm mấu chốt, chỉ sợ chủ tịch cũng không có tâm tư liên hệ với một phóng viên. Trương Tề Bảo tuy cảm thấy bực mình nhưng không thể cản Vương Tử Quân quay đầu lại nhìn. Sau khi thấy vị phóng viên muốn phỏng vấn mình, hắn không nhịn được phải dùng giọng vui vẻ nói, tiểu nha đầu này, sao cô lại đến đây? Sau khi nghe Vương Tử Quân lên tiếng tỷ văn ngư nhi vỉnh miệng lên, nàng dùng ná mắt căm tức nhìn Vương Tử Quân rồi nghiêm trang nói, thật xin lỗi chủ tịch Vương, mong ngày xưng hô tên của tôi, tôi là phóng viên văn ngư nhi của Nhật Báo Mật Đông. Trương Tề bảo nhìn bộ dạng dương nhanh múa vuốt của Văn Ngư Nhi, lúc này hắn mới kịp có phản ứng. Đây là con gái bảo bối của bí thư Văn, mặc dù chủ tịch Vương và bí thư Văn có quan hệ khó nói, thế nhưng đối đãi với vãn bối cũng không nên quá chấp nhất. "Ôi, được, được rồi, phóng viên Văn, xin hỏi sao cô lại đến đây?" Vương Tử Quân nhấc tay lên đầu hàng, sau đó tỏ ý cho Văn Ngư Nhi ngồi đối diện với mình. Văn Ngư Nhi lúc này đang chuẩn bị hỏi vài vấn đề bây giờ có được chỗ ngồi, thế là nàng nở nụ cười mỹ mãn. Nàng làm mặt quỷ với vương tử quân rồi đắc ý nói, lãnh đạo không cho tôi đi, thế nhưng tôi là một phóng viên, sao có thể kén cá chọn canh, thế nên tôi đi đến đây. Văn Ngư Nhi nói xong thì nghiêng đầu kiêu ngạo, bộ dạng rất đáng yêu. Vương tử quân lúc này không khỏi gật đầu, hắn nhìn sắc trời u ám, lại nhìn gương mặt đầy hào quang của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi thở dài một hơi, cô đi thì bí thư văn có biết không? Bí thư văn, ông ấy, bố tôi còn chưa biết, văn ngư nhìn muốn nói dối với vương tử quân, thế nhưng khi nhìn gương mặt nghiêm túc của vương tử quân thì căn bản phải nói thật. Vương tử quân cao mày, hắn dùng giọng giao đầu nói với trương tề bảo, thư ký trưởng tề bảo, anh sắp xếp một chiếc xe nhanh chóng đưa phóng viên văn quay về. Vương tử quân nói hai chữ phóng viên rất trịnh trọng, Phan Ngư Nhi nghe thấy mình bị sắp xếp như vậy thì mở miệng kháng nghị, Chủ tịch Vương, tôi đến là để công tác, tôi đang thực hiện chức trách của một phóng viên. Tôi đến là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trách nhiệm, căn bản không phải đến gây phiền toái cho ngài, ngài dựa vào cái gì mà đuổi tôi đi, tôi cũng không nghe lời ngài. Hơn nữa tôi đã trưởng thành rồi, tôi có chuyện lựa chọn những hành vi của mình, anh không thể miễn cưỡng tôi được. Vương tử quân nhìn bộ dạng nổi giận hai tay chống nạnh và trừng mắt nhìn mình của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Nhà đầu này thật sự là quá nhanh mồm nhanh miệng, may mà bây giờ còn có nhiều người, nếu không thì chẳng biết nàng ta còn nói gì nữa. Trương Tề bảo là người đi theo vương tử quân hơn hai năm, hắn là người tung hoành ngang dọc thành thạo trốn quan trường, thế nhưng lúc này lại thấy chủ tịch vương không có kế sách nào đối phó với một cô gái, thế là không khỏi cảm thấy da đầu run lên, Thật sự rất muốn cười. Nhưng Trương Tề Bảo thật sự không dám cười, hắn vẫn phải bảo trì sự nghiêm túc của mình. "Hi hi, chủ tịch Phương, ngài nói muốn đưa tôi về, thế nhưng bây giờ đã sắp đến San Hà, ngài đưa tôi về thế nào được? Mưa lớn như vậy ngài nói xem đưa tôi về có quá nguy hiểm không? Anh là người phụ trách phương diện an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, đừng quên tôi cũng là một người dân trong tỉnh Mật Đông." vương tử quân nó rồi khẽ đụng đụng đầu vào người vương tử quân giống như đã chuẩn bị sẵn tư thế từ khi nào rồi khi văn ngư nhi đưa đầu đến thì vương tử quân cảm thấy mùi hương thơm ngát bùng phát hắn những ngày qua có thể nói là tu thân dưỡng tính trừ những người của mình căn bản không quan tâm đến ai thế nhưng lúc này văn ngư nhi lại làm cho vương tử quân bùng phát tâm tư khác lạ điều này không khỏi làm hắn cố gắng áp chế tâm tư của mình sau đó lại thấy rất buồn cười Đúng là đàn ông. Chương 1824, một thời khắc chuẩn bị. Vương Tử Quân nhìn Văn Ngư Nhi ngồi điềm nhiên như không trên xe, hắn thầm nghĩ nên xử lý củ khoai lang nóng này như thế nào. Đúng lúc này điện thoại của Triệu Hiểu Bạch chợt vang lên, sau khi nghe máy thì Triệu Hiểu Bạch đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói, "Chủ tịch Vương, là điện thoại của bí thư Văn." Vương Tử Quân nghe máy, chợt nghe Văn Thành Đồ nói, "Chào chủ tịch Vương, ngài đã đến chưa?" tôi còn nửa giờ nửa mới đến nơi còn bí thư văn thì sao vương tử quân biết rõ tâm tư của văn thành đồ sau khi ân cần thăm hỏi vài câu hắn không chờ văn thành đồ bên kia mở miệng mà nói tiếp bí thư văn ngài bây giờ gọi điện thoại có phải là muốn bắt lính đào ngũ không sau khi nghe vương tử quân gọi mình là lính đào ngũ văn ngư nhi quệt miệng nhìn hắn sau đó giơ nắm đấm nhỏ của mình lên nhưng quả đấm xinh đẹp nghịch ngợm căn bản không có tính khiêu chiến vương tử quân nói làm cho văn thành đồ cười lớn chủ tịch vương tôi thật sự muốn tìm lính đào ngũ con gái của tôi đang ở trên xe của ngài sao đúng vậy tôi cũng vừa phát hiện ra bí thư văn nếu không gọi điện thoại đến tôi cũng sẽ gọi điện thoại thông báo cho anh tôi thật sự bó tay với lính đào ngũ nhà anh anh xem xử lý thế nào đây vương tử quân căn bản là nói lời thật lòng dù sao thì văn ngư nhi cũng không phải là người thường hắn không thể không thận trọng đối đãi với nàng. Văn Thành đồ cười hì hì nói, Chủ tịch, bây giờ tôi đã ở ngoài tầm tay, anh xem thế này có được không? Lúc này mưa gió rất lớn, không bằng cứ để cho cô ấy đi theo, chờ khi nào ngài quay lại sẽ đưa về. Vương Tử Quân biết rõ đây là lựa chọn tốt nhất của Văn Thành đồ vào lúc này. Văn Ngư Nhi đi theo bên cạnh mình là rất an toàn, thế là hắn không khỏi cười nói, được rồi, cứ để cho cô ấy đi theo tôi vậy. Hai người Hàn Huyên vài câu về công tác phòng chống lụt bão thì cúp điện thoại. Sau khi đưa điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch, Vương Tử Quân thấy Văn Ngư Nhi đang vui vẻ nâng cầm lên nhìn mình. Nàng thấy hắn cúp điện thoại thì dùng giọng trêu chọc nói: "Chủ tịch Vương, có phải là bí thư Văn đã cho tôi ở lại rồi không? Tốt lắm, bây giờ tôi có thể bắt đầu công tác, ngài xem, tôi có thể phỏng vấn ngài được không?" Vương Tử Quân nghiêm mặt nói: "Không được." cô không phải trong biên chế phóng viên đi theo đoàn, thế nên cô nghỉ ngơi trước đi. Văn Ngư Nhi tuy rất nghiêm túc, thế nhưng khi nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, nàng chỉ có thể oán hận quay về vị trí của mình mà thôi. Chủ tịch, đường có nhiều nước nên căn bản không thể chạy nhanh được. Trương Tề bảo trao đổi với lái xe vài câu rồi khẽ nói. Đường cao tốc có nhiều nước. Vương tử quân nhíu mày rồi dùng giọng nóng lòng nói, còn cách thành phố San Hà bao xa còn 23 km nữa. Trương Tề Bảo trả lời làm cho Vương Tử Quân thở dài một hơi, hắn nói với Trương Tề Bảo, nói cho lái xe biết nên đẩy nhanh tốc độ, thế nhưng cũng đảm bảo phương diện an toàn. Nửa giờ sau đoàn xe rời khỏi đường cao tốc, Vương Tử Quân nhìn qua cửa sổ và thấy như trời mưa càng lúc càng lớn, hắn nhìn về phương xa, nơi đó vẫn chỉ là mưa gió mịt mù. Trời đã tối, khi xe chạy vào nội thành của thành phố San Hà, lại đúng giờ cao điểm kẹt xe một hàng xe dài rằng dọc xếp dày đặc với nhau đủ mọi loại xe chắn hết đường đi thế cho nên tiếng còi xe suốt ruột liên tục vang lên thư ký trưởng trước mặt có vài chiếc xe va chạm liên hoàn với nhau thế nên không thể nào đi ngay được nhân viên công tác của cục công an tỉnh phụ trách công tác mở đường nhanh chóng lên xe thông báo với trương tề bảo trương tề bảo trầm giọng nói thông báo cho phía thành phố san hà để cho bọn họ nhanh chóng thông đường Triệu Hiểu Bạch vừa định gọi điện thoại thì có vài người đi tới, đi đầu là một viên cán bộ hơn 50 tuổi, đeo ủng nhựa, vừa lên xe thì trầm giọng nói, Chủ tịch Vương, chúng tôi không làm tốt công tác, ngài chờ một chút, 20 phút sau cảnh sát giao thông sẽ mở đường thông suốt. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì người đàn ông đang mở miệng, đó là bí thư thị ủy San Hà Lý Thiều Bằng. Vị bí thư thị ủy này sắp đến tuổi về hưu, thế nên công tác làm rất ngay ngắn rõ ràng chẳng qua tính tích cực và sáng tạo là không còn. Đi theo phía sau lưng Lý Thiểu bằng chính là nhóm người đinh trọng cai, Vương Tử Quân nhìn tình huống chen chúc bên ngoài xe rồi trầm giọng nói, không cần làm phiền, chúng ta đi bộ, yêu cầu các đồng chí cảnh sát giao thông nhanh chóng thông đường là được. Lý Thiểu bằng nghe nói Vương Tử Quân sẽ xuống xe đi bộ thì chợt cảm thấy gấp gáp, hắn xoa xoa tay nói, chủ tịch, bây giờ bên ngoài mưa lớn nước sâu. Tôi thấy ngài nên ở trên xe chờ vài phút thì hay hơn. Mặc dù là mùa hè nhưng mưa gió quá lớn lại làm cho người ta sinh ra cảm giác lạnh như băng. Vương Tử Quân tiến về phía trước và vung tay từ chối. Lý Thiều Bằng làm bí thư thị ủy San Hà, lúc này gương mặt hắn rất khó coi. Hắn mặc dù chuẩn bị rời khỏi vị trí bí thư thị ủy, thế nhưng bây giờ dù sao vẫn là bí thư thị ủy. Chủ tịch tỉnh đến chỗ anh giám sát công tác phòng lụt vừa mới đi đến thành phố đã phải lội nước đi bộ, điều này làm cho hắn khó thể nhịn được. Lý Thiều Bằng nhìn Đinh Trọng Khải ở bên cạnh, lúc này vẻ mặt Đinh Trọng Cai cũng rất khó coi. Người này sắp tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy, hắn cảm thấy cửa ải của Vương Tử Quân là không quá quan trọng, thế nhưng nếu như bị người ta nói đến chuyện này, hắn cũng không chịu được. ầm ầm ầm, tiếng sấm vang lên liên tiếp, hai bên đường chợt sáng rực lên rồi tối sầm lại, làm cho không gian u ám càng trở nên ảm đạm may mà một vài chiếc xe mở đèn vẫn làm cho người ta miễn cưỡng nhìn thấy rõ con đường chủ tịch vương các đồng chí đội chữa cháy sẽ đến để cho bọn họ hộ tống ngài lý thiều bằng sau khi nghe thư ký của mình báo cáo thì khẽ nói với vương tử quân bí thư lý đây là hệ thống thoát nước của thành phố san hà sao bình thường người dân có thể đi trong nước vì sao chúng ta không thể đi thôi nơi này còn cách xa văn phòng thị ủy của các anh hay không? Chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian ở đây. Vương tử quân khoát tay áo với Lý Thiều Bằng rồi tiến lên. Gương mặt Lý Thiều Bằng chợt biến thành màu đen, nhưng hắn không dám mở miệng nói điều gì. Dù sao thì quan lớn hơn một cấp đè chết người, vương tử quân bây giờ dù có mở miệng mắng thì hắn cũng chỉ có thể đứng nghe mà thôi. Chỉ một km, trước kia ngồi xe mất 10 phút, thế nhưng bây giờ đi hơn nửa giờ mới đến khu văn phòng thị ủy San Hà. Lúc này thị ủy San Hà đã mở điện sáng trưng, nhân viên công tác cũng chuẩn bị sẵn sàng, khi Vương Tử Quân đi đến thì nhanh chóng cầm ô ra đón. Chủ tịch Vương, lúc này cũng không còn sớm nữa, chúng ta ăn cơm rồi nói sau vậy. Lý Thiều Bằng mặc dù không để lại ấn tượng gì tốt cho Vương Tử Quân, thế nhưng hắn là bí thư thị ủy, những gì cần nói vẫn phải nói chương 1824, hai thời khắc chuẩn bị. Vương tử quân nhìn Lý Thiều Bằng, sau đó mở miệng phân phó, cho tôi một tô mì, đồng thời yêu cầu các đồng chí của ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố chuẩn bị tình huống báo cáo cho tôi. Còn nữa, bây giờ phải nắm chặt thời gian chuẩn bị tất cả, càng là lúc này càng phải làm tốt phương diện ổn định công tác. Chúng ta không thể làm cho nhân dân cảm thấy mất an toàn, nếu nhân tâm rối loạn thì tính ổn định của xã hội sẽ bị phá vỡ, căn bản là cực kỳ phiền toái. Văn Ngư Nhi đứng sau lưng Vương Tử Quân, hắn nhìn thấy bộ dạng cao lớn nghiêm túc và rất khó xử của Lý Thiều Bằng, thế là không khỏi có vài phần cảm động. Xem ra chủ tịch tuy còn trẻ nhưng căn bản cực kỳ có kinh nghiệm ở trên phương diện xử lý các vấn đề gấp gáp. Dưới sự đốc xúc của Vương Tử Quân, phía thành phố San Hà tiến hành sắp xếp xong các công tác tương quan. Chủ tịch Đinh Trọng Cai chờ Vương Tử Quân ngồi xuống chiếc ghế sa lông trong phòng khách thì lập tức báo cáo công tác phòng lụt của thành phố San Hà. Chủ tịch Vương, vì làm tốt công tác phòng lụt lần này mà thị ủy chúng tôi đã quyết định tất cả cán bộ lãnh đạo trong thành phố đều phải chịu trách nhiệm từng khu vực cho đến khi hết mưa bão, thực hành phương pháp phân chia và kết hợp, áp dụng biện pháp đặt trách nhiệm lên từng người cụ thể, đẩy mạnh phương diện thực hiện công tác. Vương Tử Quân nghe Đinh Trọng Cai báo cáo mà cũng không lên tiếng. Lúc này nhân viên công tác đưa đến hai tô mì, khi thấy Đinh Trọng Cai đang báo cáo thì chợt rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đành phải đứng nơi cửa. Các anh chuẩn bị thế nào ở bên dòng sông Thanh Nham? Mực nước sông Thanh Nham hiện tại là bao nhiêu? Nếu như xuất hiện tai nạn, như vậy các anh chuẩn bị đối phó như thế nào? Vương Tử Quân thấy Đinh Trọng Cai tiếp tục giảng giải về những phương diện được thị ủy san hà chú trọng, hắn chợt lên tiếng cắt lời một cách không chút khách khí. Chủ tịch Vương, sông Thanh Nham không có vấn đề, hồ Thanh Nham được xây dựng 20 năm, xưa nay mực nước hồ chưa từng đạt đến mức báo động, điều này. Đinh Trọng cai sừng sốt dây lát rồi lớn tiếng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Đinh Trọng cai, gương mặt càng thêm nghiêm túc, hắn phất phất tay nói, tôi muốn tìm hiểu tình huống cụ thể, địa phương nào nguy hiểm, chọn lựa biện pháp nào để đối phó, địa phương nào tồn tại tai họa ngầm, đang nghĩ biện pháp gì để đối đãi bây giờ thời gian căng thẳng, căn bản không nên nói nhiều lời. Gương mặt đinh trọng cai trở nên cực kỳ khó coi, vương tử quân gian dạy hắn trước mặt nhiều người, điều này làm cho hắn rất mất mặt. Nhưng mất mặt cũng phải chịu, vương tử quân là một vị lãnh đạo tỉnh ủy quá cao vời, hắn không thể không nuốt tức giận vào trong lòng. Chủ tịch vương, chuyện liên quan đến công tác thì chúng tôi sẽ có sắp xếp ngay lập tức, bây giờ đã qua giờ cơm, ngài và các đồng chí khác còn chưa dùng cơm, nếu mì không ăn ngay và để lâu thì sẽ mất ngon. Lý Thiều Bằng nhìn bộ dạng kinh ngạc của Đinh Trọng Cai, trong lòng thầm vui vẻ, thế nhưng ngoài mặt lại khuyên nhủ Vương Tử Quân. Dù sao thì hai người Lý Thiều Bằng và Đinh Trọng Cai cũng cùng chung gánh công tác với nhau ở San Hà, Đinh Trọng Cai nếu như bị chủ tịch Vương mắng, Lý Thiều Bằng hắn cũng xem như mất mặt. Vương Tử Quân trầm ngâm dây lát rồi phất tay nói, bây giờ mọi người dùng cơm. Chủ tịch Đinh, anh đi tập hợp các tình huống cụ thể, 20 phút sau đến báo cáo với tôi. Vương Tử Quân ngồi trong phòng họp ăn mì, trước đó hắn vội vàng chạy đến thành phố San Hà, trong bụng căn bản là trống rỗng, vừa rồi nghe Đinh Trọng Cai báo cáo công tác phòng lụt thì hắn vì nổi giận mà không quan tâm, bây giờ ăn mì cả thấy rất ngon. Nhìn Vương Tử Quân ăn mì như sói như hổ, đám nhân viên theo sau cũng ăn như gió cuốn mây tan. Chưa nói đến những phương diện khác, Thế nhưng ít nhất chính mình phải thu dọn xong trước khi lãnh đạo ăn xong. Triệu Hiểu Bạch vừa ăn được một nửa tô mì thì chợt nghe điện thoại vang lên. Hắn nghe máy, bên trong vang lên giọng nói của Hà Kiến Trương, "Hiểu Bạch, cậu mau báo cáo cho chủ tịch Vương, mực nước Thanh Sa đã vượt qua báo động 3, bây giờ có xu hướng chảy ngược sang sông Thanh Hà. Cậu nhanh chóng báo cáo cho chủ tịch Vương, yêu cầu làm tốt công tác chuẩn bị chống lũ." Thanh Nham là nhánh của sông Thanh Sa, nước sông chảy vào thanh sa rồi chảy về hướng đông nhưng bây giờ sông thanh sa lại có hiện tượng chảy ngược tin tức này làm cho triệu hiểu bạch giật mình hắn cũng bất chấp đến chuyện đang ăn mì mà nhanh chóng đi đến bên cạnh vương tử quân rồi lớn tiếng nói chủ tịch vương vừa rồi chủ tịch hà gọi điện thoại đến nói là nước sông thanh sa lên cao vượt qua giới hạn cao nhất trong lịch sử lúc này nước sông có xu hướng chảy ngược sang sông thanh nham vương tử quân có chút sững sốt sau đó buông đũa xuống Nhanh chóng cầm điện thoại nói với Hà Kiến Trương ở bên kia, "Chủ tịch Hà, anh cẩn thận điều tra xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Tại sao lại có hiện tượng nước sông Thanh Sa chảy ngược như vậy?" "Chủ tịch Vương, nguyên nhân của chuyện này là do nước mưa quá nhiều, trọng tải của Thanh Sa không thoát kịp, thứ hai là vì..." Hà Kiến Trương nói ra vài nguyên nhân rồi nói tiếp, "Theo như nhận định của chuyên gia thủy lợi, còn có một nguyên nhân quan trọng là sông Thanh Sa không được nạo vét điều này làm cho lòng sông quá cao. Đặc biệt là ở thành phố Linh Long đã xuất hiện tình huống nước sông thay đổi hướng. Chủ tịch Vương, tôi thấy vào thời điểm khẩn cấp có thể khởi động phương án dự phòng khẩn cấp. Vương tử quân siết chặt nắm đấm, nhưng hắn biết rõ đây không phải thời điểm nổi giận. Hắn trầm ngâm dây lát rồi nói với Hà Kiến Trương, Chủ tịch Hà, anh liên lạc với Bí Thư Sầm, báo cáo chuyện này với anh ấy. Đồng thời bắt liên lạc với bộ đội địa phương, mau chóng khơi thông đường sông, bảo đảm an toàn của con đê. Vương tử quân đặt điện thoại xuống, sau đó nhìn về phía Đinh Trọng Cai, lại nói với Lý Thiểu Bằng, bí thư Lý, anh thu thập một chút, chúng ta đi đến đê thanh nham xem thế nào. Gương mặt Đinh Trọng Cai chợt trở nên khó coi, lúc này hắn cũng bất chấp thái độ của Vương tử quân với mình mà chỉ nghĩ đến tình cảnh sông thanh nham chảy ngược. Hắn làm chủ tịch thành phố, hắn không coi trọng phương diện khơi thông dòng sông, vì 20 năm qua chưa từng có vấn đề gì, bây giờ có lẽ cũng không sinh vấn đề. Nhưng nếu một khi xuất hiện tình huống nước sông chảy ngược, nước đầu nguồn lại dồn xuống, như vậy hậu quả là khó thể tưởng được. Con đê có ngăn được cơn hồng thủy hay không? Khi Vương Tử Quân leo lên bờ đê Thanh Nham, lúc này ở thành phố Đồng Lục, Sầm Vật Cương cũng đang nghiêm mặt đứng trên bờ đê. Lão nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn mà gương mặt không được tốt cho lắm. Những ngày qua liên tục có mưa lớn, nước sông dâng cao, nhiều nơi vượt qua mức báo động 3. Cho đến bây giờ tất cả lãnh đạo cấp ủy chính quyền tỉnh đều đã đi đến chiến tuyến để chỉ huy chống lũ. chương 1825, vai sắt gánh đạo nghĩa, hòa tay viết thơ văn. Bên cạnh sầm vật cương không những có thư ký trưởng Phương Anh Hồ, còn có bí thư lôi hợp tuấn và các thành viên ban ngành thành phố Đồng Lục. Tuy mọi người đều cầm ô thế nhưng mưa gió vẫn làm cho quần áo ướt hơn phân nửa. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ thì sầm vật cương đều không dừng lại, lúc này chạy đến bên kia chỉ huy, lúc khác lại chạy đến một địa điểm khác xem xét tình huống nguy hiểm. Thậm chí lão còn lên thuyền đi xem xét nhiều địa điểm trên dòng sông, điều này không khỏi làm cho cán bộ theo sau cảm thấy hoảng sợ, cực kỳ khẩn trương, không biết nên dùng phương thức nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sầm vật cương. Bí thư sầm, ngài mặc áo mưa vào đi, thư ký cầm một chiếc áo mưa từ xa đi đến, vừa nói vừa giúp sầm vật cương mặc lên người. Sầm vật cương khoát tay áo nói với lôi hợp tuấn, sông thanh xa xuất hiện tình huống chảy ngược, anh nói cho tôi nghe xem, tình huống bây giờ có làm vỡ đề thanh lãng hay không. Lôi hợp tuấn đứng bên cạnh sầm vật cương, dưới ánh đèn pin hắn có thể thấy rõ gương mặt nghiêm túc của bí thư sầm. Hắn cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống nước lớn như thế này. Thế nhưng hắn nghĩ đến vài lời của vị chuyên gia thủy lợi vừa rồi, Hắn không khỏi giật mình nói, bí thư sầm, vừa rồi tôi đã trao đổi với giáo sư mã của Đại học Thủy Lợi trong tình. Anh ấy nói nước sông tuy lớn nhưng căn bản không gây áp lực lớn cho nội thành đồng lục. Hơn nữa sông Thanh Lãng thoát nước rất tốt, khả năng vỡ đê là rất nhỏ. Sầm vật cương nhìn lôi hợp tuấn rồi khoát tay áo nói, nhiệm vụ phòng chống không thể qua loa, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Anh nên biết sự kiện này có liên quan đến tính mạng và tài sản của hàng triệu nhân dân. Mong bí thư sầm yên tâm, thành phố đồng lục chúng tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chống lũ, tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất kỳ cạm bẫy gì. Lôi hợp tuấn đứng thẳng người rồi lớn tiếng nói với sầm vật cương. Sầm vật cương khẽ gật đầu, lão chợt giữ chặt lấy vạt áo rồi nói, giáo sư mã kia còn ở đây không? Anh ấy đang ở đâu? Tôi có vài vấn đề cần thỉnh giáo anh ấy. Trong tỉnh Mật Đông, sầm vật cương cho ra lời phân phó căn bản là được quán triệt rất nhanh, đừng nói là giáo sư mã vừa rồi có mặt ở đây, cho dù không có mặt thì lôi hợp tuấn cũng sẽ cho người đi mời. Hai phút sau giáo sư mã dáng người cao gầy đi đến bên cạnh sầm vật cương. Sầm vật cương căn bản rất nhiệt tình với phần tử trí thức có độ tuổi tương tự như mình, lão chủ động vươn tay ra nói chào giáo sư mã. Giáo sư mã khoác một cái áo mưa lên người, lão là chuyên gia của Đại học Thủy Lợi, đã quen với công tác dạy học bình yên hòa ái, Thế cho nên cũng không cam tâm tình nguyện khi bị điều động đến bên này. Nhưng khi thấy bí thư tỉnh ủy duỗi tay ra với mình, lão không khỏi có vài phần kích động. Tuy thành phần trí thức căn bản là thanh cao, thế nhưng dù sao cũng là người, khi thấy Sầm Vật gương đã ướt nửa người thì không khỏi có chút cảm động. Bí thư Sầm, ngài đích thân tới tuyến đầu tham gia công tác, căn bản là không dễ dàng chút nào. Giáo sư Mã siết chặt hai tay của Sầm Vật gương rồi dùng giọng có chút run rẩy nói: Sầm Vật Cương cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao thì vị trí của hắn cũng bày biện rõ ràng. Thế nhưng lão ngay lập tức ý thức được Phương Tử Quân đã phân công các vị thường ủy khác đi khắp nơi, đi đến tuyến đầu phòng chống lũ lụt, hành động như vậy thật sự làm cho người ta phản tán dương. Thử nghĩ mà xem, lúc này tình hình rất rối, các vị lãnh đạo cấp ủy chính quyền tỉnh không tụ tập ở những nơi an toàn mà đi cả ra ngoài làm công tác chỉ huy. Đây không phải một lòng vì công, thể hiện phương diện chấp chính vì dân sao? Sầm Vật Cương tin tưởng không bao lâu nữa thông qua các hãng truyền thông, hình bóng của các vị lãnh đạo tỉnh ủy đứng đầu là Sầm Vật Cương với bộ dạng trật vật khốn khổ đầy bùn đất sẽ xuất hiện trong tầm mắt của quần chúng. Tất nhiên thiên tai như thế này cũng không ai có thời gian quan tâm đến các vị lãnh đạo, thế nhưng lưu lại cho nhân dân một danh tiếng tốt thì cũng là cực kỳ phù hợp. Sầm Vật gương nghĩ đến Phương Diện mình hợp tác với Vương Tử Quân thì không khỏi cảm kích, Phương Diện quảng cáo cho lãnh đạo tỉnh lần này là quá lớn, gương mặt lão khá bình tĩnh thế nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Mặc kệ Vương Tử Quân sắp xếp như vậy là cố tình hay vô ý, thế nhưng đều đẩy mạnh danh tiếng cho ban ngành tỉnh Mật Đông. Giáo sư Mã, mạo muội điều ngài đến đây, thật sự làm cho ngài vất vả rồi. Nhưng ngài là chuyên gia thủy lợi, trong tỉnh cho ra bố trí công tác phòng lụt Chúng tôi cần nghe ý kiến của ngài." Giáo sư Mã cảm thấy kích động khi Bí thư Sầm thông cảm cho mình, tuy hắn biểu hiện kiêu ngạo trước mặt người khác, thế nhưng bây giờ người nói với chính là Bí thư Sầm, đây là người có cấp bậc cao hơn so với bất kỳ những người nào khác. "Bí thư Sầm, ngài là người bận rộn cả ngày, bây giờ còn có thể đứng ở tuyến đầu phòng lũ, thật sự là không dễ dàng chút nào. Ngài xem quần áo của ngài đã ướt đẫm rồi kìa, nhân dân Đồng Lục thật sự phải cảm tạ ngài." Tôi tuy chỉ là một giáo viên, thế nhưng tình nguyện cống hiến trong phạm vi khả năng của mình với công tác của tỉnh. Sầm Vật Cương căn bản rất hài lòng với thái độ của giáo sư Mã, nếu như không phải lúc này có bão lụt, lão tình nguyện trao đổi vài câu với giáo sư Mã, nhưng hiện tại thì lão không có tâm tư này. Sau khi nói đơn giản hai câu thì trầm giọng nói, "Giáo sư Mã, anh là chuyên gia ở phương diện thủy lợi, bây giờ dòng sông Thanh Sa chảy ngược, với thế nước hiện tại thành phố Đồng Lục nên chú tâm trọng điểm vào những vị trí nào. Sầm vật cương nghe xong báo cáo của nhóm người lôi hợp tuấn, nhưng bây giờ đối mặt với chuyên gia thủy lợi thì vẫn muốn thăm hỏi để chứng minh lời đề nghị của đám người lôi hợp tuấn. Nhóm người lôi hợp tuấn nghe bí thư sầm hỏi như vậy thì trái tim không khỏi chạy lên cuống họng, hắn hiểu ý của bí thư sầm, cũng thầm lo lắng, nếu dâu ông nọ cắm cầm bà kia thì căn bản là rất phiền toái nhưng cũng may kiến thức cơ bản của nhóm người lôi hợp tuấn vẫn rất vững, giáo sư mã trả lời không khác gì báo cáo của bọn họ. Lôi hợp tuấn còn cảm thấy vui vẻ vì giáo sư mã còn nói ra vài điều tốt, đây chính là sự thật, căn bản chứng minh công tác vững chắc của bọn họ. Sầm vật cương rất hài lòng, sau khi thảo luận thêm vài câu với giáo sư mã, lão trịnh trọng hỏi, giáo sư mã, với kinh nghiệm của anh, bây giờ dòng sông Thanh Lãng có gặp vấn đề gì lớn hay không? bí thư sầm theo phỏng đoán của tôi bây giờ dòng sông thanh xa chảy ngược nhưng sông thanh lãng bên này thoát nước rất nhanh nếu như tiếp tục như vậy thì không có vấn đề giáo sư mã nói xong thì nhìn thoáng qua sầm vật gương sau đó dùng giọng tán thưởng nói bí thư sầm nói ra thì cũng phải cảm ơn tỉnh vì đã kiên trì nguyên tắc ở phương diện xây dựng trái phép bên cạnh công trình thủy lợi nếu không phải nửa năm trước cấp tỉnh tiến hành tháo dở khu biệt thự xây dựng chắn dòng sông kịp thời khai thông dòng chảy, chỉ sợ bây giờ đê sông Thanh Lãng đã vỡ. "Đừng nói là chỗ chúng ta đang đứng, cho dù là thành phố Đồng Lục cũng bị nhấn chìm hơn phân nửa." Giáo sư Mã nói những lời khích lệ công tác của tuyến tỉnh, lão cho rằng mình nói như vậy thì bí thư Sầm nhất định sẽ rất vui sướng. Dù sao thì bí thư Sầm là bí thư tỉnh ủy, mình khen lãnh đạo tỉnh không phải khen bí thư Sầm sao? nhưng giáo sư Mã vừa nói dứt lời thì chung quanh cũng không phải vang lên những câu nói nịnh nọt giống như trong tưởng tượng, không gian như chết lặng. Bí thư sầm đứng bên cạnh thì nhìn dòng sông giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhiệm kỳ mới lần này vì có công tác phòng lụt mà mọi người đều phải di chuyển lực chú ý, sầm vật cương cảm thấy mình có liên quan mật thiết đến sự phân phối ban ngành trong tỉnh, dùng một khí thế mạnh mẽ để chiếm lấy những lợi ích cao nhất lão sẽ lợi dụng thời cơ này để rèn sắt khi còn nóng, tiến hành tẩy bài trên diện rộng. Nếu như vương tử quân tình nguyện, sầm vật cương sẽ cho vương tử quân một phần bánh ngọt, chỉ cần vương tử quân không chơi trò rút củi đáy nồi, đừng làm cho phương án của lão tiếp tục thất bại là được. chương 1826, một vì dân. Dưới sự nỗ lực của quân đội, cảnh sát và nhân dân, lần thứ hai dòng sông Thanh Lãng xuất hiện xu hướng chảy ngược đã được ngăn trở, bây giờ chúng tôi đang phỏng vấn vị đại đội trưởng đơn vị quân đội tham gia chống lũ. Vương tử quân ngồi trong bộ chỉ huy được dựng lên tạm thời với hai mắt đỏ bừng, hắn lặng lặng nghe chương trình thời sự của đài radio, đây là thứ mà đã lâu rồi hắn chưa từng sử dụng. Tối nay vương tử quân cơ bản là không ngủ, mỗi thời điểm đều phải sắp xếp công tác, điều động vật tư, trao đổi phương án, thế cho nên bận rộn đến tận bây giờ. Tình hình nguy hiểm liên tục xuất hiện ở thành phố San Hà, đây là địa phương có nhiều mối nguy hiểm thường trực vương tử quân nói với cán bộ thành phố san hà các anh đi kiểm tra thật kỹ không cho phép bất kỳ nơi nào xuất hiện lỗ thủng tình hình hiện nay rất nguy hiểm không loại trừ tất cả khả năng có thể diễn ra còn đây ngoài kia chính là trận địa xử lý công của các anh đến khi hồng thủy kéo đến dù các anh phải dựng tường người cũng phải chặn lại nếu phải chết thì cán bộ phải chết trước tuyệt đối không thể để cho dân chúng phải gánh thiệt hại dù các anh có khổ sở và mệt mỏi thì cũng phải kiên trì làm tốt tất cả cho tôi vương tử quân là người dám nói dám làm cán bộ thành phố san hà cực kỳ sợ chủ tịch vương nổi giận thế cho nên đưa hết công cụ lên đê căn bản cùng đồng cam cộng khổ với nhân dân liên tục tham gia lao động nặng nề vận chuyển đất đá cắt sỏi lên mặt đê dù là viên cán bộ nào cũng đeo bao tay đeo ủng nhựa liên tục hoạt động giống như những con khỉ trong đống bùn chủ tịch vương cháo này vừa nấu xong, mời ngài dùng cho nóng. Triệu Hiểu Bạch bưng một bát cháo đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói. Triệu Hiểu Bạch là thư ký của Vương Tử Quân, dưới tình huống bình thường hắn cực kỳ chú ý hình tượng của mình. Nhưng bây giờ mái tóc hắn xòa tung, cặp mắt đỏ rực, hai ngày qua tinh thần quá căng thẳng làm cho hắn nhanh chóng suy sụp. Vương Tử Quân nhìn hình tượng của Triệu Hiểu Bạch mà không khỏi cười cười. Hắn tiếp nhận chén cháo húp một miếng, cháo rất ngọt, hương vị thấm nhuần vào miệng. Bữa sáng cho người trên đê đã được chuẩn bị thế nào rồi? Vương tử quân buông chén cháo rồi hỏi Triệu Hiểu Bạch. Chủ tịch, vấn đề hậu cần do Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố San Hà chỉ đạo đặc biệt, quân dân trên đê đã được dùng cơm. Triệu Hiểu Bạch vừa giải thích vừa đặt một dĩa cải bẹ xanh luộc trước mặt Vương tử quân. Vương tử quân khẽ gật đầu, hắn nhanh chóng ăn xong chén cháo, sau đó nói với Triệu Hiểu Bạch đi, Chúng ta qua bên kia xem thế nào. Chủ tịch, ngài nên nghỉ ngơi một chút, lát nữa còn có nhiều công tác khác. Triệu Hiểu Bạch thật sự không muốn để cho Vương Tử Quân tiếp tục đi lên đê, không những vì nguyên nhân một ngày qua Vương Tử Quân còn chưa nghỉ ngơi, càng là vì trên đê có rất nhiều nguy hiểm. Vương Tử Quân khoát tay áo không để cho Triệu Hiểu Bạch nói xong, hắn nhanh chóng đi ra bên ngoài. Mưa căn bản không còn mạnh mẽ ác liệt như lúc đầu, đã có vẻ thưa thớt hơn thế nhưng khi nhìn lên bầu trời dày đặc mây đen, vương tử quân không khỏi nhíu mày. Mưa này bao giờ mới có thể dừng lại? Vương tử quân đeo ủng nhựa lội bị bỏm trên đường rồi hỏi triệu hiểu bạch. Khi thấy vương tử quân đi bộ đến thì những người chỉ huy trên đê đều xông đến. Lý Thiểu Bằng mặc áo mưa đi đến bên cạnh vương tử quân rồi lớn tiếng nói, Chủ tịch, lúc này nước ở nội thành đang rút đi nhưng có vài vấn đề phát sinh, chúng ta đến đó kiểm tra một chút có được không? đi vào nội thành kiểm tra tình hình nước rút, Vương Tử Quân nhìn gương mặt Lý Thiều bằng thì biết người này đang chuẩn bị cái gì cho mình, hắn khoát tay áo với đối phương, ánh mắt nhìn vào Triệu Hiểu Bạch. "Chủ tịch, cục khí tượng nói chiều nay mưa có thể dừng lại." Triệu Hiểu Bạch nói xong thì chớp chớp mắt với Trương Tề Bảo. Trương Tề Bảo nhanh chóng hiểu ý của Triệu Hiểu Bạch, đó là muốn mình khuyên chủ tịch Vương không nên lên đê. Dù hắn biết Vương Tử Quân là người khó thể khuyên được đơn giản như vậy, Thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể nói, Chủ tịch Vương, vừa rồi Chủ tịch Hà gọi điện thoại đến nói là chuẩn bị mở một hội nghị phân phối vật tư, mong ngài chủ trì. Anh nói cho Chủ tịch Hà, cứ để anh ấy cảm đảm thực hiện các công tác là được, tôi tin tưởng anh ấy. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Trương Tề Bảo rồi trầm giọng, chúng ta lên mặt đê xem thế nào. Lúc này trên đê có đầy người, dù là quân nhân, cảnh sát hay là cán bộ và quần chúng đều đang rất ra sức nỗ lực khi vương tử quân đi đến có người chuẩn bị lên tiếng thì bị hắn vung tay cản lại hắn đứng trên đê nhìn dòng nước sông cuồn cuộn mà gương mặt có thêm vài phần ngưng trọng tuy bây giờ con đê vẫn ngăn được dòng nước lớn thế nhưng so sánh thì thấy lần này hắn đến và con nước lớn hơn hẳn trước đó tình huống này nếu như tiếp nhận đón thêm nước từ thượng nguồn chỉ sợ sẽ xuất hiện tình cảnh xấu nếu như nước quá lớn con đê sẽ vỡ như vậy thành phố San Hà sẽ là đại dương minh mông. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Triệu Hiểu Bạch cầm điện thoại lên xem, chợt thấy Lý Thiểu Bằng bên kia lấy điện thoại ra nghe máy. Sau khi alo vài tiếng thì gương mặt Lý Thiểu Bằng cực kỳ khó coi, chợt nghe hắn quát lên, anh nói lại tôi xem. Sau khi Lý Thiểu Bằng đặt điện thoại xuống thì nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân báo cáo, Chủ tịch Vương, vừa rồi cục thủy lợi gọi điện thoại đến nói là 2 giờ nữa sẽ có một con nước lớn chảy qua thành phố San Hà. Có thể chống đỡ được không? Vương tử quân nhìn con đê dưới chân rồi lớn tiếng hỏi Lý Thiều Bằng. Chủ tịch Vương, hẳn là có thể. Lý Thiều Bằng nói đến đây thì nhìn Vương tử quân rồi nói tiếp, mong chủ tịch Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ vững vị trí. Vương tử quân nhìn gương mặt đầy ngưng trọng của Lý Thiều Bằng, hắn khẽ gật đầu lúc này lý thiều bằng trầm giọng nói với trương tề bảo thư ký trưởng trương tôi và chủ tịch đinh phụ trách công tác ở trên đê mong ngài và chủ tịch vương quay về hậu phương tỏa trấn chỉ huy trương tề bảo dùng ánh mắt cảm kích nhìn lý thiều bằng rồi khẽ gật đầu hắn là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh là người phụ trách công tác an toàn cho vương tử quân lúc này chủ tịch vương thật sự không nên ở trên mặt đê vương tử quân nhìn nhóm người đứng bên cạnh mình rồi cười nói Mọi người đều có phân công riêng, có tư chức riêng, tất cả đều có trách nhiệm. Tôi muốn ở lại xem xét tình hình thế nào." Tuy Vương Tử Quân nói rất ôn hòa nhưng giọng điệu cực kỳ chân thật đáng tin. Khi Lý Thiều Bằng chuẩn bị khuyên can thì điện thoại của Triệu Hiểu Bạch chợt vang lên. Triệu Hiểu Bạch vừa mới nghe máy thì nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, "Chủ tịch Vương" là điện thoại của bí thư Sầm. Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại trong tay của Triệu Hiểu Bạch. Chợt nghe Sầm Vật Cương bên kia dùng giọng khàn khàn nói, "Chủ tịch Tử Quân, tôi vừa rồi có nghe được tin tức truyền đến từ cục thủy lợi, nói là thành phố San Hà sắp đón nhận đỉnh lũ mới có phải không?" "Đúng vậy, dự đoán là không nhỏ." Vương Tử Quân nói làm cho Sầm Vật Cương chợt trầm mặc, sau đó lão nói, "Có thể chống đỡ được không? Nếu không được thì nhanh chóng cho ra quyết đoán." Sầm Vật Cương nói quyết đoán là gì thì Vương Tử Quân hiểu rõ ràng, hắn gật đầu nói, "Bí thư Sầm nếu như có tình huống gì xảy ra, tôi sẽ cho ra phản ứng một cách nhanh nhất. Trường 1826 2 Vì Dân Sầm vật cương mặc dù không thích hợp tác với viên cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi này, thế nhưng vẫn cực kỳ hâm mộ năng lực của Vương Tử Quân. Lão định dặn dò vài câu, nhưng lại cảm thấy những lời dặn dò của mình như vẽ rắn thêm chân, thế là nuốt lời vào bụng. Chủ tịch Tử Quân, công tác ở thành phố San Hà nhờ cả vào anh bất cứ lúc nào cũng nên giữ liên lạc với tôi, có tình huống quan trọng thì gọi điện thoại cho tôi. Sầm vật cương nói xong thì cúp điện thoại. Vương tử quân đưa điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch, hắn trầm ngâm dây lát rồi vuốt mặt nói, đi thôi, chúng ta đi thăm hỏi các cán bộ nhân dân đang tham gia lao động. Con đê rất dài, hơn chục km, vương tử quân đi trên mặt đê với nụ cười ôn hòa. Triệu Hiểu Bạch đi theo sau lưng vương tử quân, Nhìn Chủ tịch Vương liên tục nói lời khuyến khích với những người vây quanh giống như trên người có lực lượng dùng không bao giờ cạn. Triệu Hiểu Bạch đi 5 km đã cảm thấy hai chân như nhũn cả ra, vừa rồi thiếu chút nữa là trượt chân, may mà có người kịp thời đỡ lấy người hắn, nếu không hắn đã ngã cắm đầu xuống đất. Chính mình trẻ hơn Chủ tịch Vương gần chục tuổi thế nhưng lại cảm thấy mỏi mệt như vậy, thế thì Chủ tịch Vương sao có thể chịu đựng được. Chủ tịch Vương, tôi nghĩ Triệu hiểu bạch suy nghĩ dây lát, hắn định lên tiếng. Đúng lúc này chợt có người chạy đến, người này mặc áo mưa màu đen, căn bản là không nhìn rõ mặt. Khi người này chạy đến gần bên cạnh vương tử quân, đúng lúc dẫm vào một khối bùn, cơ thể ngã mạnh xuống đất. Vương tử quân thấy người kia sắp ngã sắp xuống đất, hắn vội vàng đưa tay ra giữ lấy tay của đối phương, lại dùng sức giật trở lại, thế là thế ngã của người này chợt thay đổi, không khỏi nhào về phía vương tử quân người này có thân hình nhỏ nhắn yêu kiều nhưng lực ngã lại khá mạnh người này hút đến làm cho vương tử quân sinh ra cảm giác chính mình muốn ngã xuống đất cũng may vương tử quân phản ứng nhanh hắn lui ra phía sau hai bước lúc này mới đứng vững bàn chân lúc này người bên kia đã đứng dậy hai mắt có vài giọt nước nhà đầu này sao lại chạy lung tung như vậy mau chạy về bộ chỉ huy nơi đó an toàn nhất Vương tử quân nhìn Văn Ngư Nhi vừa mới ngã xuống đất lấm lem khắp cả người, hắn không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Văn Ngư Nhi có vẻ rất quẫn bách, nàng khóc lóc uất ức nói, tôi nào có chạy lung tung, là tôi xâm nhập vào tuyến đầu để phỏng vấn, tôi sao lại có thể trốn về nơi an toàn nhất được. À, được rồi, được rồi, phóng viên Văn có chức trách của mình, thế nhưng cô cũng nên chú ý an toàn cho mình. Vương tử quân gật đầu với Văn Ngư Nhi rồi cười lớn nói. Lúc này những nhân viên công tác đi theo bên cạnh Vương Tử Quân đều nở nụ cười. Bọn họ đều biết thân phận của Văn Ngư Nhi, thế cho nên có hảo cảm với cô gái thẳng thắn này. Văn Ngư Nhi hờn dỗi một tiếng, nhưng cuối cùng nàng vẫn cố gắng tỏ ra nghiêm túc để nói với Vương Tử Quân, "Chủ tịch Vương, tôi phóng viên Văn Ngư Nhi của nhật báo Mật Đông, xin hỏi ngài có thể cho tôi phỏng vấn được không?" "Không được, bây giờ tôi đang công tác." "À, này Ngư Nhi, chú cho cháu một lời đề nghị, phương diện tin tức cần chú đến thời điểm và tính tân kỳ, nếu như cháu muốn viết bài, cháu nên nắm giữ tư liệu trực tiếp. Cô bé à, cháu nghĩ lại mà xem, chú cảm thấy nếu như cháu có thể bám sát thực tế, căn bản sẽ là phóng viên vĩ đại. Vương tử quân nói rồi chỉ về phía đối diện, cháu nên xâm nhập vào giữa quần chúng mà không phải cứ chú tâm vào một người. Văn Ngư Nhi nhìn bộ dạng vương tử quân lên tiếng với ngôn ngữ chính đáng, nàng không khỏi có chút bực mình nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận câu nói này của vương tử quân là cực kỳ chính xác văn ngư nhi vừa vội vừa tức nàng dỗi ngón tay ra chỉ vào vương tử quân rồi nói này ai là cô bé chứ chủ tịch vương tôi cảnh cáo ngài sau này không được gọi tôi như vậy nếu không sau này tôi sẽ không quan tâm đến ngài khi văn ngư nhi còn định nói thêm điều gì đó thì có người vội vàng chạy đến nói chủ tịch vương 10 phút sau con nước lớn sẽ chảy qua. Lúc này trong khu văn phòng thị ủy Linh Long, Đồ Phấn Đấu đang xem xét một văn kiện, thế nhưng hắn thật sự không cảm thấy yên tĩnh, tin tức sông Thanh Sa chảy ngược làm cho hắn đứng ngồi không yên. Sông Thanh Sa chảy qua tỉnh mật Đông, sự phát triển cao độ của thành phố Linh Long cũng nhờ vào dòng sông Thanh Sa này. Nhưng bây giờ Đồ Phấn Đấu lại cảm thấy không yên với dòng sông như bầu sữa mẹ của mình. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của đồ phấn đấu, hắn nói một câu mời vào, lại thấy chủ tịch Miêu Dược Hổ đi vào với hai mắt đỏ bừng. Lúc này Miêu Dược Hổ cũng không đi giày ra như bình thường, thay vào đó là một cặp ủng nựa, mỗi lần cất bước đều để lại dấu chân trên nền nhà. Đồ phấn đấu là người thích sạch sẽ, thế nhưng bây giờ hắn cũng không quan tâm, sau khi Miêu Dược Hổ đi đến thì hắn dùng giọng không thể chờ đợi được nữa nói, chủ tịch Miêu, tình hình thế nào rồi? vì sông Thanh Sa chảy ngược nên vấn đề của thành phố chúng ta là không quá lớn. Miêu dược hổ nâng ly trà không biết ai đã rót ra đặt sẵn trên bàn uống một ngụm cạn sạch, rõ ràng là hắn rất khát nước. Đồ phấn đấu nhìn bộ dạng của miêu dược hổ, hắn nhanh chóng cầm bình trà rót nước. Đây vốn là công tác của thư ký, thế nhưng thư ký đã được đồ phấn đấu phái lên đê xem xét tình hình, thế nên bây giờ phải tự mình làm việc đồ phấn đấu buông bình trà ra và gương mặt có vài phần khó coi. Dòng sông Thanh Sa chảy ngược với trách nhiệm thuộc về thành phố Linh Long, nếu như thành phố Linh Long làm tốt công tác nạo vét dòng sông phòng chống lũ, làm cho dòng sông sâu hơn chảy nhanh hơn, như vậy sẽ không đến mức nước lũ chảy ngược như thế này. Hai ba tháng trước cuộc thủy lợi đã cho ra sắp xếp với các thành phố trong tỉnh, nhưng khi đó đồ phấn đấu và miêu dược hổ không mấy quan tâm. Hai người bọn họ cảm thấy hơn 20 năm qua sông Thanh Sa không có vấn đề, đồng thời còn cảm thấy đây là Vương Tử Quân cố gắng ra vẻ, thế nên không có tâm tư đi theo. Nhưng tình cảnh bây giờ làm cho hai người bọn họ cực kỳ chịu đựng. Mặc dù thành phố Linh Long không bị uy hiếp quá lớn, thế nhưng cũng vì nguyên nhân của bọn họ mà làm cho các thành phố như San Hà cực kỳ không lạc quan. Sau khi sự việc kết thúc, truy cứu trách nhiệm của một vài người căn bản là kết cục đã định bí thư sầm có gọi điện thoại đến không đồ phấn đấu không nói lời nào thì miêu dược hổ không khỏi lên tiếng bí thư sầm bên kia còn chưa gọi điện thoại đến nhưng vừa rồi thư ký trưởng đã gọi điện thoại thăm hỏi tình huống đồ phấn đấu rút ra một điếu thuốc sau khi châm lửa hít vào một hơi thì nói với miêu dược hổ miêu dược hổ biết rõ thư ký trưởng trong miệng đồ phấn đấu là ai hắn trầm ngâm dây lát rồi dùng giọng bức thiết nói, thư ký trưởng có nói bí thư sầm có ý kiến gì với công tác của chúng ta không? Không, đồ phấn đấu nói ra một tiếng rồi trầm giọng nói với miêu Dược Hổ, tôi định báo cáo chuyện này với thư ký trưởng, thế nhưng thư ký trưởng không cho tôi cơ hội. Trường 1827, một lực quyến rũ của nhân cách chinh phục người khác. Sự việc trong quan trường chủ yếu là giữa người và người, chỉ cần liên quan đến con người thì cực kỳ phức tạp, từ trước đến nay đồ phấn đấu chủ yếu dựa vào mối quan hệ giữa mình và bí thư Sầm Vật gương, trong ý nghĩ của hắn thì nếu như có mâu thuẫn cần phải phân tích, chỉ cần có quan hệ thì dễ dàng hơn nhiều. Chủ yếu là anh phải có hậu trường vững, có quan hệ chủ yếu, điều này quyết định vận mệnh chính trị của anh. Những năm qua vì luôn theo sát bên cạnh Sầm Vật gương thế nên đồ phấn đấu cũng có mối quan hệ hài hòa với thư ký trưởng Phương Anh Hồ bình thường chỉ cần không liên quan đến tính nguyên tắc thì Phương Anh Hồ đều có thể hé lộ ra cho hắn vài thông tin. Nhưng bây giờ Phương Anh Hồ thậm chí còn không cho đồ phấn đấu cơ hội như vậy, có thể thấy rõ ý nghĩ của Phương Anh Hồ là như thế nào. Phương Anh Hồ căn bản là đang rất mất hứng. Phương Anh Hồ mất hứng thì cũng không làm cho hai người đồ phấn đấu và miêu dược hổ cảm thấy sợ hãi, bọn họ chỉ sợ bí thư sầm mất hứng. Dù sao thì vận mệnh của hai người bọn họ có liên quan trực tiếp với sầm vật cương, nếu như bí thư sầm biểu hiện bất mãn với hai người bọn họ, như vậy sau này bọn họ muốn tiến lên là cực kỳ khó khăn. Đồ phấn đấu trầm mặc một lúc rồi mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, anh có liên hệ với ban chỉ đạo phòng chống lụt tỉnh hay không? Tình hình phía san hà thế nào rồi? Rất nguy hiểm, nghe nói hôm nay còn có đỉnh lũ tràn về, hơn nữa thế nước rất lớn, nếu như làm không tốt, thậm chí có thể. Vỡ đề bao, Miêu Dược Hổ nói đến đây thì nhìn đồ phấn đấu rồi nói tiếp, người kia đang tỏa chấn chỉ huy ở thành phố San Hà. Miêu Dược Hổ và đồ phấn đấu đưa mắt nhìn nhau, đồ phấn đấu chợt nói, sau khi xong việc thì người kia chắc chắn sẽ nắm chặt không tha. Tôi bây giờ hy vọng anh ta có thể cản được dòng nước lớn, nếu không trách nhiệm của chúng ta sẽ là rất lớn. Đồ phấn đấu không lên tiếng, lúc này hắn cũng cực kỳ bức bối thầm nghĩ mình thật sự quá xui xẻo, 20 năm qua mật đông chưa từng gặp lũ lụt, bây giờ sao lại xảy ra thế này? Người kia tuy cường thế nhưng năng lực công tác căn bản là rất mạnh, nếu anh ta tỏa trấn ở thành phố San Hà, có lẽ là không có vấn đề. Miêu Dược Hổ mặc dù biết đây là đồ phấn đấu đang an ủi mình, thế nhưng hắn cũng không nhịn được phải nói, đúng vậy, tôi tin vào năng lực công tác của anh ấy, quả thật là không có gì để bắt bẻ. Tuy tôi không thích anh ta, thế nhưng điểm này căn bản là phục sát đất. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy rõ ý nghĩ trong mắt đối phương. Nhưng bây giờ điều bọn họ có thể làm chỉ có thể là cầu phúc cho người kia, mong sao người kia có thể chỉ huy thành phố San Hà vượt qua cửa ải này. Bí thư đồ, nếu không thì chúng ta gọi điện thoại cho bí thư sầm, mặc kệ bí thư sầm có nổi giận như thế nào cũng được. Điều này, à, chúng ta nên thừa nhận sai lầm thì hay hơn. Miêu Dược Hổ uống một ngụm trà rồi khẽ nói với đồ phấn đấu. Được, rồi sẽ gọi điện thoại ngay. Đồ phấn đấu không phải là người lề mề, thật ra hắn đã sớm có ý nghĩ này, thế nhưng có chút do dự. Bây giờ nghe Miêu Dược Hổ nói như vậy thì không khỏi hạ quyết tâm. Chỉ một phút sau thì điện thoại bên kia đã có người nghe máy, đó là Sầm Vật Cương. Nhưng sau khi đồ phấn đấu chào bí thư Sầm, hắn chợt phát hiện thái độ của bí thư Sầm bên kia là không tốt địa phương các anh thế nào rồi khi đồ phấn đấu đang nghĩ xem nên thừa nhận sai lầm như thế nào giọng nói của sầm vật cương chợt vang lên đồ phấn đấu nghe giọng nói như âm thanh của tự nhiên này mà không khỏi cảm thấy rất vui mừng hắn lên tiếng bí thư sầm lũ lụt đã được khống chế bây giờ các cán bộ thành phố chúng tôi đều đã được phân công trên mặt đê bây giờ nước sông đang hạ xuống theo dự đoán của chuyên gia thì căn bản không còn vấn đề gì lớn chỗ các anh tất nhiên không có vấn đề gì lớn bây giờ xui xẻo đã đổ hết lên đầu thành phố san hà giọng nói của sầm vật cương khàn khàn nhưng rất bén nhọn âm thanh này vang lên trong điện thoại giống như sắt cả vào sắt điều này không khỏi làm cho đồ phấn đấu đưa điện thoại đi ra xa tai hơn một chút dù hắn đã đưa điện thoại ra xa thế nhưng giọng nói của sầm vật cương cực kỳ có lực vẫn làm cho không khí chấn động đồ phấn đấu anh còn có tính kỷ luật hay không không phải trước đó tuyến tỉnh đã truyền xuống công văn yêu cầu cải tạo dòng sông, thế nhưng đầu óc anh bị bùn đất xâm lấn rồi sao? Anh cố ý dẫn đến phiền toái cho tôi hay là thật lòng muốn náo động? Vì sao sông Thanh Sa lại không thoát nước được? Các anh làm công tác phòng lụt thế nào vậy? Khi giọng nói của Sầm Vật Cương ngày càng lớn thì Đồ Phấn Đấu thậm chí còn nghe phía bên kia vang lên tiếng vỗ bàn. Đồ Phấn Đấu mặc dù ở nơi xa thế nhưng vẫn cảm nhận được sự phẫn nộ thật sự của Sầm Vật Cương hắn cảm thấy rất kinh hãi, thế nhưng hắn vẫn cả gan nói, bí thư sầm, tôi không làm tốt công tác, tôi nhận kiểm điểm với ngài. Mong ngài yêu tâm, sau sự kiện này chúng tôi nhất định sẽ sửa chữa sai lầm của mình, sẽ ngăn chặn sự việc tiếp tục phát sinh. Sầm vật cương là người có tính cách cường thế, tính cách này đã chú định dù là ai cũng không thể tranh chấp hay cãi lời được. Hơn nữa bây giờ nếu từ chối trách nhiệm với sầm vật cương thì rõ ràng là tìm đường chết. Sầm vật cương vốn tưởng rằng đồ phấn đấu gọi điện thoại cho mình để báo cáo công tác sẽ làm cho mình cực kỳ hài lòng, trên thực tế cũng không phải là như vậy, thế nên cảm giác trầm trọng trong lòng cũng không giảm bớt. Lão luôn cảm thấy trong lòng mình như có thứ gì đó chắn ngang, cực kỳ khó chịu. Tình huống này giống như một vết thương vốn đã kết phải không còn đau đớn, thế nhưng đồ phấn đấu bây giờ lại đưa tay bóc phải ra, căn bản là rất đau. Hừ, lần sau sao? chẳng lẽ anh cảm thấy một lần còn chưa đủ rút ra bài học đau thương sao không cần phải tiếp tục đảm bảo với tôi tôi nói cho anh biết bây giờ việc anh cần làm là nhanh chóng bù lấp chỗ thiếu cố gắng giảm bớt phiền toái vâng bí thư sầm tôi đảm bảo với ngài sẽ hoàn thành nhiệm vụ đồ phấn đấu thở dài một hơi hắn có thể hiểu được những gì bí thư sầm đang nghĩ hắn biết xem như lần này mình thoát được một kiếp sự kiện lần này thật sự có ảnh hưởng quá lớn khi Đồ Phấn Đấu còn đang định nói thêm thì Sầm Vật Cương bên kia đã trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này Sầm Vật Cương đang ở trong ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố Đồng Lục. Tuy tình hình ở thành phố Đồng Lục không quá nguy hiểm, nhưng khi nhóm lãnh đạo thành phố Đồng Lục yêu cầu Sầm Vật Cương đi vào trong khách sạn nghỉ ngơi, lão căn bản từ chối lời đề nghị này. Chương 1827 2, Lực quyến rũ của nhân cách chinh phục người khác. Bộ chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố Đồng Lục tuy có vẻ dựng lên sơ sài thế nhưng dù lúc nào cũng phải có thể trực chiến để khống chế tình hình lụt bão trong tỉnh, căn bản phải nhanh chóng cho ra đối sách ứng phó. Trước tình huống nguy hiểm thì sầm vật cương căn bản phải luôn đứng ở tuyến đầu, với trí thông minh của lão thì điều quan trọng nhất bây giờ phải là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Thế là lúc này trong lòng lão tràn đầy cảm giác hào hùng sầm vật cương nghĩ đến đây mà không khỏi nghĩ đến vương tử quân biết đâu vương tử quân bộc lộ tài năng hay là cố gắng ẩn giấu thì cũng rất tốt cái sai chỉ là văn hóa làm quan vì người làm quan thường không nên có cá tính quá mạnh nếu không sẽ là hạt giữa bầy gà dân gian có cây cây cao dễ bị bão thổi bật gốc ý nghĩa của nó là như vậy nhưng nếu đổi lại góc độ khác thì anh làm quan phải có cá tính phải là hạt giữa bầy gà nếu không lãnh đạo sao có thể phát hiện ra anh nếu lãnh đạo không phát hiện ra anh như vậy anh sao có thể được đề bạt trọng dụng biết đâu vương tử quân biểu hiện như vậy chính là tìm cho mình một lối đi tắt có ý nghĩa cực kỳ sâu xa bí thư điện thoại của ai vậy phương anh hồ vừa đi vào trong phòng thì thấy gương mặt giận dữ của sầm vật cương hắn trầm ngâm dây lát rồi khẽ hỏi sầm vật cương hừ một tiếng của hai tên không ra gì phương anh hồ không lên tiếng hắn biết rõ hai tên không ra gì trong miệng sầm vật cương là ai. Khốn nổi hắn cũng biết bí thư sầm tuy nổi giận nhưng không có ý nghiêm trị hai người này. Hai người kia sở dĩ để xảy ra chuyện cũng là vì không đặt tâm tư lên phương diện này, thế nhưng vấn đề mà bọn họ vấp phải là không nhỏ. Lúc này tình huống phòng lụt trong tỉnh như thế nào rồi? Sầm vật cương trần chờ dây lát rồi hỏi Phương Anh Hồ. Phương Anh Hồ đã sớm có chuẩn bị, hắn lấy ra một tài liệu rồi nói, bí thư, theo như tin tức mới nhất nhận được, lũ lụt đã được khống chế trong phạm vi toàn tỉnh, thế nhưng chỉ có. Chỉ có thành phố San Hà là đang phải đón đỉnh lũ rất lớn. Nếu như San Hà khống chế được đỉnh lũ này, như vậy công tác phòng chống lụt bão lần này đạt được thắng lợi toàn diện. Đỉnh lũ cao bao nhiêu? Sầm vật cương không quan tâm đến câu nói kế tiếp của Phương Anh Hồ, lão đưa mắt nhìn Phương Anh Hồ rồi trầm giọng hỏi. Phương Anh Hồ căn bản có chút run rẩy dưới ánh mắt của Sầm Vật Cương. Hắn trầm ngâm dây lát rồi nói, đỉnh lũ cao nhất năm nay. Sầm Vật Cương dừng tay lại ở giữa không trung. Phương Anh Hồ nhìn gương mặt của Sầm Vật Cương, hắn biết bí thư Sầm đang rất lo lắng. Bí thư, có chủ tịch phương tỏa chấn công tác ở thành phố San Hà, căn bản là không có vấn đề gì. Phương Anh Hồ trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng nói. Sầm Vật Cương nhìn thoáng qua Phương Anh Hồ mà không lên tiếng trong mắt lão thì phương anh hồ là một người cực kỳ cẩn thận mặc dù phương anh hồ nói những lời này là an ủi mình thế nhưng không phải không có niềm tin với vương tử quân thư ký trưởng mà mình tín nhiệm nhất khi làm việc lại có lòng tin với vương tử quân sầm vật cương nghĩ đến kết quả này mà không biết nói sao cho phải lão nhìn những hạt mưa tí tách ngoài cửa nhưng trong lòng lại giống như có gì đó rất kinh hoàng vì hình như chính lão cũng cực kỳ tin tưởng vào vương tử quân nhanh lên nhanh lên những tiếng hô đinh tai nhức óc vang lên trên bờ đê những đám người mệt mỏi kiệt sức giống như cố gắng dùng hết sức lực còn lại của bản thân để đắp đất đá lên mặt đê hoàn toàn không quan tâm đến bùn đất văn ngư nhi nhìn tình cảnh sôi trào như vậy mà không khỏi cảm thấy muốn khóc một cô gái tràn đầy tinh thần trọng nghĩa căn bản bị tình huống chung quanh lây nhiễm rất mạnh nàng muốn gia nhập vào trong nhóm người kia muốn đi theo cùng hô hào với bọn họ cùng nhau sôi trào nhưng cuối cùng thì Văn Ngư Nhi vẫn đặt ánh mắt lên hình bóng bên kia, người kia tuy không thể nhìn thấy rõ được nữa, thế nhưng nàng có thể biết người ta đang làm gì. Văn Ngư Nhi dùng tay lau mặt kính máy quay đã bị lấm bẩn, nàng liên tục ghi hình chụp ảnh. Tuy mới trải qua một giờ, chỉ là một trong bốn giờ mạo hiểm sắp tới, thế nhưng từ nhỏ đến giờ nàng chưa từng gặp tình cảnh thế này. Những tấm ảnh của nàng căn bản khác ghi hình ảnh cứng cỏi của anh ấy, nếu như không có anh ấy tỏa chấn nơi đây, chỉ sợ con đê này sẽ vỡ. Trong những tấm ảnh của Văn Ngư Nhi, người kia đang đứng ở khu vực nguy hiểm nhất cùng cán bộ nhân dân khuân vác đất đá, mọi người căn bản đều ra sức, đều cố gắng vì tương lai. Văn Ngư Nhi cảm thấy rất cảm động, trước tình hình quá nguy hiểm, Vương Tử Quân là một vị chủ tịch tỉnh nhưng lại không sợ hãi nước sâu, không sợ nước lạnh, mạo hiểm tính mạng leo lên thuyền đi khắp nơi. Lòng dũng cảm và đảm đương của vương tử quân căn bản ảnh hưởng đến tất cả cán bộ quân nhân tham gia phòng chống lụt bão, điều này không khỏi làm cho Văn Ngư Nhi cảm khái, lãnh đạo phải là như vậy, khi nào cần đứng bên nhân dân thì cũng không nên thoái thác. Bùn ngập ống chân, áo quần ướt đẫm mồ hôi, tôi không biết anh là ai, tôi lại biết anh vì ai. Một khúc hát nổi tiếng của khắp vùng đại giang nam bắc chợt vang vọng trên tuyến đầu phòng chống lũ. Văn Ngư Nhi thật sự là cảm động chảy nước mắt nàng cảm thấy những con người nơi đây rõ ràng chính là sắt đá, là một sống lưng bằng sắt không bao giờ gãy đổ của tỉnh Mật Đông. Văn Ngư Nhi thầm cảm khái những gì thì vương tử quân bên kia căn bản không biết được. Hắn vẫn cùng cán bộ nhân dân chiến đấu hăng hái phòng chống lũ, vì thắng lợi cuối cùng, bất kỳ ai cũng không cảm thấy mỏi mệt. Lý Thiểu Bằng nhìn vương tử quân mà không khỏi tràn đầy kính nể. Mặc dù vị chủ tịch tỉnh kia trẻ tuổi hơn mình rất nhiều thế nhưng căn bản có năng lực chỉ huy mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần. Nếu như mình đến chỉ huy công tác này, căn bản đã xảy ra vấn đề. Chủ tịch, mưa đã tạnh, dựa theo tin tức thông báo từ Cục Thủy Lợi, sau khi đỉnh lũ đi qua thành phố San Hà, căn bản không còn xuất hiện bất kỳ tình huống nguy hiểm nào khác. Lý Thiều Bằng chờ Vương Tử Quân ngồi xuống thì khẽ báo cáo. Lý Thiều Bằng là bí thư thị ủy San Hà, căn bản cũng có vị trí cực kỳ quan trọng trong tỉnh. Vì hắn sắp lui ra thế nên các vị thường ủy tỉnh ủy đều rất nể mặt. Nhưng bây giờ hắn ở trước mặt Vương Tử Quân, hắn tỏ ra cực kỳ tôn trọng vị lãnh đạo của mình. Vương Tử Quân cười cười nói, vậy thì quá tốt rồi, nhưng chúng ta cũng đừng nên chủ quan, có câu thành bại trong gang tắc, núi cao ngàn trượng cũng có lúc đổ sập xuống, chúng ta cũng không nên đi chín người mà chủ quan chăm dặm được. Mong chủ tịch yên tâm, Tôi và Chủ tịch Đinh đã thương lượng kỹ càng, hai người chúng tôi sẽ thay phiên nhau trực ban, sẽ theo sát tình hình ở nơi này. Lý Thiểu Bằng nói đến đây thì xoa xoa tay, Chủ tịch Vương, ngài đến San Hà đã được hai ngày, ngài nên về thành phố xem xét một chút. Tôi cũng có thời gian báo cáo với ngài về công tác kế tiếp của thị ủy San Hà. chương 1828, nắng lên. Báo cáo công tác, vương tử quân lúc này nào có tâm tư nghe báo cáo, hắn biết rõ Lý Thiểu Bằng nói như vậy chủ yếu là khuyên mình đi nghỉ ngơi. Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi gật đầu nói, được rồi, tôi về thị ủy xem thế nào. Vương tử quân cho ra quyết định như vậy cũng không phải là muốn nghe Lý Thiểu Bằng báo cáo công tác, chủ yếu là hắn biết bây giờ mình có ở lại chỗ này cũng chỉ gây phiền toái cho nhóm người Lý Thiểu Bằng. Hơn nữa những khi cần buông thì phải buông, khi khẩn cấp anh siết chặt tay không là vấn đề, nhưng khi nên ủy quyền thì phải buông lỏng một chút, nếu không thì sự việc không những không thành còn sinh ra tình thế bị động. Lý Thiểu Bằng vốn cho rằng Vương Tử Quân không phải là người dễ khuyên, không ngờ Vương Tử Quân lại đồng ý sảng khoái như vậy. Người trong quan trường đều cho rằng được tiếp xúc gần với chủ tịch tỉnh là vinh quang khó có được, nhưng có ai biết rằng càng về sau thì quá trình đó càng dày vò khó chịu. Chủ tịch, Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh vừa mới truyền xuống văn kiện. Trương Tề Bảo chạy vào với gương mặt tràn đầy nụ cười vương tử quân nhìn vào văn kiện hắn chợt hiểu vì sao trương tề bảo lại vui vẻ như vậy theo tin tức từ ban phòng chống lụt bão tỉnh mật đông bây giờ mưa trong tỉnh đã dừng các thành phố khắp nơi đều đã tiến vào giai đoạn cuối trong công tác phòng chống lũ nhưng lúc này bộ chỉ huy vẫn cho ra yêu cầu muốn các địa phương cần phải chú trọng xem xét chỉ cần phát hiện có vấn đề gì nguy hiểm là lập tức xử lý cho hoàn thiện tốt 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 khi vương tử quân đang chuẩn bị nói hai câu với trương tề bảo lúc này điện thoại chợt vang lên hắn lấy điện thoại nhìn thoáng qua rồi cười nói tiểu bảo nhi con gọi cho bố có chuyện gì đấy bố mẹ nói bố đi tham gia công tác phòng lụt có phải nước bên kia rất lớn không tiểu bảo nhi dùng giọng ân cần nói âm thanh truyền qua điện thoại vào trong tai vương tử quân vương tử quân nghe câu nói thăm hỏi đầy ân cần của con trai mà không khỏi cam thấy rất ấm áp hắn cười cười nói nước không quá lớn bố đến đây để bắt cá mẹ và con cứ ở nhà chờ bố về là được triệu hiểu bạch nghe hai cha con vương tử quân đối thoại với nhau mà hai mắt có chút ẩm ướt đây chính là chân tình hồn nhiên và chất phác nhất trên thế gian thật ra đây cũng chỉ là một câu nói mà chủ tịch vương dùng để nói cho con trai vui vẻ không lo lắng mà thôi có cá sao ôi bố sao bố không đưa con đi với những ngày qua trường cho chúng con nghỉ học giáo viên nói mưa lớn nên chúng con phải nghỉ Tiểu Bảo Nhi đầu tiên là có chút hưng phấn, thế nhưng sau đó lại cảm thấy có chút tiếc nuối vì chính mình không được đi bắt cá với bố. Vương Tử Quân cười ha hả nói vài câu với con trai, sau đó Mạc Tiểu Bắc bên kia nhận điện thoại. Mạc Tiểu Bắc dùng giọng dịu dàng nói, anh thực hiện xong công tác thì tranh thủ về nhà, em và con đang ở nhà chờ anh. Lời nói này của Mạc Tiểu Bắc làm cho Vương Tử Quân cảm thấy tình cảm ngập cõi lòng. Từ khi hắn biết Mạc Tiểu Bắc đến nay, hắn biết rõ dù vợ có tình cảm sâu đậm với mình như trời biển cũng không biểu hiện ra lúc này nàng biểu hiện ra tình cảm với hắn điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy cực kỳ cảm khái đúng vậy hắn nên tranh thủ về nhà vì trong nhà còn có vợ con chờ mình vương tử quân đặt điện thoại xuống rồi nói với trương tề bảo anh thu dọn một chút chúng ta quay về thị ủy trương tề bảo đồng ý một tiếng khi đinh mở miệng xin thêm chỉ thị về vài sự việc liên quan lúc này Triệu Hiểu Bạch chạy đến cầm điện thoại trong tay trầm giọng nói, Chủ tịch Phương, là điện thoại của Chủ tịch Hà. Ha ha ha, Chủ tịch Phương, lần này công tác phòng chống lụt bão của tỉnh đã thành công thắng lợi, thật sự không thể nào bỏ qua công lao của ngài. Khi lũ kéo đến thì chính Nhiêu Quảng bên kia nói với tôi là lũ quá lớn, có lẽ phòng hộ không dễ dàng, tôi nói rằng có Chủ tịch Vương tỏa chấn thì không có vấn đề gì. Anh ta khi đó còn không phục, còn cá cược với tôi, nếu thắng thì tôi phải mời cơm chủ tịch vương sau khi anh quay về thì chúng ta đến nhà anh ta dùng cơm vợ của anh ấy cũng là nhân viên của cục thủy lợi nghe nói sau khi cưới anh ấy thì căn bản quên đi tất cả kiến thức chuyên nghiệp của mình nhưng phương diện nấu nướng thì lại cực kỳ tăng cao hà kiến trương nói bằng giọng điệu cực kỳ vui mừng vương tử quân biết rõ hà kiến trương mặc dù nói thoải mái thế nhưng hà kiến trương là lãnh đạo tỏa trấn trong bộ chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh căn bản cực kỳ mệt mỏi. Biết đâu Hà Kiến Trương cũng giống như mình, đã lâu rồi không được chập mắt, chưa có được một giấc ngủ ngon. Lúc này Vương Tử Quân đã thả lỏng hơn, hắn cũng không làm cho Hà Kiến Trương mất hứng, thế là cười ha hả nói, anh Hà, vậy thì chúng ta quay về nhất định phải đến nhà anh ấy dùng cơm. Nếu như hương vị thật sự rất ngon, chúng ta căn bản không thể bỏ qua được. Bữa cơm lần này là vì anh giành chiến thắng, tiếp theo phải để cho Trình Nhiêu Quảng mở tiệc chiêu đãi tôi mới được. Tiếng cười liên tục vang vọng trong điện thoại, 5-6 phút sau Hà Kiến Trương mới hạ thấp âm thanh nói, Chủ tịch, vừa rồi mới nhận được tin tức, tỉnh Tây Tường bên kia có 3 chỗ bị vỡ đê, tình hình rất nghiêm trọng. Tỉnh Tây Tường có gọi điện thoại đến, yêu cầu tỉnh Mật Đông chúng ta hỗ trợ, anh xem. Tây Tường và Mật Đông là hai tỉnh hàng xóm với nhau, địa vực tương tự như Mật Đông. Vương tử quân nghe Hà Kiến Trương nói về tình huống của tỉnh Tây Tường, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói, lượng mưa phía Tây Tường lớn hơn chúng ta sao? Lượng mưa ở thành phố Tây Tường không lớn hơn mật đông, thế nhưng bọn họ chuẩn bị không đủ, nhân viên và vật tư đều thiếu thốn, tuy hết mưa nhưng vẫn không dám xem thường. Hà Kiến Trương trả lời làm cho vương tử quân rơi vào trầm ngâm, một lúc lâu sau mới nói, chuyện này căn bản không có gì phải do dự, dù sao hai bên cũng là hàng xóm chúng ta không thể không giúp thế này đi anh và chính nhiêu quảng liên hệ với phân khu tỉnh mật đông yêu cầu bọn họ đưa lực lượng tinh anh sang tăng cường cho tây tường khi vương tử quân gọi điện thoại thì lý thiều bằng ở bên cạnh cảm thấy trái tim như căng cứng lại hắn thầm nghĩ mình quá may mắn nếu như mình không chuẩn bị kỹ càng và phát sinh tình huống như phía tây tường như vậy sẽ cực kỳ phiền toái dưới sự dẫn dắt của lý thiều bằng nhóm người vương tử quân đi về thị ủy San Hà. Lúc này thành phố San Hà cũng không còn bị ngập nước quá nhiều, xe đi lại rất thuận tiện, cả thành phố giống như bừng bừng sức sống. Vương tử quân nhìn thành phố San Hà được bao phủ trong ánh nắng tươi đẹp, hắn không khỏi có vài phần cảm khái. Sau khi tắm nước nóng xong thì vương tử quân cảm thấy toàn thân mỏi mệt, hắn nằm trên ghế sa lông trong phòng xếp, mở tivi ra, bên trên chính là tình hình ở phía tỉnh Tây Tương. Chủ tịch, tắm nước nóng ăn vài món cay sẽ rất thoải mái. Tôi đã yêu cầu bí thư Lý chuẩn bị món lẩu, lát nữa chúng ta cùng dùng thử xem thế nào." Trương Tề Bảo đi vào trong phòng rồi cười ha hả nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn mái tóc ướt của Trương Tề Bảo, biết rõ người này cũng vừa tắm xong. Hắn không phải đối lời đề nghị của Trương Tề Bảo, hắn cười đáp lời, nhưng tốt nhất là thư ký trưởng Trương phải tìm thêm chút rượu trắng nữa. Trương Tề bảo cười ha hả ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân, sau khi buôn chuyện vài câu thì cười nói, Chủ tịch Vương, sau công tác phòng lũ thì sẽ là công tác liên quan đến nhiệm kỳ mới. Vương Tử Quân nhìn gương mặt nghiêm túc của Trương Tề bảo thì khẽ gật đầu, hắn biết rõ Trương Tề bảo định nói gì. Hắn trầm ngâm dây lát rồi vỗ vỗ vai Trương Tề bảo nói, công tác của nhiệm kỳ mới có liên quan đến phương diện ổn định đại cục của tỉnh Mật Đông, tuyệt đối không thể xem thường, chỉ cần dùng sai một vị cán bộ thì ý nghĩa của nó là rất lớn. Trương Tề bảo nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, hắn nhớ đến ý nghĩ của Bí Thư Sầm. Hắn thầm nghĩ, Bí Thư Sầm cố ý gây chiến với Chủ tịch Vương ở phương diện điều chỉnh cán bộ, cố ý thay máu ban ngành nhưng thực chất là rút củi đáy nồi. Ý nghĩ của Bí Thư Sầm chính là Vương Tử Quân Anh không phải có uy tín cao sao. Tôi đổi tất cả là người của tôi, xem anh còn làm được gì. Trương Tề bảo biết mình không nên nhiều lời, hắn nhìn đồng hồ rồi cười nói, "Chủ tịch, bí thư Lý bên kia có lẽ đã chuẩn bị xong, chúng ta đi qua dùng cơm thôi." Chương 1829, một vừa làm người vừa phải làm gương. Sầm Vật Cương từ thành phố Đồng Lục quay về và cảm thấy toàn thân như dã rời. Mặc dù lão là người tỏa trấn chỉ huy, dù không làm việc gì thế nhưng cảm giác mỏi mệt vẫn tập kích toàn thân. Thời gian không buông tha cho người nào. Sầm Vật Cương thầm cảm khái một câu, sau đó cầm văn kiện trên bàn nhìn qua một lượt. Phần văn kiện này chủ yếu là báo cáo giai đoạn công tác phòng lụt thắng lợi của tỉnh Mật Đông, bên trong đã chỉ ra nhiều đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc. Sầm Vật Cương nhìn thông báo ngoài cảm giác vui mừng còn có vài phần sầu không biết ném đi đâu được. Lão là bí thư tỉnh ủy Mật Đông, khi các đồng chí cảm thấy vui mừng khôn xiết vì có được thành tích tốt, lão còn phải đứng trên cao nhìn thấy xa lão biết rõ thật ra công tác phòng chống lũ lần này vẫn còn tồn tại nhiều lỗ hồng. Sầm vật cương nghĩ đến những phương diện chưa toàn diện mà không khỏi cao mày, tuy lão cảm thấy những vấn đề kia là không quá lớn, thế nhưng vương tử quân sẽ cho rằng là như vậy sao? Lão nghĩ đến gương mặt với nụ cười tùm tỉm của vương tử quân, thế là không khỏi nhíu mày càng thêm chặt. Trong hội nghị động viên bắt đầu công tác phòng chống lụt bão thì sầm vật cương đã cho ra chỉ thị truy cứu trách nhiệm với từng cán bộ, văn kiện đã được đưa xuống cho các thành phố trong tỉnh. Cho dù sầm vật cương là bí thư tỉnh ủy thì cũng không thể thay đổi xoành xoạch được. Sầm vật cương nghĩ đến hậu quả của văn kiện kia mà tâm tình không khỏi căng cứng, dù sao thì cũng có nhiều người liên quan. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của sầm vật cương. Lão nhìn qua chiếc điện thoại màu đỏ mà không khỏi trầm ngâm dây lát, sau đó nghe điện thoại, chào anh, tôi là sầm vật cương. Bí thư vật cương, tỉnh mật đông các anh công tác rất tốt. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Tuy chủ nhân của âm thanh này ở ngoài xa ngàn dặm nhưng sầm vật cương vẫn không tự chủ được đứng thẳng người nói. Cảm ơn lãnh đạo đã khích lệ, đây là những công tác mà chúng tôi cần phải làm. Hơn nữa chúng tôi vẫn còn tồn động nhiều vấn đề, sau này còn phải bổ sung. Ha ha ha, như vậy cũng tốt, có được thành tích cũng không nên dương dương tự đắc, tồn tại vấn đề không sợ, chủ yếu là không sửa chữa mà thôi, đây là phong cách của sầm vật cương anh. Giọng nói trầm ấm bên kia càng thêm hài lòng. Sầm vật cương nghe những lời này mà biết rõ tâm tình của lãnh đạo là rất tốt, lão lên tiếng, lãnh đạo nói như vậy làm tôi rất hỗ thẹt, tôi thật ra phải làm kiểm điểm với ngài. Dược rồi, chuyện làm kiểm điểm thì các anh cùng nghiên cứu xem xét là được, các anh cần phải tổng kết lại kinh nghiệm cho công tác sau hà ni, đây là chuyện của những ngày sau anh cũng không cần báo cáo với tôi đầu dây bên kia dừng lại một chút rồi nói sang chuyện khác khi tôi nhận được thông báo về tình huống của tỉnh mật đông các anh tôi thật sự có chút lo lắng cũng may là ban ngành tỉnh ủy các anh có sức chiến đấu rất mạnh vì vẫn còn nhiều công tác chờ các anh xử lý thế cho nên khi tôi nghe nói các anh vượt qua cửa ải lần này tôi không khỏi thở dài một hơi Sầm vật cương nghe lãnh đạo cảm khái thì căn bản thầm nghĩ không phải chỉ mình ngài thở dài một hơi, ngay cả tôi cũng thở dài một hơi, khi đó trái tim của tôi như nhảy lên cuống họng. Tổ chức căn bản thấy rõ biểu hiện của mật đông, bí thư lâm cố ý khen ngợi các anh, hy vọng các anh không ngừng cố gắng cho ra thành tích. Lãnh đạo khen ngợi làm cho sầm vật cương có hơi đỏ mặt. Dù sao thì vương tử quân cũng là người nắm công tác này, dù lão không gây thêm phiền toái thế nhưng cũng không có gì là giúp đỡ quá lớn bây giờ lãnh đạo khen ngợi trên phạm vi rộng làm cho sầm vật cương có chút không tự nhiên sầm vật cương lão gần đây là người làm việc sảng khoái bây giờ được khen nhờ vào người khác lão căn bản cảm thấy khó chịu nhưng ngay sau đó trí tuệ chính trị nói cho sầm vật cương biết mình bây giờ không thích hợp chối từ dù sao thì bây giờ lãnh đạo gọi điện thoại cho tỉnh mật đông chính mình là người đại biểu cho hình tượng của tỉnh Mật Đông. Mong lãnh đạo yên tâm, Mật Đông chúng tôi nhất định sẽ không ngừng cố gắng, sẽ cố gắng cho ra thành tích mới. Sầm vật cương trầm ngâm dây lát rồi dùng giọng khí phách nói. Có lòng tin như vậy là tốt, nhưng có lòng tin không cũng không được, cần phải nhìn vào tình hình công tác thực tế. Anh cũng có nghe qua tình huống của tỉnh Tây Tường rồi đấy chứ. Hừ, bọn họ chỉ giỏi ba hoa chích chè, thực tế lại căn bản không ra gì không biết bọn họ công tác như thế nào giọng nói của lãnh đạo cực kỳ nghiêm khắc tây tường và mật đông là hai tỉnh sát bên nhau rất nhiều phương diện cạnh tranh khá mạnh những năm qua sầm vật cương luôn coi tây tường là đối thủ của mình lúc này nghe lãnh đạo phê bình tây tường thì đáng lý ra phải cảm thấy vui sướng mới đúng nhưng vì sao bây giờ sầm vật cương lại cảm thấy mình không có chút cảm giác nào là vui vẻ có lẽ hai vị lãnh đạo tỉnh Tây Tường cũng có tâm tư như mình, nếu như không phải vương tử quân chú trọng phương diện thủy lợi, chỉ sợ bây giờ mình và bọn họ phải cùng nhau nhận lỗi với lãnh đạo. Lượng mưa của Tây Tường bên kia không lớn như mật đông các anh, tình hình lại không khác gì nhau, thế nhưng vì sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Đây là vấn đề có liên quan đến ánh mắt lãnh đạo có sâu xa hay không? Cũng may hai tháng qua tình hình phát triển kinh tế của Tây Tường là không thấp, nếu không thì tổn thất lần này là khó thể nào vãn hồi được. 5 phút sau sầm vật gương mới cúp điện thoại, trong đầu lão chỉ nghĩ đến những lời khen ngợi của lãnh đạo. Lúc này Tây Tường có vấn đề, mật đông lại là đối tượng được lãnh đạo khích lệ, lão là bí thư tỉnh ủy, tất nhiên trên mặt lấp lánh hào quang. Sầm vật gương không khỏi nghĩ lại lời nói của giáo sư mã khi đang thị sát tình hình ở thành phố Đồng Lục. Nếu như không phải vương tử quân ép buộc tháo rỡ khu biệt thự chắn dòng sông, như vậy đồng lục sẽ chỉ là biển nước. Đây là trùng hợp sao? Sầm vật cương lắc đầu, có một số việc nhìn giống như ngẫu nhiên nhưng thật ra lại tất nhiên. Ai có thể phủ nhận những gì vương tử quân đã làm được? Vương tử quân, sầm vật cương nghĩ đến cái tên này mà ra đầu không khỏi run lên, lúc này sẽ phải triển khai mở rộng công tác của nhiệm kỳ mới. Tuy bây giờ số lượng thường ủy tỉnh ủy giúp đỡ sầm vật cương vẫn hơn vương tử quân, Thế nhưng mọi chuyện đều phải nói chữ lý, có tình huống thì thiểu số phải phục tùng đa số, thậm chí bí thư có thể nói một lời và quyết định tất cả, thế nhưng bây giờ thì sao? Mình còn có thể quyết định được nữa sao? Nếu như vương tử quân phản đối mãnh liệt, như vậy mình cũng không thích hợp đứng ra đối chiến. Lúc này sầm vật cương chợt sinh ra cảm giác như lấy dây buộc chính mình. Khi lão căn bản không có ý nghĩ gì hay, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa người đi vào là thư ký, viên thư ký tỏ ra cực kỳ cẩn thận dưới ánh mắt nghiêm trang của Sầm Vật Cương. Lần này viên thư ký đi vào báo cáo thay cho Uông Thanh Minh, lúc này Uông Thanh Minh đang chờ bên ngoài, chờ Sầm Vật Cương triệu kiến. Sầm Vật Cương căn bản hiểu rõ vì sao Uông Thanh Minh lại đến tìm mình. Lão trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói, mời trưởng phòng Uông vào đây. Chương 1829, 2, vừa làm người vừa phải làm gương một phút sau uông thanh minh tươi cười vui vẻ đi vào trong phòng lúc này sầm vật gương cũng không đứng lên chỉ là khoát tay áo cho uông thanh minh ngồi xuống ghế sau khi uông thanh minh ngồi xuống thì cười nói với sầm vật gương bí thư sầm lần này ngài thật sự vất vả nếu như không có sự lãnh đạo của ngài chỉ sợ lần này tỉnh mật đông chúng ta khó giành được thắng lợi trong công tác phòng chống lũ lụt uông thanh minh nói những lời này cực kỳ có quy củ thậm chí còn mang theo vài phần nịnh nọt, thế nhưng sầm vật cương nghe vào tai mà cảm thấy không thoải mái. Sầm vật cương biết rõ Uông Thanh Minh tuyệt đối không dám nghĩa mai mình ở phương diện này. Uông Thanh Minh nói như vậy cũng chỉ là vì thật lòng với mình, nhưng càng là như vậy thì sầm vật cương càng nghĩ rằng đối phương đang diễn trò. Sầm vật cương do dự dây lát rồi miễn cưỡng cười nói, lần này sở dĩ có được thắng lợi chủ yếu là vì các đồng chí cùng nhau cố gắng nếu như không phải mọi người cùng ra tay, chỉ sợ tôi có sốt ruột cũng vô dụng. Uông Thanh Minh có chút xứng sốt, hắn đã nhìn ra chút bực bội trên vẻ mặt sầm vật cương. Hắn trầm ngâm dây lát thì hiểu ra ý nghĩ của bí thư sầm, thế là vội chuyển sang chuyện khác. Bí thư, hôm qua lãnh đạo phòng tổ chức thượng cấp gọi điện thoại cho tôi. Mặc dù bọn họ rất thấu hiểu tình hình của tỉnh Mật Đông, thế nhưng vẫn đốc xúc chúng ta hoàn thành tiến độ công tác, Bây giờ các tỉnh thành khác trong cả nước đã hoàn thành hơn phân nửa tiến độ công tác trong nhiệm kỳ mới rồi. Sầm Vật Cương lúc này cảm thấy rất phiền thế nhưng vẫn cố gắng áp chế lửa giận nói, anh có đề nghị gì hay không? Bí thư Sầm, bây giờ công tác phòng lũ đã tiến vào giai đoạn cuối, ngài nói xem chúng ta có nên tiếp tục kiểm tra xem xét công tác cho nhiệm kỳ mới hay không? Uông Thanh Minh lúc này không chút do dự, dù sao thì đây cũng là công tác của hắn nếu như làm quá muộn thì sẽ bị lãnh đạo đánh vào đầu. Sầm vật cương gật đầu nói, anh đã chuẩn bị xong phương án chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Uông Thanh Minh nói rồi đưa phương án mình đã chuẩn bị cho sầm vật cương. Sầm vật cương không nhận phương án trong tay Uông Thanh Minh, lão khoát tay nói, lát nữa anh cầm phương án này đi đến phòng làm việc của Chủ tịch Vương, nói là tôi trưng cầu ý kiến của anh ấy, anh hiểu chưa? Uông Thanh Minh có chút sững sốt, hắn đã trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân về phương án này một lần, lần này là có chuyện gì xảy ra. Đây cũng không phải là phương diện trí thông minh của Uông Thanh Minh có vấn đề, hắn là trưởng phòng tổ chức, có nhiều chuyện không quá nắm chắc, thế cho nên mới sinh ra nghi vấn như vậy. Uông Thanh Minh do dự dây lát rồi cảm thấy nên hỏi cho rõ ràng, thế là cười nói với Sầm Vật gương Bí Thư Sầm, tôi đã trưng cầu ý kiến của Chủ tịch Vương một lần rồi, anh xem, một phương án kỹ càng đúng đắn cần phải trưng cầu ý kiến nhiều lần, chỉ như vậy mới có thể làm cho phương án có tính chất chấp hành, anh nói xem có đúng không, trưởng phòng Uông. Sầm vật cương đưa mắt nhìn Uông Thanh Minh rồi dùng giọng có vài phần nghiêm túc nói. Lúc này xem như Uông Thanh Minh đã hiểu rõ vấn đề. Hắn nhìn gương mặt bất thiện của sầm vật cương, hắn biết mình xem như hôm nay khốn khổ. Tuy hắn không biết có chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn cảm thấy bây giờ mình không nên nói gì thì hay hơn. Uông Thanh Minh trầm ngâm dây lát rồi nói, bí thư sầm, tôi biết rồi. Uông Thanh Minh cũng không lập tức rời khỏi phòng làm việc của sầm vật cương để đi đến gặp vương tử quân. Nhưng hắn cảm thấy bầu không khí nơi đây không hợp với mình, thế là quyết định về phòng làm việc của mình xem xét tình huống rồi nói sau. Uông Thanh Minh ngồi trong phòng làm việc của mình suy tư về thái độ biến đổi của sầm vật cương những ngày qua hắn cực kỳ quan tâm đến công tác của nhiệm kỳ mới dù là các vị thường ủy tỉnh ủy khác đến địa phương đốc xúc công tác phòng lụt cũng không ảnh hưởng gì đến hắn mà hắn cũng không quá quen thuộc phương diện công tác kia nhưng người thông minh vẫn là người thông minh cho dù có gặp tình cảnh khốn khổ thế nào thì người thông minh vẫn có thể cho ra ý nghĩ của mình uông thanh minh rõ ràng là một người thông minh nếu không thì dù có người tán thưởng cao độ hắn cũng không đi đến vị trí hôm nay Tiểu Vương, cậu gọi điện thoại cho bí thư Khương của cục thủy lợi, nói tôi có việc cần tìm anh ấy." Uông Thanh Minh cầm điện thoại lên gọi cho phó chủ nhiệm Vương Thành Phổ của văn phòng phòng tổ chức tỉnh ủy. Vương Thành Phổ là người được Uông Thanh Minh tán thưởng, lúc này thấy lãnh đạo gọi điện thoại cho mình thì không khỏi vội vàng hỏi, "Trưởng phòng Uông, yêu cầu anh ấy đến gặp ngài sao?" "Anh nói anh ấy gọi điện thoại cho tôi là được." Uông Thanh Minh thầm nghĩ anh không phải đang làm chậm trễ thời gian của tôi sao? Hồn nhiên quên mất trước đó tôi sắp xếp thế nào à? Vương Thành Phổ thấy mình tiếp thu sai ý nghĩ của lãnh đạo thế là có vài phần gấp gáp. Hắn nhanh chóng gọi điện thoại, sau đó cục thủy lợi bên kia nhanh chóng hồi âm. "Chào trưởng phòng Uông, tôi là Khương Thất Minh của cục thủy lợi." Uông Thanh Minh vừa nghe máy thì người bên kia dùng giọng cung kính báo tên. "Khương Thất Minh là phó bí thư của cục thủy lợi, nắm công tác xây dựng đảng, căn bản được Uông Thanh Minh chú trọng." hơn nữa người này làm việc có chừng mực vì vậy được uông thanh minh quan tâm hơn tất nhiên bí thư khương cũng cực kỳ nịnh bợ trưởng phòng uông uông thanh minh khá gấp gáp nhưng vẫn biểu hiện phong thái của lãnh đạo hắn nói đồng chí thất minh gần đây anh có bận rộn gì không uông thanh minh có thể xưng hô danh hiệu của khương thất minh thế nhưng hắn không làm như vậy lúc này nếu như mình gọi khương thất minh là bí thư thì xem như có chút mất mặt hơn nữa gọi thẳng tên lại có thêm vài phần thân cận Quả nhiên Uông Thanh Minh hỏi như vậy làm cho Khương Thất Minh bên kia có chút kích động, "Trưởng phòng Uông, bây giờ cả tỉnh đều chú trọng công tác phòng lụt, tuy lần này tỉnh Mật Đông đã đi qua trạng thái nguy hiểm, thế nhưng dù sao cũng vẫn còn ở trong mùa mưa lũ. Trong công tác phòng lụt lần này căn bản có cho ra nhiều nhân vật can đảm không chịu khổ, luôn chú trọng bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Chúng tôi quyết định Đảng ủy các cơ quan cần phải chú trọng tuyên truyền yêu cầu mọi người học tập theo tấm gương vĩ đại của các vị đồng chí này. Uông Thanh Minh gọi điện thoại cho Khương Thất Minh thật ra cũng không phải để nghe nói những vấn đề này, thế nhưng khi nghe Khương Thất Minh nói về công tác phòng chống lũ, trong đầu hắn khẽ lóe lên một ý nghĩ. Sau đó hắn gõ ngón tay lên bàn rồi nói, "Đồng chí Thất Minh, các anh công tác rất tốt, chúng ta nên tuyên truyền hình tượng của các đồng chí vĩ đại trong công tác phòng chống lụt." Đây không những là cổ vũ càng thúc giục mọi người noi hương các cán bộ vĩ đại. Các anh cho ra văn kiện rồi gửi lên cho trưởng phòng Trần, sau đó liên hệ với phòng tuyên truyền để đưa tin đặc biệt về các đồng chí này. Uông Thanh Minh nói lời giúp đỡ làm cho Khương Thất Minh rất hào hứng, chỉ sau vài phút hắn đã báo cáo rất nhiều công tác cho Uông Thanh Minh. Uông Thanh Minh nghe xong những lời báo cáo của Khương Thất Minh thì cười nói, "Được, khi đó tôi sẽ đến xem thành tích của anh." "Đúng rồi, bí thư Khương anh nói thật cho tôi xem, trong công tác phòng chống lụt lần này có tình huống nào không được như ý hay không? chương 1830, một mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng. Uông Thanh Minh dùng giọng cực kỳ có ý nghĩa nói ra vài chữ. Khương Thất Minh có chút sững sốt, sau đó nói, trưởng phòng Uông, cũng không có địa phương nào có vấn đề gì đặc biệt. Câu trả lời này làm cho Uông Thanh Minh có chút bực mình, hắn ho khẽ một tiếng rồi nói, phải không? Những lời này Uông Thanh Minh nói rất bay bổng, thế nhưng những người quen thuộc đều có thể cảm nhận được sự bất mãn của Uông Thanh Minh. Khương Thất Minh là một người luôn muốn ôm lấy đùi của Uông Thanh Minh, tất nhiên hắn hiểu rõ thói quen này của lãnh đạo. Đầu óc Khương Thất Minh xoay chuyển rất nhanh, hắn biết rõ phong cách của trưởng phòng Uông, mình cũng tuyệt đối không nên làm cho trưởng phòng Uông khó chịu, nếu không sẽ có những chuyện rất khó chịu chờ đón mình. Trưởng phòng Uông nếu nói không được như ý thì rõ ràng là phương diện mạo hiểm trong công tác phòng chống lụt bão vì phía thành phố linh long không làm tốt công tác nạo vét đường sông thế cho nên làm cho sông thanh lãng và thanh nham xuất hiện xu hướng chảy ngược nhưng nếu thành phố san hà làm tốt công tác phòng lũ thì cũng không xảy ra vấn đề lớn như vừa rồi người nào cũng rất thông minh khương thất minh cũng là một người như vậy hắn vốn chỉ muốn nói qua loa cho xong thế nhưng bây giờ lại càng nói một cách trôi chảy cẩn thận suy xét lại thì thấy thật sự có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng những thứ này không quan trọng, quan trọng là trưởng phòng uông bên kia đã trầm ngâm, đây là một dấu hiệu tốt. À, đồng chí thất minh, cục thủy lợi các anh công tác rất tốt, các anh phải làm tốt công tác nghiệp vụ, đồng thời cũng chú trọng phương diện xây dựng đảng. Các anh cần phải phát triển đồng đều, như vậy là tương hỗ lẫn nhau, tôi muốn nhìn vào những thành tích sau này của các anh. Uông Thanh Minh nói. Mặc dù hắn không đặt tâm tư lên người Khương Thất Minh, thế nhưng lời nói của hắn vẫn cực kỳ có trình độ. Sau khi Khương Thất Minh giống như quyết tâm nói ra những lời cố gắng tạo ra thành tích, Uông Thanh Minh cúp điện thoại. Hắn ngồi 2 phút trong phòng làm việc của mình, sau đó vỗ tay ra sau gáy, lại lẩm bẩm, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, điều này là rất quan trọng. Uông Thanh Minh nói và thầm cảm khái, nếu như hắn không một lòng đặt nặng công tác của nhiệm kỳ mới, nếu hắn liên hệ sớm hơn với khương thất minh với sự kỹ càng và trình độ của mình hắn tuyệt đối không tự làm mình mất mặt ở phòng làm việc của bí thư sầm như trước đó xem ra bây giờ hướng gió sắp thay đổi tuy cơn lũ không gây ra bất kỳ tình huống gì quá lớn thế nhưng uông thanh minh cảm thấy quyền chủ động đã nằm trong tay vương tử quân thành phố linh long và san hà chính là hai thành phố được bí thư sầm bồi dưỡng trọng điểm bây giờ cần phải được truy cứu trách nhiệm đặc biệt là thành phố Linh Long, lần này suýt nữa xảy ra vấn đề lớn, không thể làm gì lớn hơn được, chỉ là phê bình mà thôi. Thế nhưng nếu như Vương Tử Quân thật sự thúc đẩy cơ chế truy cứu trách nhiệm, như vậy đồ phấn đấu và miêu dược hổ ở thành phố Linh Long sẽ rất đẹp mặt. Hèn gì bí thư sầm yêu cầu mình đi trưng cầu ý kiến của Chủ tịch Vương, xem ra đây là bí thư sầm đang cố ý nhượng bộ. Không nhượng bộ mà được sao? Uông Thanh Minh là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, trong bụng hắn có tính toán của riêng mình. Nếu như thật sự có cơ chế truy cứu trách nhiệm trong sự kiện phòng lũ, như vậy phương án của mình sẽ bị thay đổi hơn phân nửa, còn không biết bị Vương Tử Quân phê bình thành bộ dạng gì. Uông Thanh Minh nghĩ đến tình huống trước đó bị Vương Tử Quân phê bình thẳng tay, hắn không khỏi cảm thấy đầu óc tê dại. Thật lòng thì hắn đã rất sợ hãi chủ tịch Vương. Uông Thanh Minh ngồi suy nghĩ trên ghế, hắn quyết định sẽ đến gặp chủ tịch Vương hắn trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại cho triệu hiểu bạch alo hiểu bạch phải không tôi là uông thanh minh người khác gọi triệu hiểu bạch là trưởng ban đó là tôn kính nhưng với vị trí của uông thanh minh thì nên gọi tên của triệu hiểu bạch như vậy mới biểu hiện được sự thân cận triệu hiểu bạch nghe nói người gọi điện thoại là uông thanh minh thì nhanh chóng tỏ ra khách khí chào trưởng phòng uông a à, hiểu bạch gần đây cậu có bận rộn gì không Uông Thanh Minh muốn hỏi đến tình hình của Vương Tử Quân, thế nhưng khi lời đến bên miệng lại chuyển thành hỏi Han Triệu Hiểu Bạch. Triệu Hiểu Bạch cũng không ngờ Uông Thanh Minh lại quan tâm đến mình, thế nhưng dù thế nào thì hắn vẫn phải giữ khoảng cách với Uông Thanh Minh, ngoài mặt hắn vẫn cười ha hả nói: "Trưởng phòng Uông, ngài có gì cần phân phó thì cứ nói, dù tôi bây giờ có làm gì, chỉ cần ngài nói một câu, tôi sẽ lập tức thực hiện cho ngài." Triệu Hiểu Bạch nói những lời này tuyệt đối không thể tin tưởng. Đây là điều mà Uông Thanh Minh hiểu rõ ràng. Nhưng Triệu Hiểu Bạch nói như vậy căn bản là nể mặt Uông Thanh Minh, Uông Thanh Minh cũng không thể không thừa nhận điều này. Hắn cười cười rồi dùng giọng trưng cầu ý kiến nói, cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn trưng cầu ý kiến của cậu. Đối với phương diện khảo sát về cậu, tôi cảm thấy nhìn từ phương diện lý lịch hay năng lực thì cậu có thể đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch thành phố, nhưng chủ tịch Vương thấy cậu còn trẻ. Còn phải rèn luyện thêm, thế nên cố ý cho cậu xuống tuyến dưới làm bí thư huyện ủy. Tôi đã suy nghĩ rồi, Chủ tịch Vương là người nhìn xa trông rộng, rất nhiều chuyện nhìn xa hơn so với tôi. Triệu Hiểu Bạch hầu như đã xác định kết quả mình xuống tuyến dưới làm bí thư huyện ủy, nhưng bây giờ nghe Uông Thanh Minh nói như vậy thì hắn có chút kích động, dù sao thì Uông Thanh Minh cũng là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Cảm ơn trưởng phòng Uông đã quan tâm. Vị trí của Triệu Hiểu Bạch ép buộc hắn không thể nào quá thân cận với Uông Thanh Minh, thế nên hắn chỉ có thể mở lời cảm tạ. "Ha ha ha, tôi với cậu còn cần phải cảm tạ vậy sao? Lần này tôi gọi điện thoại cho cậu, chủ yếu là hỏi xem cậu có muốn đi đến địa phương cụ thể nào không. Nếu có thì tôi sẽ cố gắng làm ra vài hạng mục công tác, sau này cũng không luống cuống tay chân." Triệu Hiểu Bạch biết rõ một vài trình tự của công tác tổ chức bây giờ Uông Thanh Minh lại hỏi xem mình có ý nghĩ muốn đi đâu hay không, căn bản là cực kỳ nể mặt mình. Có thể nói các huyện trong tỉnh đều có thể cho Triệu Hiểu Bạch chọn lựa, nếu như có người đang ngồi trên vị trí mà Triệu Hiểu Bạch cần, chỉ sợ Uông Thanh Minh sẽ điều chỉnh đi nơi khác. Đây cũng không phải là quan tâm theo kiểu thông thường. Cảm ơn trưởng phòng Uông, nhưng tôi căn bản chưa nghĩ là đến nơi nào. Triệu Hiểu Bạch trầm ngâm dây lát, cuối cùng cũng không quan tâm đến phương diện này. Uông Thanh Minh cười cười nói, nếu còn chưa có ý nghĩ gì cụ thể, như vậy thì cậu nên suy xét một chút, dù sao thì vẫn còn thời gian, nếu có thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Sau khi bàn xong chuyện của Triệu Hiểu Bạch, lúc này Uông Thanh Minh chợt nói tiếp, Hiểu Bạch, lúc này chủ tịch Vương có bận rộn gì không? Tôi có vài hạng mục công tác cần báo cáo cho chủ tịch Vương. Cậu xem có thể sắp xếp thời gian cho tôi đến báo cáo được không? Triệu Hiểu Bạch biết rõ sở dĩ Uông Thanh Minh lấy lòng mình, chủ yếu là vì Vương Tử Quân. Lúc này sau khi nghe nói Uông Thanh Minh muốn báo cáo công tác cho Chủ tịch Vương, chút việc nhỏ này hắn cũng không thể không nể mặt Uông Thanh Minh. Thế là hắn khẽ nói, Chủ tịch Vương bây giờ đang nghe Chủ tịch cố báo cáo công tác, nửa giờ sau sẽ có 40 phút nhàn rỗi. Trường 1832, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng. Vậy thì tốt quá, nửa giờ sau tôi sẽ qua. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Cố Tắc Viêm, Chủ tịch Cố, anh là lãnh đạo phụ trách công tác liên lạc với thành phố Linh Long, anh phải hiểu rõ ràng tình huống của thành phố Linh Long. Anh nói cho tôi nghe thử xem, có phải thành phố Linh Long không cần phải quan tâm đến công tác phòng lụt hay không? Cố Tắc Viêm muốn giải thích vài câu, thế nhưng hắn không nói nên lời. Hắn biết bây giờ mình đã lọt vào trong tay của vương tử quân, dù có giải thích thế nào thì cũng không có tác dụng. Xem ra lúc này vương tử quân thật sự muốn khai đao với thành phố Linh Long. Cô tắc viêm nhìn gương mặt không chút biểu cảm của vương tử quân, hắn thầm nghĩ, vương tử quân khai đao với thành phố Linh Long cũng không có gì là không đúng. Ai bảo đồ phấn đấu và miêu dược hổ không làm tốt công tác phòng lụt, bây giờ phải gánh trách nhiệm tương ứng là phải. Vương tử quân cũng quan sát gương mặt cố tắc viêm, hắn thấy cố tắc viêm không lên tiếng, thầm nghĩ anh cảm thấy không lên tiếng thì sự việc này coi như xong sao. Hắn nâng ly nước lên uống một ngụm rồi nói tiếp, chủ tịch tắc viêm, chuyện này may mà chúng ta có phương án tốt, lúc này mới may mắn vượt qua cửa ải khó, thế nhưng anh cũng nên hiểu rõ những nguy hiểm trong sự việc này. Cố tắc viêm lần này xuống tọa trấn chỉ huy công tác phòng lụt ở thành phố Kim Hà, tuy có xuất hiện vài tình huống, thế nhưng may mà sông Thanh Sa chỉ đi qua thành phố Kim Hà một đoạn ngắn, căn bản không có vấn đề gì lớn. Nhưng Vương Tử Quân nói ra những lời này là không sai, Cố Tắc Viêm biết rõ hiểm nguy bên trong sự việc. Nhưng nếu như Cố Tắc Viêm lên tiếng hùa theo Vương Tử Quân thì hầu như là không thể. Chủ tịch Tắc Viêm, anh quay về ghi rõ báo cáo tình huống rồi đưa đến phòng làm việc của tôi anh cũng nên nói rõ ràng cho tôi biết vì sao sông Thanh Sa của thành phố Linh Long lại xuất hiện tình huống nước chảy ngược. Đây rõ ràng là từng bước áp sát, cô Tắc Viêm là người đi lại trong quan trường nhiều năm, nào không hiểu rõ Vương Tử Quân đang chuẩn bị làm gì. Hắn biết lần này mình bị phê bình chỉ là một lời dẫn chuyện mà thôi, ý nghĩ thật sự của Vương Tử Quân nằm ở thành phố Linh Long, nếu như kéo dài hơn thì rõ ràng là chĩa vào bí thư sầm. Cố tắc viêm căn bản luôn có thái độ cứng rắn với vương tử quân, thế nhưng hắn cứng rắn cũng phải có lý lẽ, nếu không thì đó là một biểu hiện quá ngu ngốc. Nếu như không có lý lẽ, căn bản không làm được gì. Nếu như đổi lại là một chuyện khác, cố tắc viêm sẽ không bị động như vậy. Tất nhiên hắn sẽ tìm ra vài lý do để nói với vương tử quân, thế nhưng tình huống của thành phố Linh Long bây giờ thì hắn còn lý do gì để nói nữa? Bây giờ mình nên nói cái gì? Chủ tịch Vương, nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép cáo lui." Cố tắc Phiêm biết bây giờ mình có ở lại thì cũng chỉ bị mắng mà thôi, thế là hắn khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Cố tắc Phiêm chuẩn bị rời đi mà có chút bực mình, thế nhưng hắn vẫn nói, "Chủ tịch Cố, chuyện này anh cũng không cần nổi giận, tôi cũng không nhầm vào anh. Dù là khen ngợi hay phê bình thì tôi cũng hy vọng tất cả mọi người được đối đãi công bằng, chúng ta nắm sự việc mà không nắm người." thành phố Linh Long và thành phố San Hà căn bản là công tác quá qua loa. Trước khi tiến vào mùa mưa lũ thì tôi đã tiến hành cho ra yêu cầu nghiêm khắc với bọn họ, thế nhưng anh xem bọn họ đã làm được gì rồi. Đây là bọn họ đi theo xu hướng kinh nghiệm chủ nghĩa, những hành vi như vậy không phê bình được sao. Lúc này Vương Tử Quân ngồi trước mặt cố tắc viêm giống như trở thành một người bạn, nói chuyện rất thân thiết, bộ dạng thành thật với nhau, thế nhưng cố tắc viêm chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi. Thật ra khi mãnh liệt ý thức được sự cường thế của Vương Tử Quân, Cố Tắc Viêm từng nghĩ mình nên cố gắng cải thiện hình tượng của mình trong mắt Vương Tử Quân để thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng thực tế thì hắn đang nằm mơ, hơn nữa giấc mơ này quá dài, mãi không thể thực hiện được. Cố Tắc Viêm biết rõ Vương Tử Quân nói như vậy đa phần là diễn trò, thế nhưng cũng không thể không biểu hiện chút tư thái. Dù sao thì hắn cũng không phải là thắng ngu, vừa rồi bị dậy bảo một phen, không muốn bị mắng thêm lần nữa. Hắn trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói, Chủ tịch Vương, nhóm người đồ phấn đấu mặc dù có tồn tại vấn đề trong sự việc này, thế nhưng dù thế nào thì công tác kinh tế năm nay của bọn họ có được thành tích khó thể chối cãi. Cũng không phải là tôi biện hộ cho bọn họ, thế nhưng Chủ tịch Vương ngài cũng là chuyên gia ở phương diện kinh tế, ngài cũng hiểu rõ tình huống của bọn họ hơn cả tôi. Tôi cảm thấy đối với những đồng chí như vậy nên phê bình thì phê bình, nên khẳng định thì phải khẳng định. Vương tử quân nhìn gương mặt lãnh đạm của cố tắc viêm, hắn khẽ cười nói, chuyện này tôi sẽ xem xét. Vì không hài lòng nửa câu sẽ chẳng đi đến đâu, vương tử quân tuy biểu hiện ra bộ dạng thành thật với nhau nhưng cố tắc viêm cảm thấy mình không nên tiếp tục ở lại, như vậy sẽ tự làm khó chính mình. Hắn không phải là người ngu, sau khi tìm lý do thì nhanh chóng rời đi. Cố tắc viêm đi ra khỏi cửa, hắn lại nhớ đến phương diện mình vừa nói với vương tử quân thế nhưng vương tử quân từ chối cho ý kiến như vậy là có ý gì đủ mọi ý nghĩ lóe lên trong đầu cố tắc phiêm ngay sau đó hắn chợt hiểu rõ ràng rõ ràng là vương tử quân cố ý làm như vậy người này cực kỳ có tài khống chế muốn nắm quyền chủ động trong tay mình hắn thầm nghĩ chuyện này nhất định sẽ được vương tử quân nói ra vào lúc phù hợp đồ phấn đấu xem như đã gặp phải tảng băng lớn ở trên con đường cầu tiến. Chủ tịch cố, anh bận rộn gì vậy? Khi cố tắc viêm cúi đầu suy nghĩ thì chợt nghe thấy có người chào hỏi. Sau khi nghe thấy người ta chào hỏi thì cố tắc viêm ngẩng đầu nhìn, hắn nhanh chóng dùng giọng nhiệt tình nói, trưởng phòng uông, anh căn bản là người hiếm gặp, gần đây anh bận rộn gì vậy? Tôi đã hai lần gọi điện thoại cho văn phòng của anh, thế nhưng không có người nghe máy. Uông Thanh Minh và Cố Tắc Phiêm căn bản cũng tồn tại cạnh tranh với nhau, nhưng hai người lại biểu hiện ra cực kỳ thân cận. Uông Thanh Minh thấy Cố Tắc Phiêm tỏ ra nhiệt tình như vậy thì cười cười, còn bận rộn về cái gì nữa, chính là công tác của nhiệm kỳ mới. Công tác nhiệm kỳ mới rất quan trọng, trưởng phòng Uông, bây giờ cán bộ trong tỉnh đều phải nhìn vào động tác của ngài. Cố Tắc Phiêm nói đến đây thì dùng giọng nghi ngờ nói, anh đến gặp chủ tịch Vương sao? Bí thư sầm yêu cầu tôi trưng cầu ý kiến của Chủ tịch Vương ở phương án cho nhiệm kỳ mới. Uông Thanh Minh cũng không giấu cố tác viêm mà nói ra mục đích của mình. chương 1831, kết cục luôn nằm ngoài ý muốn. Cố tác viêm chợt sinh ra ý nghĩ khác thường, hắn cảm thấy bí thư sầm là người khống chế thế cục cực kỳ tốt, bây giờ lại chủ động cho Uông Thanh Minh đi trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân, ý nghĩa của nó là quá rõ ràng rồi nhưng người ở dưới mái hiên có thể không cúi đầu được sao? Cô tác viêm cảm nhận được ý nghĩ thật sự của sầm vật gương, hắn không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Cô tác viêm vỗ vỗ lên vai của Uông Thanh Minh rồi nói, trưởng phòng Uông, vất vả cho anh rồi. Uông Thanh Minh có thể nghe ra ý nghĩa cảm khái từ lời nói của cố tác viêm, nhưng hắn vẫn có chút không thoải mái. Hắn thầm nghĩ câu nói này phải là bí thư sầm nói với tôi, anh dựa vào cái gì mà đứng đây khoa tay múa chân trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy nhưng Uông Thanh Minh vẫn cười hì hì nói, tôi là người trời sinh có số lao lực, không cực khổ là không được. Cố tắc viêm không nói gì thêm, hắn cười cười với Uông Thanh Minh, sau đó đi về phía phòng làm việc của mình. Uông Thanh Minh nhìn về phía cố tắc viêm rời đi mà thầm nghĩ, vừa rồi hình như mình quên nói cho người này biết, rằng những gì mà đối phương nhờ mình, bây giờ mình không thể nào làm chủ được nữa nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên thì Uông Thanh Minh cảm thấy mình không cần phải giải thích, vì cố tác viêm cũng hiểu rõ tình thế hiện tại là như thế nào. Vì đã có hẹn trước nên Uông Thanh Minh căn bản đi thẳng vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn nhìn Vương Tử Quân đi ra nghênh đón mà không khỏi nở nụ cười. Dù thế nào thì Uông Thanh Minh hắn vẫn được người ta coi trọng. Trưởng phòng Uông, anh là khách quý ít gặp, hiểu bạch, cậu lấy trà ngon lấy được vài ngày trước pha cho trưởng phòng Uông nếm thử. Vương Tử Quân nói rồi ngồi xuống đối diện với Uông Thanh Minh, "Trà tuy không phải rất ngon thế nhưng xem như tự nhiên thuần khiết lấy từ tỉnh Sơn Nam, anh nếm thử xem thế nào." "Cảm ơn chủ tịch Vương." Uông Thanh Minh ngồi xuống ghế, hắn tiếp nhận ly trà từ trong tay của Triệu Hiểu Bạch, sau đó tán thưởng, "Chủ tịch ngài quá khiêm tốn rồi, tuy tôi không thể gọi tên loại trà này, thế nhưng căn cứ vào mùi hương là biết không phải tầm thường." "Ha ha ha, nếu như trưởng phòng Uông đã thích" như vậy lát nữa nên lấy một túi mang về dùng vương tử quân vung tay lên dùng giọng hào sảng nói người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái vương tử quân cũng không ngoại lệ sở dĩ người này tỏ ra hào phóng như vậy không phải là bây giờ nắm được quyền chủ động rồi sao uông thanh minh thầm nghĩ đến những gì mà vương tử quân cần điều chỉnh thế nhưng hắn vẫn biểu hiện rất tốt sau khi nói hai câu cảm tạ hắn cười nói chủ tịch vương hiểu bạch thật sự rất tốt Cậu ấy làm thủ hạ của ngài được 2 năm, căn bản là dù nhìn vào trong hay bên ngoài cũng là một mầm mống tốt. Những ngày qua có không ít địa phương biết Hiểu Bạch sắp xuống tuyến dưới rèn luyện, thế cho nên nhiều thành phố gọi điện thoại đến, yêu cầu nếu có thể thì Hiểu Bạch nên đến thành phố của bọn họ. Khích lệ triệu Hiểu Bạch trước mặt Vương Tử Quân, đây rõ ràng là hành vi nể mặt Vương Tử Quân. Tất nhiên Vương Tử Quân hiểu rõ ý đồ của Uông Thanh Minh, thế nên hắn chỉ cười cười mà không lên tiếng. Triệu Hiểu Bạch càng không thích hợp lên tiếng, hắn rót trà cho Vương Tử Quân xong thì khẽ rời đi. "Tôi đã nói với bọn họ, Hiểu Bạch là ái tướng của Chủ tịch Vương, cậu ấy đi đến nơi đâu chỉ sợ là Chủ tịch Vương có tính toán riêng, nếu các anh có ý nghĩ gì thì cứ đi tìm Chủ tịch Vương, đừng nói lung tung ở chỗ tôi." Uông Thanh Minh căn bản là người nói năng rất tốt, tuy Vương Tử Quân không quá nhiệt tình, thế nhưng hắn vẫn nói cho xong ý nghĩ của mình. Vương tử quân mỉm cười nói, cảm ơn trưởng phòng uông đã quan tâm đến hiểu bạch, nói thật, dựa theo ý tôi, cũng thật sự không muốn đẩy hiểu bạch đi. Dù sao thì cậu ấy cũng đã đi theo tôi vài năm, căn bản là dùng rất thuận tay. Nhưng cán bộ trẻ cần phải dương cánh bay cao, cần phải cho ra bên ngoài rèn luyện, như vậy sẽ tốt hơn tình huống cứ ở mãi bên cạnh tôi. Cơ sở là rất tốt, nơi đây có thể rèn luyện cán bộ tương lai. Chủ tịch ngài nói như vậy chứ nhiều nơi chỉ cần nghe nói xuống cơ sở là cao mày. Rõ ràng bọn họ không biết cơ sở tuy khổ cực nhưng là trốn rèn luyện cán bộ thích hợp nhất, đó là nơi tập trung tài phú cả đời của bọn họ. Uông Thanh Minh căn bản tràn đầy kích động với lời nói của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười mà không nói gì thêm. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy nên để cho hiểu bạch công tác ở thành phố rừng mật. Cậu ấy hiểu rõ về thành phố rừng mật, hơn nữa ngài nếu có việc gì cũng kịp thời tìm được cậu ấy. Cấp huyện và cấp quận nghe qua có vẻ tương đồng với nhau, thế nhưng thực tế nói về tầm quan trọng thì cấp quận nặng nề hơn, đặc biệt là ở thành phố như rừng mật càng có không ít lãnh đạo quận là cán bộ cấp phó sở. Hơn nữa một số thành phố phát triển kinh tế có lãnh đạo quận huyện tiến vào trong thường ủy thị ủy. Triệu Hiểu Bạch là thư ký của Vương Tử Quân, tất nhiên ở phương diện điều động này cũng khó có ai dám nói ra nói vào có thể nói chỉ cần Triệu Hiểu Bạch là lãnh đạo một quận trong thành phố rừng mật, như vậy vài năm sau sẽ là thường ủy thị ủy rừng mật. Uông Thanh Minh nói như vậy căn bản là trải đường đi đầy vàng son cho Triệu Hiểu Bạch. Nhưng Vương Tử Quân lại có tính toán của mình, hắn khoát tay nói, "Trưởng phòng Uông, chuyện này tôi biết rất rõ. Tôi đã nói qua với Hiểu Bạch, chuẩn bị cho cậu ấy đến một huyện thuộc thành phố thanh chuyên để rèn luyện. Người còn trẻ thì phải để cho bọn họ làm việc đến nơi đến chốn." một huyện của thành phố Thanh Chuyên. Đây là địa phương nổi tiếng nghèo đói, cho Triệu Hiểu Bạch đến Thanh Chuyên, không phải là Vương Tử Quân có ý kiến gì với Triệu Hiểu Bạch đấy chứ. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu làm cho Uông Thanh Minh bỏ qua ngay lập tức, đại bàng muốn bay cao bay xa cũng cần phải có thời gian trưởng thành. Vương Tử Quân ném Triệu Hiểu Bạch đến địa phương gian khổ như vậy, rõ ràng là càng coi trọng Triệu Hiểu Bạch. Tôi tin tưởng Hiểu Bạch nhất định sẽ hiểu nổi khổ tâm của ngài. Uông Thanh Minh nói một câu nịnh nọt, sau đó bắt đầu bàn với Vương Tử Quân về phương diện công tác. Khi bầu không khí trong phòng càng thêm hài hòa, Uông Thanh Minh lúc này mới mở cặp lấy tài liệu ra nói, "Chủ tịch, đây là phương án nhiệm kỳ mới mà phòng tổ chức chúng tôi vừa điều chỉnh xong, bí thư sẩm yêu cầu tôi đến trưng cầu ý kiến của anh." Vương Tử Quân biết rõ Uông Thanh Minh đến không phải chỉ là vì bàn chuyện của Triệu Hiểu Bạch, lúc này thấy đối phương lấy ra phương án thế là không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện rồi lẳng lặng xem xét. Vương Tử Quân có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh thế nhưng Uông Thanh Minh ở đối diện lại cực kỳ bồn chồn, hắn đã cầm chặt lấy giấy bút, chuẩn bị ghi lại ý kiến của Vương Tử Quân. Hắn cầu nguyện chủ tịch Vương không nên há miệng sư tử ra với mình, nếu như một ngày không nhận được sự thừa nhận của hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh, hắn là trưởng phòng tổ chức căn bản chỉ có thể chịu tội mà thôi thời gian chậm rãi trôi qua, Uông Thanh Minh luôn chú ý gương mặt của Vương Tử Quân. Thế nhưng hắn căn bản không nhìn ra vấn đề gì, Vương Tử Quân ở đối diện vẫn mỉm cười rất thản nhiên. Một lúc lâu sau Vương Tử Quân mới xem xong phương án, lúc này Uông Thanh Minh không khỏi lên tiếng, Chủ tịch Vương, công tác nhiệm kỳ mới rất quan trọng, những người liên quan cũng không thể tùy tiện, liên quan rất rộng rãi, điều này làm cho công tác của chúng tôi rất khó khăn cũng mong chủ tịch Vương chỉ điểm nhiều hơn cho phòng tổ chức chúng tôi ở những phương diện chưa hoàn thiện." Uông Thanh Minh nói xong thì hít vào một hơi, thầm nghĩ, chủ tịch Vương, những lời nên nói tôi đã nói rồi, ngài cứ cho ra chỉ đạo, ngài cũng đừng nên nói tôi không làm tốt công tác được." Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Uông Thanh Minh, hắn cười cười nói, "Trưởng phòng Uông, ngài quá khiêm tốn rồi, trong tỉnh mật đông có ai không biết công lao của ngài, ngài căn bản chỉ cần nhìn qua tình huống là hiểu ngay." tôi căn bản không có ý kiến gì với phương án này uông thanh minh vốn cho rằng vương tử quân sẽ há rộng miệng sư tử thế nhưng vương tử quân lại nói một câu không có ý kiến gì điều này làm cho hắn chấn động cái gì được gọi là không có ý kiến chủ tịch vương ngài sao lại không có ý kiến uông thanh minh cảm thấy thật sự rất khổ sở hắn muốn vương tử quân cho ra ý kiến hắn làm trưởng phòng tổ chức hắn căn bản biết rõ nội dung của phương án lần này Vương tử quân nếu có ý kiến thì quá bình thường, dù vương tử quân đề xuất ý kiến chỉnh sửa một phần ba nội dung của phương án thì cũng không có gì bất ngờ. Thế nhưng vương tử quân lại không có ý kiến gì. Không phải là vương tử quân thật sự đồng ý với phương án của phòng tổ chức. Đáng cười, nếu như vương tử quân được như vậy, bí thư sầm cần gì phải ép mình chạy đến đây. chương 1832, một bí hiểm cho anh suy đoán sau khi vương tử quân đi vào mật đông, tuy uông thanh minh đã sớm đứng thành hàng, căn bản là kiên định đứng trên chiến tuyến của sầm vật gương, thế nhưng hắn chưa từng khinh thường vương tử quân. lúc này nghĩ đến ba chữ bí thư sầm, uông thanh minh trượt bình tĩnh trở lại. nhưng khốn nổi gương mặt vương tử quân căn bản không có chút biểu hiện nào, lời nói không nặng cũng không nhanh, vẻ mặt nghiêm nghị, điều này lại làm cho người đối diện đổ mồ hôi hột. Uông Thanh Minh nhìn Vương Tử Quân uống trà một cách thản nhiên tự đắc, hắn không khỏi thầm hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, đó không phải là Vương Tử Quân không có ý kiến, thế nhưng chủ tịch Vương căn bản không muốn nói ý kiến của mình ra. Mình là trưởng phòng tổ chức, chủ tịch Vương không nói với mình, như vậy chuẩn bị nói với ai? Bày ra biểu hiện bí hiểm chính trị thế này là có ý gì? Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ, Uông Thanh Minh chợt hiểu ra, hắn nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân không khỏi cảm thấy rét run. Người này không phải là có ý kiến kia đấy chứ. Uông Thanh Minh tuy thầm hiểu nhưng cũng không thể nói ra, hắn biết rõ dù mình nói ra thì Vương Tử Quân cũng không có tâm tư nghe vào tai. Vì vậy sau đó hắn dùng giọng thức thời nói, Chủ tịch Vương, tôi sẽ phản ánh ý kiến của ngài với bí thư sầm. Những gì Uông Thanh Minh muốn nói căn bản cũng là thứ mà Vương Tử Quân muốn biểu đạt. Lúc này Vương Tử Quân khá thỏa mãn về ngộ tính của Uông Thanh Minh hắn không khỏi cười cười nói vậy thì vất vả trưởng phòng uông rồi sau khi tiến uông thanh minh đến cửa nhìn uông thanh minh rời đi khóe miệng vương tử quân lộ ra nụ cười thản nhiên lần này uông thanh minh đến nhanh như vậy là ý nghĩ của ai tất nhiên vương tử quân hiểu rõ ràng vì sao uông thanh minh lại đến điều này hắn càng hiểu rõ ràng hơn nhưng vương tử quân tuyệt đối không muốn bàn chuyện này với uông thanh minh nếu cần thì cũng phải chọn người để bàn không phải anh muốn lợi dụng công tác trong nhiệm kỳ mới để dựng lên quyền uy của mình sao? Như vậy thì anh tự đến mà nói." Vương Tử Quân nở nụ cười, đây là nụ cười mà Uông Thanh Minh căn bản không muốn chứng kiến. Nhưng Uông Thanh Minh căn bản cũng cảm nhận được tâm tư của Vương Tử Quân, thế là không tự chủ được cảm thấy lo lắng cho bí thư Sầm. Mặc dù Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy Mật Đông, thế nhưng nếu muốn khởi động cán cân quyền lực cũng không phải chuyện dễ dàng. Thời gian dần trôi qua, mọi người đều có nghị luận và suy đoán riêng, quan trường mật đông lúc này sẽ có biến động lớn. Sự việc là như vậy, hơn nữa lại có thời gian quá dài, thế nhưng có xét mà không mưa, đến nay vẫn chưa thấy có động tác gì. Đây không phải nói rõ, không phải là sầm vật cương mãi bất động, chủ yếu là vì sầm vật cương có ý nghĩ như vậy thế nhưng không thể áp chế được vương tử quân. Lúc này Uông Thanh Minh chỉ có một ý nghĩ, đó chính là việc đến nước này thì mình nên làm gì bây giờ? Trực tiếp nói với bí thư Sầm sao? Bí thư Sầm sẽ có phản ứng gì? Nhưng việc đến nước này rồi mình còn làm gì khác hơn được? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu làm cho tâm ý của Uông Thanh Minh chợt rối loạn. Ôi, chính mình là một trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy thế nhưng quyền lợi có hạn mà trách nhiệm thì khôn cùng. Chuyện này vẫn không thể quyết định được. Uông Thanh Minh rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân mà chính thức xác định điều này. Chính mình chỉ là một người truyền tin, nếu như kéo dài thì căn bản không có lợi ích gì cho mình. Mặc kệ, trước tiên cứ làm tốt chuyện của mình, còn những thứ khác cứ cho bọn họ níu kéo lẫn nhau. Uông Thanh Minh cắn răng cũng không quay về phòng tổ chức, hắn cúi đầu đi đến khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Trước kia chỉ cần Uông Thanh Minh đi ra, hắn căn bản giống như hóa thân thành Phật Di Lặc trên mặt treo nụ cười tủm tỉm cảm giác vui vẻ bao phủ người đối diện. Tất nhiên lãnh đạo có biểu hiện như vậy thì các vị đồng chí khác sẽ cực kỳ tình nguyện áp sát thân cận. Dù sao thì bắt chuyện với một câu với trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy cũng không nhất thiết có thể làm cho lãnh đạo nhớ kỹ, thế nhưng ít ra cũng làm cho lãnh đạo quen mặt mình. Nhưng hôm nay những người muốn tiến lên chào hỏi sau khi thấy vẻ mặt của trưởng phòng uông thì đều tránh né. Trưởng phòng uông lúc này có lẽ là tâm tình khó chịu, có ai ngốc chạy đến dán mặt nóng lên mông lạnh. Uông Thanh Minh không biết điều này, gương mặt hắn vẫn rất âm trầm, điều này làm cho xung quanh vang lên nhiều tiếng nghị luận. Thế nhưng cho dù biết rõ thì hắn cũng không chú ý nhiều như vậy. Uông Thanh Minh tuy hạ quyết tâm gặp Sầm Vật Cương thế nhưng cuối cùng cũng không trực tiếp đến tìm Sầm Vật Cương, hắn chậm rãi đi về phía phòng làm việc của Phương Anh Hồ. Phương Anh Hồ là đại quản gia của khu văn phòng tỉnh ủy có một số việc thương lượng với người này một chút, như vậy sẽ mạnh hơn tình huống Minh đi sẵn tiến bậy. Khi Uông Thanh Minh đến thì Phương Anh Hồ còn ở trong phòng, khi Uông Thanh Minh gõ cửa đi vào thì Phương Anh Hồ đang mở miệng mắng một vị trưởng phòng. Hắn cầm một phần văn kiện trong tay, giọng nói tuy không quá lớn thế nhưng cũng làm cho vị trưởng phòng kia đỏ mặt tía tai giống như một đứa bé phạm sai lầm. Khi thấy Uông Thanh Minh đi đến thì gương mặt đang cực kỳ nghiêm túc của Phương Anh Hồ chợt biến đổi toàn diện, bây giờ giống như một đóa hoa hướng dương. Hắn khoát tay với viên trưởng phòng thủ hạ, tỏ ý cho đối phương đi ra, sau đó mới cười tủm tỉm nói với Uông Thanh Minh, "Trưởng phòng Uông, anh đại giá Quang Lâm, có phải có gì cần chỉ thị không?" Uông Thanh Minh căn bản không có nhiều cạnh tranh với Phương Anh Hồ, thế nên quan hệ giữa hai người là không tệ. Uông Thanh Minh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Phương Anh Hồ rồi nói, "Thư ký trưởng Phương, nếu nói đến phương diện chỉ đạo công tác phải là văn phòng tỉnh ủy chỉ đạo cho phòng tổ chức chúng tôi tôi cũng không dám đảo ngược càn khôn dĩ hạ phạm thượng ha ha trưởng phòng uông rõ ràng đang trêu đùa tôi phương anh hồ nói rồi đưa phần văn kiện trong tay đặt xuống trước mặt uông thanh minh lúc này hiệu suất công tác của văn phòng ngày càng thấp những gì đã nói rõ một tuần trước nhưng bây giờ còn làm chưa xong thật sự là không biết nói sao cho phải hư lòng người bàng hoàng nên cũng không đặt tâm tư lên phương diện công tác Phương Anh Hồ nói đến đây thì cười cười với Uông Thanh Minh, trưởng phòng Uông. Bây giờ các đồng chí trong văn phòng cực kỳ muốn gặp ngài, mong ngài nhanh chóng cho ra quyết đoán để đám người kia bớt suy nghĩ nguyên man. Uông Thanh Minh biết rõ suy nghĩ nguyên man trong lời nói của Phương Anh Hồ có nghĩa là gì. Nếu là lúc bình thường thì hắn sẽ nói vài câu với Phương Anh Hồ, nhưng bây giờ hắn thật sự không có tâm tư như vậy. Ôi, anh Phương, tôi căn bản là sắp chết phiền rồi. Uông Thanh Minh vuốt hai hàng chân mày rồi khẽ nói, nói không chừng tôi phải nghỉ ngơi một chút. Phương Anh Hồ có chút sững sốt, khoảnh khắc này hắn chợt nhận ra sự khác thường của Uông Thanh Minh. Bình thường thì Uông Thanh Minh đều cực kỳ hăng hái, hôm nay xem ra có gì đó hơi khác lạ. Anh muốn nghỉ ngơi thì đi tìm bí thư sầm, tôi nào dám cho anh nghỉ được. Phương Anh Hồ muốn đẩy Uông Thanh Minh đi, thế nhưng Uông Thanh Minh đến và không dễ dàng bị đuổi đi như vậy hắn nhìn Phương Anh Hồ rồi cười khổ nói, thư ký trưởng, tôi cũng rất muốn nhanh chóng làm cho xong công tác của nhiệm kỳ mới, thế nhưng bây giờ tình hình căn bản là không tốt. chương 1832, 2, bí hiểm cho anh suy đoán. Thế nào, có vấn đề gì xảy ra sao? Phương Anh Hồ mặc dù dùng câu nói nghi vấn thế nhưng trong lòng thật ra đã cảm nhận được vấn đề. Đúng vậy, có chút vấn đề làm cho người ta cảm thấy rất khó xử. Uông Thanh Minh nói đến đây thì chợt trầm giọng nói, thư ký trưởng Phương, hôm nay bí thư sầm gọi tôi qua để tôi cầm phương án nhiệm kỳ mới tiếp tục đi trưng cầu ý kiến của chủ tịch Phương. Phương Anh Hồ không mở miệng, hắn căn bản hiểu rõ vì sao bí thư sầm lại làm như vậy. Bây giờ có một số quyền chủ động không còn nằm trong tay của sầm vật gương, nếu như vương tử quân ra tay thúc đẩy, chỉ sợ bí thư sầm sẽ cực kỳ bị động. Dưới tình huống này thì hai bên chỉ có thể thỏa hiệp, như vậy mới tiếp tục giữ vững đại cục tỉnh mật đông. Phương Anh Hồ tin chắc khi bí thư Sầm cho ra quyết định này thì trong lòng cũng cực kỳ không thoải mái. Nhưng những chuyện như thế này cũng không dễ dàng thoải mái như ý nghĩ của nhiều người, bí thư Sầm tuy là người quyền cao chức trọng, cũng không dám đảm bảo có thể chiến thắng trong sự kiện này. Chẳng qua Vương Tử Quân là một người quá may mắn. Uông Thanh Minh đau đầu vì chuyện này. Tuy phương án cho công tác nhiệm kỳ mới chỉ là ba tờ giấy thế nhưng nó có liên quan đến phương diện điều động nhân sự nên căn bản là không tầm thường. Chẳng lẽ trưởng phòng Uông đã đồng ý với ý kiến của Vương Tử Quân sao? Trưởng phòng Uông, tôi hiểu tâm tình của anh, anh khổ sở cho ra phương án, thế nhưng điều chỉnh nhân sự không phải là phương diện đơn giản. Chẳng qua tôi cảm thấy bí thư Sầm đã yêu cầu anh đi làm, anh cứ tự mình làm chủ là được. Phương Anh Hồ căn bản là nói ra lời tâm huyết, nhưng Uông Thanh Minh lại cười khổ một tiếng. Phương Anh Hồ này không biết là giả vờ hồ đồ hay trí thông minh không đủ vậy. Thư ký trưởng, những thứ khác thì tôi không dám nói, thế nhưng phương diện chứng thực chỉ thị của bí thư sầm thì luôn chắc chắn nắm chật. Trước khi đến gặp anh, tôi đã đến phòng làm việc của chủ tịch Vương. Phương Anh Hồ thầm nghĩ không phải là chủ tịch Vương đưa ra yêu cầu làm khó cho Uông Thanh Minh đấy chứ như vậy thì anh nên đến báo cáo cho bí thư sầm, chạy đến chỗ tôi làm gì. Bây giờ vương tử quân là người nắm thế chủ động, há rộng miệng sư tử cũng không có gì là khó hiểu. Dù sao thì có một số việc cần phải bàn bạc cụ thể. Trưởng phòng uông, tỉnh Mật Đông chúng ta vừa có thành tích thắng lợi trong công tác phòng chống lụt bão, đây đang là thời điểm chúc mừng của tỉnh chúng ta. Bí thư sầm hy vọng tất cả công tác được triển khai mở rộng một cách thuận lợi, cho dù có một vài va chạm, Thế nhưng cũng nên tiến hành thương lượng để vượt qua khó khăn. Phương Anh Hồ cố gắng sắp xếp ngôn từ rồi dùng giọng đường hoàng nói: "Nếu như không phải nghe qua báo cáo của người trong cục thủy lợi, Uông Thanh Minh thậm chí còn cảm thấy lời nói của Phương Anh Hồ là cành vàng lá ngọc." "Thư ký trưởng Phương, tôi hiểu ý của ngài, tôi cũng biết nên làm thế nào, chẳng qua chẳng qua chủ tịch Vương căn bản không có ý kiến gì." Phương Anh Hồ chợt ngây cả người, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm sau đó mới thở dài một hơi hắn là thường ủy tỉnh ủy hắn biết rõ những thứ mà nhiều người không thể biết được ví dụ như phương án lần này thực tế hắn là người không được biết nhưng dù là sầm vật cương hay uông thanh minh đều không có ý giấu hắn cho nên hắn hiểu rõ nội dung của nó là gì vương tử quân sao lại không có ý kiến gì với phương án như vậy phải biết rằng trong số những người bị điều chỉnh có nhiều kẻ rất thân cận bên cạnh Vương Tử Quân. Nếu Vương Tử Quân không có ý kiến, căn bản là quá kỳ quái. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân không cho ra ý kiến gì. Trong đầu Phương Anh hồ lóe lên vài ý nghĩ, hắn cũng nghĩ đến đúng trọng điểm, thế nên nhìn thoáng qua Uông Thanh Minh rồi dùng giọng trầm thấp nói, anh ta có ý gì? Phương Anh hồ mở miệng rõ ràng là hàm hồ suy đoán. Thế nhưng hắn tin tưởng Uông Thanh Minh nghe mà hiểu rõ. Có lẽ là có ý kia, Uông Thanh Minh dùng giọng âm u trả lời. Anh ta muốn làm gì? Chẳng lẽ cảm thấy, Phương Anh Hồ chợt đứng lên khỏi ghế rồi vỗ mạnh tay lên bàn. Phương Anh Hồ là thư ký trưởng kiêm thường ủy tiêu, hắn căn bản có tình cảm không tầm thường với Sầm Vật Cương. Lúc này sau khi hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn không khỏi sinh ra cảm giác chủ nhục thần tử. Cái cảm giác này thỉnh thoảng mới xuất hiện, thế nhưng mỗi lần xuất hiện lại làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Phương Anh Hồ nhìn Uông Thanh Minh ngồi ở phía đối diện với mình, lúc này xem như hắn đã hiểu vì sao Uông Thanh Minh lại đến tìm mình. Hắn cười khổ một tiếng rồi nói, anh còn chưa đi nói cho bí thư Sầm đấy chứ. Tôi chưa đi, bây giờ tôi không biết phải báo cáo thế nào với bí thư Sầm, vì thế mới đến đây thương lượng với anh một chút uông thanh minh nâng ly trà lên uống một ngụm và đưa mắt nhìn phương anh hồ hắn biết rõ phương anh hồ chắc chắn sẽ không cho ra bất kỳ một đáp án nào cho mình thế nhưng có việc và tìm người thương lượng đối sách vẫn mạnh hơn chính mình tự suy xét anh uông anh làm cho tôi thật sự khó xử nếu dựa theo góc độ của tôi cứ thực hiện theo trình tự nhưng anh cảm thấy tôi có dám nói những lời này không phương anh hồ cười khổ một tiếng rồi đứng lên lấy gói thuốc trong ngăn kéo ra hắn châm một điếu cho mình ném cho uông thanh minh một điếu uông thanh minh căn bản không muốn hút thuốc thế nhưng khi thấy phương anh hồ hút như điên hắn cũng châm một điếu chỉ một lát sau thì phòng làm việc của phương anh hồ đã đầy khói thuốc anh ta làm như vậy rõ ràng là không muốn buông tha cho người khác khi phương anh hồ ấn điếu thuốc còn gần một nửa vào gà tàn hắn không khỏi dùng giọng oán hận không thôi nói uông thanh minh không lên tiếng nhưng hắn lại thầm nghĩ, đắc thế không bỏ qua cho người ta sao. Chính mình nếu là vương tử quân chỉ sợ cũng phải có phản ứng này. Dù sao thì vương tử quân là người bị ép quá nhiều trong sự kiện này. Nhưng những lời này chỉ có thể được giấu trong lòng vuông Thanh Minh, hắn không thể nói ra như vậy được. Hắn chợt gật đầu nói, bây giờ tình huống là như vậy, anh nói xem nên làm gì bây giờ. Phương Anh Hồ cười cười nói, tôi phải làm sao bây giờ chuyện này tôi cảm thấy anh nên báo cáo cho bí thư sầm nên làm thế nào thì bí thư sầm tự định đoạt a à, thư ký trưởng phương tôi thấy lúc này anh cũng rảnh rỗi không bằng cùng đi với tôi đến báo cáo cho bí thư sầm uông thanh minh trầm ngâm dây lát rồi cười ha hả nói với phương anh hồ phương anh hồ nhìn nụ cười của uông thanh minh hắn khoát tay áo nói chuyện này một mình anh đến nói với bí thư sầm tôi còn có nhiều công tác cần xử lý hơn nữa đi nhiều người cũng không tốt uông thanh minh nhìn vẻ mặt của phương anh hồ hắn thầm cảm thấy hối hận mình đến để hy vọng có được sự phân tích của phương anh hồ hy vọng tìm được sự trợ giúp vì sự việc này giấu trong lòng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng khi chạy đến chỗ phương anh hồ hắn có được lợi lộc gì không lúc này uông thanh minh cảm thấy mình như một cái xe chạy trên đường quan trường gặp việc khó thì không khỏi về hỏi ông bà nội hắn đường đường là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy mật đông Chính mình cần phải có năng lực vốn có. Uông Thanh Minh có chút tự ti mặc cảm, thầm nghĩ sau này nếu gặp chuyện gì phiền phức thì nhất định phải tìm cách giải quyết. Người trong quan trường căn bản không thể nào cứ dựa dẫm mãi được, vì anh căn bản cũng không biết được thân cây nào là đáng tin, thậm chí người ta có cho ra những ý nghĩ không hay để bán đứng anh hay không. Uông Thanh Minh nghĩ đến đây thì cười cười với Phương Anh Hồ, lát nữa tôi sẽ đi qua. Chương 1833, một gánh trách nhiệm chung, cộng hưởng lợi ích chung. Nếu phân tích ở phương diện cân đối quyền lực, nếu lần này thật sự phải thỏa mãn ý nguyện của Vương Tử Quân, như vậy phương án nhiệm kỳ mới căn bản là có 10 phần sai, ít nhất cũng là một phen uổng công vô dụng. Uông Thanh Minh thầm nghĩ như vậy, thế là ánh mắt nhìn về phía Sầm Vật Cương càng thêm không yên. Sầm Vật Cương nhìn Uông Thanh Minh đang cẩn thận đứng ở phía đối diện với mình thế là hắn miễn cưỡng cười nói tôi biết rồi uông thanh minh lúc này cực kỳ không yên hắn căn bản hiểu rõ tính tình của sầm vật cương tuy lúc này sầm vật cương biểu hiện điềm nhiên như không thế nhưng thực tế thì bí thư sầm đang nổi giận vương tử quân này rõ ràng là người nắm lợi thế thì căn bản là không buông ta uông thanh minh trầm ngâm dây lát sau đó khẽ nói bí thư sầm nếu không thì tôi đi tìm bí thư văn mong anh ấy ra mặt trưng cầu ý kiến của chủ tịch vương để cho Văn Thành Đồ ra mặt, đây là biện pháp duy nhất của Uông Thanh Minh. Tuy hắn căn bản xem thường Văn Thành Đồ, thế nhưng lúc này không thể không thừa nhận Văn Thành Đồ căn bản cao hơn hắn một bậc, ưu thế này cũng biểu hiện rất rõ ràng. Sầm Vật Cương trầm ngâm dây lát rồi cười nói, "Trưởng phòng Thanh Minh, anh cứ đi đi, chuyện này tôi tự xử lý." Thật lòng thì Uông Thanh Minh căn bản rất tình nguyện muốn giải nạn cho bí thư Sầm. Thế nhưng dưới tình huống này thì không còn nằm trong tầm tay khống chế của hắn. Khi hắn đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, hắn căn bản muốn đẩy chuyện này ra, bây giờ xem như đã đạt được mục đích, thế là dùng giọng biết thời thế nói: "Bí thư Sầm, vậy ngài cứ vội vàng đi, tôi đi trước." Sầm Vật Cương nhìn Uông Thanh Minh rời đi mà không khỏi thở dài một hơi, hắn nâng ly lên uống một ngụm, sau đó đứng lên. Vương Tử Quân có thể không có ý kiến sao? người ta không có ý kiến rõ ràng là chờ mình đi qua. Sầm Vật Cương nghĩ đến ý nghĩa của phương pháp biểu hiện thái độ của Vương Tử Quân mà không khỏi nổi giận muốn vỗ bàn. Lão thậm chí còn muốn gọi Uông Thanh Minh quay lại, không phải là Vương Tử Quân anh không có ý kiến sao? Được, tôi sẽ phổ biến theo nội dung của phương án. Thế nhưng Sầm Vật Cương biết rõ hậu quả của sự kiện mình cố chấp như vậy là gì. Chính mình bây giờ rõ ràng là lấy dây buộc mình. Chuyện này nên làm gì bây giờ? Cho Văn Thành đồ đi qua sao? Vương Tử Quân lần này có quyết tâm không cúi đầu với mình, nếu không sẽ không nói với Uông Thanh Minh những lời như vậy. Nếu như mình không tìm Vương Tử Quân thương lượng sự việc, như vậy người ta sẽ thúc đẩy sự việc con sông Thanh Sa. Sầm Vật Cương là người cầm lái tỉnh Mật Đông, thế nên căn bản phải chịu trách nhiệm đối với những tai họa ngầm ở con sông này như vậy phương án nhiệm kỳ mới của phòng tổ chức căn bản sẽ bị phí đi phân nửa. Một phương án phí đi phân nửa, xem như là bị bỏ qua, phổ biến nó ra còn ý nghĩa gì không? Sầm vật cương thở dài một hơi, lão đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cổ kim nội ngoại xưa nay đều chú trọng người trí lớn, chú trọng hoàn thành việc lớn, những người như vậy cần phải có trí tuệ, có sự khiêm tốn, được một không vinh mất một không nhục, phóng khoáng sảng khoái vì sự phát triển của mật đông, chính mình cúi đầu một chút có gì là không được. Nhưng nếu như mình cúi đầu, người bình thường tuy không biết gì, thế nhưng sầm vật gương tin tưởng những người đang ngồi ở vị trí cao đều xem như thầm hiểu rõ vấn đề. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Phương Anh Hồ đi đến. Hắn là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, lúc này hắn không thể không đến. Khi thấy sầm vật cương đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì hắn không khỏi trầm giọng nói, bí thư sầm, ai gây chuyện thì phải chịu trách nhiệm ngài không cần lo lắng về phương diện này phương anh hồ nói ra những lời này thật sự có một nửa là thật tình một nửa như vậy chính là bất mãn với hành vi của vương tử quân hơn nữa hắn là thư ký trưởng hắn lúc này càng không thể giả vờ như không biết uông thanh minh có thể đi nhưng hắn căn bản là không thể đi được ai bảo hắn là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy người ngoài nhìn vào thấy công tác của hắn rất đơn giản nhưng hắn là người đi theo sau lưng sầm vật gương, hắn càng phải làm những gì mình nên làm. Sự việc này nói ra thì đơn giản, thậm chí là đơn điệu, không có vấn đề gì cả, thế nhưng thực tế thì Phương Anh Hồ cảm thấy áp lực của mình là rất lớn. Nói nhiều thì lãnh đạo sẽ cảm thấy anh không biết tự lượng sức, nói năng lung tung, khoa tay múa chân, nói ít thì lại bị người ta cho rằng sẽ nghĩ nhiều, không chịu bày mưu tính kế cho lãnh đạo, thế cho nên những người như Phương Anh Hồ căn bản khó thể nắm chắc được trong sự kiện này Phương Anh Hồ biết mình căn bản không thể cho ra quyết sách gì thay cho sầm vật gương, thế nhưng hắn vẫn nói ra lời đề nghị của mình. Nói đúng thì xem như hắn hiến kế cho lãnh đạo, nếu nói không đúng, lãnh đạo chỉ cười bỏ qua mà thôi. Dựa vào chỉ số thông minh của một người làm cấp dưới, sao có thể anh minh hơn lãnh đạo của mình? Dựa theo kinh nghiệm quan trường của Phương Anh Hồ, hắn tin tưởng một vị thủ hạ có thiếu hụt căn bản sẽ được lãnh đạo tín nhiệm hơn một kẻ quá anh minh sầm vật cương quay đầu nhìn thoáng qua phương anh hồ, sau đó cười cười nói, anh hồ, bây giờ cũng không phải là lúc hờn dỗi, chúng ta đã thua, thế nên phải chấp nhận thua, anh nói xem có đúng không. Phương anh hồ nhìn gương mặt tươi cười của sầm vật cương, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng càng không thoải mái. Hắn pha trà châm nước cho bí thư sầm, sau đó khẽ nói, bí thư, ngài để cho trưởng phòng uông đi trưng cầu ý kiến của anh ta, như vậy đã quá nể mặt anh ta rồi, anh ta cho ra hành vi như vậy không phải đạp vào thể diện của ngài sao? Sầm vật cương không trả lời câu nói của Phương Anh Hồ, nhưng đã hai lần lão trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân, tình cảnh này hiện ra trong đầu lão, khi đó chính mình rõ ràng là từng bước ép sát Vương Tử Quân. Vương Tử Quân rõ ràng là không nuốt trôi cơn tức này, chuyện này nếu đặt lên người mình, chỉ sợ mình cũng không bao giờ bỏ qua. Nhưng nếu tự mình đi tìm Vương Tử Quân, sầm vật cương cảm thấy gương mặt của mình nóng ran lên cả đời này cho dù là thời tuổi trẻ thanh niên thì lão cũng chưa từng uất ức như vậy sầm vật cương thầm nghĩ như thế thế là bàn tay không khỏi siết chặt lại bí thư sầm nếu không thì tôi đến gặp bí thư văn nhé phương anh hồ nhìn sầm vật cương rơi vào trầm ngâm thì dùng giọng đề nghị nói sầm vật cương trần chờ giây lát rồi cuối cùng gật đầu nói vậy anh đi đến nói với bí thư văn nói ra ý nghĩ của tôi, hai người các anh đi trưng cầu ý kiến của Chủ tịch Vương cho tôi. Phương Anh Hồ gật đầu nói, bí thư cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này. chương 1833, 2, gánh trách nhiệm chung, cộng hưởng lợi ích chung. Sầm vật cương nhìn Phương Anh Hồ rời đi với gương mặt cực kỳ kiên định, thế là trong lòng có vài phần ái náy. Tuy Phương Anh Hồ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, thế nhưng cũng là thường ủy tỉnh ủy, làm sao có thể tình nguyện đi làm những việc cúi đầu cầu cạnh người ta như thế này sầm vật cương đi đến bên cạnh vỗ vỗ vai của phương anh hồ lúc này phương anh hồ căn bản không thoải mái vì nhiệm vụ vừa mới được nhận thế nhưng sầm vật cương đi đến vỗ vai điều này làm cho hắn cảm thấy rất ấm áp vô tình sinh ra cảm giác gặp tri kỷ bí thư sầm ngài cũng không nên quá bận tâm chuyện này sẽ qua nhưng ngài sẽ biết rõ một người căn bản không thể nào may mắn mãi như vậy được Sầm Vật Cương cười cười, lão định nói hai câu theo lời của Phương Anh Hồ. Thế nhưng lúc này trong đầu lão lại xuất hiện tình cảnh khi đứng trên con đê sông Thanh Lãng. Lúc đó nếu như không phải Vương Tử Quân nắm chắc và xử lý tốt sự việc, chỉ sợ bây giờ thành phố Đồng Lục bên kia tuyệt đối không vượt qua kiểm tra. Sầm Vật Cương nhìn vào tài liệu mà hai ngày trước cục thủy lợi đưa đến, lão biết rõ dòng sông Thanh Lãng chảy ngược còn mạnh hơn Thanh Nham rất nhiều sầm vật cương nghĩ đến hình ảnh vương tử quân chỉ huy bên bờ đê sông thanh nham lão căn bản không nói nên lời phương anh hồ không biết sầm vật cương đang nghĩ gì hắn biết rõ bí thư sầm là người chú trọng thể diện có một vài lời dù giấu chặt trong lòng cũng không nói ra bây giờ mình đang ở nơi này nếu bí thư sầm nói ra lời cảm tạ thì căn bản là không phù hợp bí thư sầm trước khi tôi đến thì bí thư văn có gọi điện thoại đến nói là có vài lời muốn nói vừa vặn tôi đi qua, tôi định đưa anh ấy đi cùng. Sầm vật cương nhìn gương mặt trịnh trọng của Phương Anh Hồ, lão gật đầu nói, anh đi nhanh lên, có chuyện gì thì thông báo cho tôi. Tút tút tút, Phương Anh Hồ vừa mới đi ra khỏi phòng làm việc của Sầm vật cương, lúc này điện thoại trên bàn làm việc của Sầm vật cương chợt vang lên. Sầm vật cương nhìn qua dãy số gọi đến, thế là không khỏi có chút sốt ruột. Lão trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng nghe máy, alo, tôi là Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm, tôi là đồ phấn đấu của thành phố Linh Long, tôi và Chủ tịch Dược Hổ có vài hạng mục công tác cần báo cáo với ngài, lúc này ngài có thời gian hay không? Đồ phấn đấu ở đầu dây bên kia dùng giọng nịnh nọt nói. Lúc này trong lòng Sầm Vật Cương cũng không có hảo cảm gì với vị cán bộ mà trước kia mình thật sự tán thưởng này, lão trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng nói, được rồi. Hai ngày nay tôi có chút bận rộn, anh liên hệ với thư ký trưởng Phương đi bí thư sầm tôi biết rõ lần này chúng tôi không làm tốt công tác của mình những ngày qua chúng tôi đang liên tục làm kiểm điểm rút kinh nghiệm đồ phấn đấu nói giọng điệu giống như thật sự tự phê bình công tác của mình sầm vật cương nghe bộ hạ cũng nhận kiểm điểm mà không khỏi mềm lòng mặc dù thành phố linh long có vấn đề làm cho lão cảm thấy cực kỳ bị động thế nhưng thành tích của đồ phấn đấu ở thành phố linh long vẫn là quá rõ ràng chưa nói đến những thứ khác Đồ phấn đấu có thể đẩy thành phố Linh Long mỗi năm mỗi phát triển cao hơn, có nhiều thành tích khó có được. Sầm vật gương là lãnh đạo tỉnh ủy, cấp dưới có thể làm ra thành tích, sao không thể có sai lầm. Sầm vật gương nghĩ đến công tác của đồ phấn đấu mà không khỏi trầm ngâm dây lát, sau đó mới nói, được rồi, 3 giờ rưỡi chiều nay anh đến phòng làm việc của tôi, tôi có nửa giờ cho anh. Đồ phấn đấu cảm tạ một tiếng, sầm vật gương cúp điện thoại lão thầm nghĩ đến những gì đồ phấn đấu làm được trong những năm qua, trong lòng không khỏi lóe lên ý nghĩ, tuy bọn họ làm sai thế nhưng phê bình một chút, thông báo xử phạt là được, hay là... Phương Anh Hồ rời khỏi phòng làm việc của sầm vật cương và đi đến tìm gặp Văn Thành Đồ. Hắn biết rõ lúc này mình đến kêu gọi thì Văn Thành Đồ nhất định sẽ không thoải mái. Nhưng lúc này hắn cần phải cố gắng công tác, cố gắng làm như vậy hơn nữa văn thành đồ cũng có một mảnh bánh ngọt trong sự kiện lần này bây giờ có chút phiền toái anh không ra tay giúp đỡ gì sao có quyền lợi phải có nghĩa vụ nếu như anh chỉ có quyền lợi mà quên đi nghĩa vụ bí thư sầm có đồng ý cho anh không phương anh hồ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy hắn phải phục vụ cho cả hai vị bí thư trong tỉnh ủy nhưng nhìn từ phương diện chức trách và quan hệ phương anh hồ căn bản muốn chú trọng giữ gìn uy tín cho bí thư sầm hơn còn bí thư văn có thể giúp được thì hắn nhất định không hàm hồ thế nhưng chủ yếu là hai vị bí thư không có xung đột nếu có thì phải đối đãi khác đi phương anh hồ rời khỏi phòng làm việc của sầm vật gương hắn cảm thấy có vài phần gò bó cảm giác gò bó này không phải là hắn không tôn trọng văn thành đồ chủ yếu là mối quan hệ giữa hắn và văn thành đồ còn không bằng với sầm vật gương bí thư văn đang bận rộn gì vậy Phương Anh Hồ đi vào trong phòng thư ký của Văn Thành Đồ rồi khẽ hỏi. Thư ký của Văn Thành Đồ tuy có công tác chủ yếu là phục vụ bí thư Văn, thế nhưng lại rất cung kính khi đối diện với vị lãnh đạo chủ quản của mình là Phương Anh Hồ. Hắn vội vàng đứng lên nhường chỗ cho Phương Anh Hồ, bí thư Văn đang trò chuyện với khách, tôi sẽ đi vào xin chỉ thị. Thư ký mặc dù nói nhưng cũng không nói rõ người trong phòng là ai, điều này không khỏi làm cho Phương Anh Hồ có hơi nhíu mày hắn biết rõ người này không cùng một lòng với mình thế nhưng mình đến tìm bí thư văn cũng không phải là mắng viên thư ký này à không cần đâu bí thư văn đang có việc tôi ngồi chờ một chút cũng không có gì phương anh hồ nói rồi khoát tay với thư ký sau đó ngồi xuống phía đối diện con nói cái gì con chuẩn bị sang công tác bên văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh sao văn thành đồ nhìn con gái của mình gương mặt thật sự là khó thể tưởng tượng nổi Văn Thành Đồ tất nhiên rất quan tâm đến tương lai của con gái. Lão là người thấy rõ sự gian khổ của người làm quan, thế nên hy vọng con gái mình không phải khổ sở như vậy, vì thế mới có ý nghĩ giúp đỡ con công tác trong tòa soạn Nhật Báo Mật Đông. Văn Ngư Nhi cũng thích làm phóng viên, hơn một năm qua cho ra không ít thành tích. Tuy những thành tích của Văn Ngư Nhi không tính là gì trong mắt Văn Thành Đồ, thế nhưng hắn cũng rất kiêu ngạo vì điều này khi hắn đang vui mừng vì con gái công tác tốt lúc này con gái lại đưa đến cho hắn một thông tin kinh hãi con gái muốn vào công tác trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh từ tòa soạn nhật báo mật đông đến một đơn vị trong tỉnh điều này không là gì khó với văn thành đồ vấn đề là con gái chợt có thay đổi như vậy hắn cảm thấy rất nghi hoặc văn ngư nhi đang định làm gì đây văn thành đồ hiểu tính cách của con gái mình biết rõ nó không muốn làm nhân viên công tác của các đơn vị chính quyền nhưng vì sao nó lại thay đổi như vậy? Văn Thành Đồ không dám nghĩ tiếp mà nói, ngư nhi, con đã nghĩ kỹ chưa? Tất nhiên là kỹ rồi, ôi, bố, ngài không phải gần đây rất thương con sao? Bây giờ con gái cầu mong ngài đấy. Văn Ngư Nhi ôm lấy cổ Văn Thành Đồ dùng giọng làm nũng nói. chương 1834, chúng ta cùng nhau đi chùi đít. Phải nói Văn Ngư Nhi thật sự là mối uy hiếp quá lớn cho Văn Thành Đồ, nếu như con gái làm nũng thì hắn căn bản là việc gì cũng đồng ý nhưng bây giờ hắn lại có chút bất an hắn trầm ngâm dây lát rồi nói với văn ngư nhi con gái ngoan con đang làm nhà báo rất tốt sao lại muốn chuyển ngành hai ngày trước bố có gặp tổng biên tập của con anh ấy nói con căn bản là lực lượng nòng cốt của đơn vị đang chuẩn bị gia tăng trọng trách cho con bố con thật sự làm tốt công tác của mình thế nhưng phương diện đề bạt thì không phải công lao của con đây không phải là người ta nể mặt mũi bí thư văn ngày sao. Văn Ngư Nhi nói rồi gãi gãi lên tay của Văn Thành Đồ. Bố, bây giờ con không muốn làm phóng viên, con muốn vào làm trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Sao con lại muốn vào làm nhân viên của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh? Vào công tác trong văn phòng tỉnh ủy cũng được mà. Văn Thành Đồ nghe Văn Ngư Nhi nói như vậy thì càng cảm thấy căng thẳng, đột nhiên lại sinh ra cảm giác lo sợ bất an thế nhưng hắn khó thể từ chối ngay được. Dựa theo tính cách phản nghịch của Văn Ngư Nhi, nếu tác động không đúng sẽ phát sinh vấn đề. Văn Ngư Nhi vỉnh miệng lên nói, vào văn phòng tỉnh ủy không phải sẽ là thuộc hạ của ngài sao? Ngài không phải không biết tuyến trên có quy định, người thân nên trách nhận chức gần nhau, thế mà ngài còn là lãnh đạo nắm công tác nhân sự cơ đấy. Văn Thành đồ cười ha hả với lời phê bình của con gái, hắn chợt dùng tay vân về má của con, con đúng là không ra gì con còn không nhìn xem mình bây giờ có cấp bậc gì nữa à dù bây giờ con có cấp bậc gì thì cũng nên tuân thủ quy tắc con nhất định sẽ không làm trái với quy định văn ngư nhi nói đến đây thì lay lay cánh tay của văn thành đồ ôi bố bố cho con nhận công tác ở văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đi được rồi đừng nói đến việc này nữa bố còn có việc còn con nên làm tốt công tác của mình rồi nói sau Văn Thành Đồ phất tay với con gái, trong lòng có chút không thoải mái. Văn Ngư Nhi tuy có chút bất mãn với phương thức thô bạo của bố mình, thế nhưng nàng không còn cách nào khác. Vì vậy nàng biểu môi đi ra ngoài, vừa đi vừa thầm dùng giọng oán hận nói, hừ, ngài không cho con nhận công tác thì không được sao. Con sẽ nghĩ biện pháp khác. Văn Ngư Nhi nói ra những lời này rất hào hùng, thế nhưng chủ yếu là cho Văn Thành Đồ nghe rõ. Văn Thành Đồ căn bản kinh hoàng vì sự cố chấp của con gái, đồng thời cũng cho ra quyết định của mình. Con gái xưa nay sống an nhàn hạnh phúc, cũng nên cho nó gặp vài trở ngại, nếu không chỉ cần Văn Thành Đồ hắn lên tiếng, có ai dám cản Văn Ngư Nhi đến công tác ở Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn Thành Đồ nâng ly trà lên uống một ngụm, hắn chợt nghĩ đến phương diện con gái thay đổi thái độ, trước kia Văn Ngư Nhi không thích tham chính, bây giờ là làm sao vậy? Văn Thành đồ suy nghĩ một lúc lâu rồi thu nạp tâm tư của mình. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần cho ra quyết đoán. Khi công tác phòng lụt kết thúc, lúc này phương án nhiệm kỳ mới lại được đặt ra mặt bàn. Văn Thành đồ là phó bí thư nắm công tác nhân sự, hắn cũng là một nhân vật phụ trách phương án nhiệm kỳ mới lần này. Nhưng dưới tay sầm vật cương có ôm thanh minh, thế nên Văn Thành đồ dù cực kỳ có động lực cũng không nắm chặt sự việc trong tay. Cũng may sầm vật cương chủ yếu đặt tâm tư lên người vương tử quân, thế nên cũng không bạc đãi hắn. Chẳng qua sầm vật cương lần này là không dễ làm, thành phố Linh Long có phát sinh vấn đề, nếu như vương tử quân nắm chặt không tha, nhất định sẽ rối loạn, nhiều người chịu không nổi. Khi có phương án xử phạt, phương án nhiệm kỳ mới sẽ bị điều chỉnh, tất cả sẽ rối tung lên. Cốc cốc cốc, khi văn thành đồ đang thầm nghĩ phải làm sao để bản thân có được lợi ích lớn nhất, lúc này tiếng gõ cửa vang lên hắn nhướng mày vẻ mặt có vài phần không tốt nhưng khi hắn thấy phương anh hồ đi vào với vẻ mặt sáng lạn thế là nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ tiến lên nghinh đón bí thư văn tôi không quấy dày ngài đấy chứ phương anh hồ đi vào rồi cười tươi nói với văn thành đồ văn thành đồ vừa mời phương anh hồ ngồi xuống vừa cười nói tôi bây giờ đang rất nhàn rỗi thư ký trưởng đến tâm sự tôi căn bản là cầu còn chưa được hai người nói rồi đều cười lên ha hả phương anh hột tiếp nhận ly trà từ tay thư ký của văn thành đồ sau đó cười ha hả nói bí thư văn vừa rồi tôi thấy văn ngư nhi nhà anh hai ngày qua tôi đọc báo và cảm thấy văn ngư nhi có xuất thân chính quy nên trình độ không tầm thường căn bản là một cán bút rất tốt ôi đứa bé kia còn quá trẻ tôi thường xuyên phải dạy bảo nó bồi bổ những chỗ thiếu sót nó vừa tốt nghiệp nên còn nhiều thứ cần phải học đi chậm dù sao cũng chắc hơn Văn Thành Đồ thấy Phương Anh Hồ tán thưởng Văn Ngư Nhi thì có vài phần hưởng thụ, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Ai bảo con gái nhà mình không giỏi? Hơn nữa con gái của Văn Thành Đồ rõ ràng là một người tài sắc vẹn toàn. Hai người nói thêm vài câu thì Phương Anh Hồ cười lên tiếng, "Bí thư Văn, vừa rồi tôi mới đi đến gặp Bí thư Sầm, anh ấy để tôi đến cùng ngài đi gặp Chủ tịch Vương, tôi và ngài cùng trưng cầu ý kiến của Chủ tịch Vương về phương án nhiệm kỳ mới." Ngài xem khi nào có thời gian thì hai chúng ta cùng đi một chuyến. Trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân, Văn Thành Đồ chợt chố mắt, sau đó trong đầu có rất nhiều ý nghĩ. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Sầm Vật Cương sao lại cho Phương Anh Hồ cùng mình đi trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân? Văn Thành Đồ hiểu trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân có nghĩa là gì, đây là Sầm Vật Cương căn bản đang thỏa hiệp với Vương Tử Quân ở phương án nhiệm kỳ mới. Phan Thành Đồ không bất ngờ vì sầm vật cương lựa chọn như vậy. Vì bây giờ sự kiện sông Thanh Sa đã ném quyền chủ động vào tay Vương Tử Quân, sầm vật cương không thỏa hiệp là không được. Nhưng thỏa hiệp thì thỏa hiệp, không phải sầm vật cương cho rằng mình mặt dày mày dạn hơn sao. Văn Thành Đồ càng nghĩ càng không thoải mái, lúc này gương mặt không phải trầm xuống, thư ký trưởng, không phải phòng tổ chức chú trọng phương án nhiệm kỳ mới sao. Trưởng phòng Uông bên kia có phải quá bận mà không có thời gian hay không? Phương Anh Hồ nhìn phản ứng của Văn Thành Đồ, hắn cũng không giấu giếm, bí thư Sầm đã cho trưởng phòng Uông đi qua trưng cầu ý kiến của chủ tịch Vương, nhưng khi ngài cũng hiểu rõ trưởng phòng Uông, anh ấy ra mặt mỏng, không giỏi liên hệ, vì vậy mà bí thư Sầm yêu cầu tôi và anh đi qua, làm tốt công tác liên hệ với chủ tịch Vương. Tuy Phương Anh Hồ nói có chút hàm hồ nhưng Văn Thành Đồ là hạng người gì? sao không hiểu ý của Phương Anh Hồ cho được. Uông Thanh Minh không phải không đi, căn bản là đi cũng vô ích, thế nên bí thư sầm mới phái anh đến đi với tôi. Đầu tiên Văn Thành Đồ có chút không thoải mái, hắn biết rõ bây giờ đi qua cũng không phải là việc gì tốt. Lần này mình đi qua rõ ràng là đại biểu cho sầm vật cương thỏa hiệp với Vương Tử Quân, thỏa hiệp không phải là vấn đề, thế nhưng nhiều vấn đề từ trong thỏa hiệp đi ra, chẳng qua thỏa hiệp lần này lại khác hẳn. Lúc này nói thỏa hiệp không bằng nói nhận thua Vương Tử Quân. Đến cấp bậc của nhóm người Văn Thành Đồ thì mặt mũi là quan trọng, nếu như không cần thì nhất quyết không để chính mình mất thể diện. Bây giờ thì quá tốt, Uông Thanh Minh bên kia không làm tốt công tác trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân, mình phải tự tay đi gặp mặt người ta, sầm vật cương anh cũng không tốt đẹp gì. Nhưng khi Văn Thành Đồ đưa mắt nhìn Phương Anh Hồ, hắn không khỏi thu hồi biểu hiện khó chịu của mình phương anh hồ luôn nhìn vào văn thành đồ những phản ứng của văn thành đồ luôn nằm trong dự đoán của hắn những chuyện này dù rơi lên đầu ai cũng như nhau ai cũng không muốn đi chùi đít cho kẻ khác nếu như có lựa chọn khác phương anh hồ nhất định không làm phiền văn thành đồ nhưng bây giờ hắn phải kiên trì mà thôi bí thư văn cũng chỉ là trao đổi với chủ tịch vương mà thôi nói vài ba câu mà thôi phương anh hồ vẫn giữ nụ cười vui vẻ nói Văn Thành đồ nhìn gương mặt tươi cười của Phương Anh Hồ mà không khỏi sinh ra ý nghĩ muốn tiến lên cho đối phương hai tát. Nhưng hắn không thể làm như vậy, không những không thể mà còn phải cười đồng ý. Dù sao bây giờ hắn cũng không còn dư âm để cò kè mặc cả. Xem ra mình muốn đạt được chút ích lợi phải trả một cái giá lớn, xem ra không bao giờ có bữa cơm trưa nào là miễn phí. chương 1835, hy vọng anh có thể cúi người. Tuy nói lúc này tình quan trường mật đông nhìn qua giống như sóng êm gió lặng, thế nhưng Văn Thành Đồ biết rõ sự kiện lũ lụt lần này giống như một tảng đá ném lên mặt hồ tĩnh lặng, làm bùng phát nhiều rung động lớn. Rất nhiều chuyện căn bản không được như trước. A, à, thư ký trưởng nói không sai, hai người chúng ta nên đi qua, cũng không biết bây giờ chủ tịch Vương có rảnh không. Sầm Vật Cương giao nhiệm vụ đi thương lượng với Vương Tử Quân cho Phương Anh Hồ, thật sự giống như ném cho Phương Anh Hồ một quả bom. Phương Anh Hồ cực kỳ sợ hãi, vì hắn không thể ném, thậm chí không thể dỡ bỏ quả bom này. Trước khi sự việc còn chưa được giải quyết thích đáng, hắn sẽ mãi ôm quả bom này vào lòng, vì vậy bây giờ gặp một con cáo giả giỏi liên hệ như Văn Thành Đồ, hắn cũng cực kỳ vui vẻ. Nói thật thì Phương Anh Hồ căn bản không phục Văn Thành Đồ, mặc dù trước sau hắn đều tôn kính bí thư Văn, thế nhưng sự tôn trọng này chỉ là vì địa vị của nhau mà thôi. Trước khi tôi đến có gọi điện thoại cho trưởng ban hiểu Bạch, nửa giờ sau chủ tịch Vương mới đi ra ngoài, chúng ta bây giờ nhanh chóng đi qua, nếu không sẽ quên đi mất. Sẽ quên, Văn Thành Đồ nghe những lời này mà không khỏi cảm thấy có vài phần hèn mọn. Con bà nó anh dù có quên chuyện gì cũng không thể quên chuyện này được. Văn Thành Đồ thật sự là thầm bực mình, hắn nhìn Phương Anh Hồ rồi cười híp mắt nói, vẫn là thư ký trưởng lo nghĩ Chu Toàn, bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua nhanh chóng liên hệ với chủ tịch Vương. Văn Thành Đồ ngẩng đầu ưỡn ngực đi phía trước, Phương Anh Hồ giống như cố ý biểu hiện sự tôn trọng, cố ý đi chậm hơn nửa bước ở phía sau, hai người cùng đi về phía văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Khi hai người xuống lầu, có không ít ánh mắt nhiệt tình nhìn tới. Văn Thành Đồ căn bản không có cảm giác gì với những ánh mắt này, hiện tại trong đầu hắn chỉ có một vấn đề, đó là những nguy hiểm khi mình tham gia vào chuyện này. Vương tử quân căn bản sẽ có thái độ gì với mình, sẽ cúi người thật sao? Văn Thành Đồ cùng Phương Anh Hồ cũng không gặp mặt Vương tử quân, cũng không phải vì Vương tử quân không có trong phòng, mà khi bọn họ đi đến khu văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thì Văn Thành Đồ chợt thay đổi ý nghĩ. "Thư ký trưởng, tôi thấy chúng ta không nên đi gặp chủ tịch Vương như thế này được." Văn Thành Đồ nhìn Phương Anh Hồ rồi cười ha hả nói, Phương Anh Hồ căn bản rất quan tâm đến nhiệm vụ của mình lần này, dù sao thì chuyện này cũng có liên quan đến thế cục của sầm vật gương, bây giờ vất vả lắm mới kéo được Văn Thành Đồ cùng đi, sao có thể bỏ lỡ giữa chừng. Thế là hắn cười nói, Bí thư Văn, chúng ta đã đến đây rồi sao có thể quay về. Tôi thấy hay là cứ tiếp tục đến gặp chủ tịch Vương thì hay hơn. Không phải tôi không muốn gặp chủ tịch Vương, mà chúng ta đi qua như thế này, chỉ sợ không đạt được hiệu quả mong muốn. Văn Thành đồ khoát tay áo nói, "Chúng ta đổi địa điểm, bây giờ khí trời tốt đẹp, hẹn chủ tịch Vương đi đâu đó câu cá, không phải càng thuận tiện liên hệ sao?" Phương Anh Hồ nghe Văn Thành đồ nói như vậy thì cũng không khỏi suy xét một chút. Nếu như có thể hẹn Vương Tử Quân đi ra, lúc này trời cao đất rộng, tâm tình vui vẻ thoải mái, chỉ sợ sẽ tốt hơn khi ba người gặp mặt nhau trong phòng làm việc. "Tôi biết rõ đường Bắc giao thành phố rừng mật có một khu câu cá hoàn cảnh rất tốt." Chúng ta hẹn Chủ tịch Vương đến đó câu cá cho vui. Phương Anh Hồ căn bản là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, tất nhiên hắn là người xứng đáng với chức vụ, nhanh chóng tìm được địa phương phù hợp. Văn Thành Đồ tất nhiên sẽ không phản đối sự phục vụ của Phương Anh Hồ, hắn khoát tay với phong độ của một lãnh đạo tỉnh ủy, như vậy anh cứ sắp xếp đi. Văn Thành Đồ vốn chuẩn bị để Phương Anh Hồ gọi điện thoại, thế nhưng Phương Anh Hồ lại đưa điện thoại vào trong tay hắn, bí thư Văn hay là ngài gọi điện thoại đi, ngài là người có thể diện lớn, chủ tịch phương căn bản khó thể nào từ chối được. văn thành đồ cũng hiểu rõ vấn đề, mọi người đều là những người có thể diện cao, có ai tình nguyện làm ngựa cho người khác cưới? hơn nữa đến cấp bậc của bọn họ, càng liên quan đến phương diện thể diện thì càng không tùy tiện mở miệng. văn thành đồ vốn không muốn gọi điện thoại, thế nhưng hắn vẫn nhận lấy điện thoại. phương anh hồ nói rất đúng. Nếu như Phương Anh Hồ gọi điện thoại đi và không thể hẹn gặp mặt Vương Tử Quân, khi đó dù hắn có tiếp tục gọi điện thoại nữa cũng không thích hợp. Chẳng lẽ thật sự phải đến phòng làm việc của Vương Tử Quân sao? Văn Thành Đồ cũng không muốn như vậy, thật sự là quá mất mặt. Cũng may Vương Tử Quân rất nể mặt Văn Thành Đồ, nửa giờ sau ba người đi đến khu câu cá. Ông chủ khu câu cá là một người đàn ông nông thôn hơn 30 tuổi bộ dạng khá đơn thuần nhưng ánh mắt lại có vẻ xảo quyệt khôn khéo. Trước khi nhóm người vương tử quân đi đến thì có lẽ người đàn ông này đã dặn dò nhân viên rất tốt, vì vậy khi thấy nhóm người vương tử quân và văn thành đồ đi đến, đám người kia cũng không quá giật mình. Thế nhưng lúc này khu câu cá căn bản là vắng lặng không có người nào khác. Vài ngày trước mưa rất lớn, khu câu cá này đã bị rót đầy nước, dòng nước trong xanh kèm theo những hàng dương liễu ở ven bờ làm cho người ta sinh ra cảm giác vui vẻ thoải mái. Văn Thành đồ chờ Vương Tử Quân ngồi xuống thì cười nói, Chủ tịch, công tác bể bộn thì cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi. Tôi nghe thư ký trưởng nói anh căn bản là ba tuần rồi chưa nghỉ ngơi cho tốt, thế nên gọi điện thoại mời anh cùng đến đây thả lỏng một chút. À, thư ký trưởng này, trước khi câu cá chúng ta nên cho ra một quy củ, hôm nay chúng ta phải ăn những thứ gì mình câu lên được được tôi tán thành ý kiến của bí thư văn tự mình ra tay thì cơm no áo ấm khi thấy văn thành đồ cố gắng khuấy động bầu không khí phương anh hồ cũng nhanh chóng theo sát bên cạnh bây giờ hắn thật sự tình nguyện làm cho bầu không khí tốt đẹp thoải mái hơn vương tử quân thấy hai người này đi cùng với nhau hắn hiểu văn thành đồ gọi mình đi câu cá là có ý gì nhưng hắn cũng có quyết định của mình hai người này không đề cập đến vấn đề chủ chốt hắn cũng sẽ không lên tiếng sau khi buông cần thì Văn Thành Đồ cũng không lập tức nói với Vương Tử Quân về phương diện nhiệm kỳ mới, chủ yếu đặt chủ đề câu chuyện lên người Tiểu Bảo Nhi. Văn Thành Đồ nói rằng Tiểu Bảo Nhi rõ ràng là anh hùng hảo hán, nó liên tục làm cho chị Văn Ngư Nhi phải khốn khổ, sau này lớn lên nhất định sẽ là trò giỏi hơn thầy, thế hệ sau mạnh hơn thế hệ trước. Phương Anh Hồ cũng liên tục theo sát bên cạnh Văn Thành Đồ để nói lời tán dương. Thế nên chỉ sau một lúc đã làm cho tiểu bảo nhi giống như biến thành một cậu bé cả thiên hạ hiếm có. Vương Tử Quân căn bản chỉ mỉm cười mà không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ xin nhận những lời tán dương của Văn Thành Đồ và Phương Anh Hồ. Hai người Văn Thành Đồ và Phương Anh Hồ cảm thấy câu cá chỉ là một hành vi dẫn đường mà thôi, chủ yếu là phải nói với Vương Tử Quân về chuyện nhiệm kỳ mới. Vì vậy hai người càng cho ra mở đầu tốt thì càng phù hợp. Dù sao thì tâm tình của Vương Tử Quân nếu tốt đẹp sẽ bớt đi những phiền toái khi hai bên liên hệ với nhau. Nhưng sự việc hôm nay giống như đối nghịch với suy nghĩ của bọn họ, Vương Tử Quân ngồi hơn nửa giờ nhưng lại không câu được lấy một nửa con cá nào, mà hai người Văn Thành Đồ và Phương Anh Hồ lại liên tục câu được cá, điều này làm cho Văn Thành Đồ cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Tuy Văn Thành Đồ biết rõ Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến vấn đề này, thế nhưng chính mình căn bản hy vọng có một mở đầu tốt. Định chờ Vương tử quân câu được hai con cá thì nói chuyện nhiệm kỳ mới. Nhưng Văn Thành Đồ cuối cùng cũng phải cắn răng quyết định nói ra sự việc. Vì rối đầu cũng bị chém, rụt đầu cũng bị chém, nếu không tránh thoát được thì thoải mái tiếp nhận sẽ hay hơn. "Chủ tịch Vương, hai ngày trước tôi về thủ đô và gặp anh Kim của tỉnh Tây Tường, bây giờ công tác nhiệm kỳ mới của Tây Tường bọn họ tiến triển rất nhanh, chẳng qua bên trong lại gặp phải không ít vấn đề. Mặc dù sự việc không quá lớn, thế nhưng lại làm cho anh Kim là người nắm công tác tổ chức phải nhức đầu không thôi. Văn Thành đồ giống như thuận miệng lên tiếng, vẻ mặt rất tự nhiên. Vương Tử Quân nhìn Văn Thành đồ rồi cười khẽ, làm chuyện gì cũng không thể mười phần hoàn mỹ, xuất hiện vấn đề chỉ cần tu bổ là được. Tuy chỉ là một vài vấn đề nhỏ, thế nhưng những người làm công tác này căn bản không hy vọng có vấn đề xảy ra. Văn Thành Đồ nói đến đây thì dùng giọng trầm bổng nói, Chủ tịch Vương, có câu trong ba người tất có một người là thầy, ngài là lãnh đạo của tôi, trong sự kiện này nếu như có vấn đề thì ngài cũng không nên trơ mắt nhìn tôi phạm phải sai lầm được. Phương Anh Hồ lúc này căn bản cực kỳ bội phục Văn Thành Đồ, người kia nói một câu hời hợt thế nhưng lại biểu đạt ý nghĩ rất tốt. Chỉ cần Vương Tử Quân có phản ứng, như vậy có thể về báo cáo công tác cho Sầm Vật Cương, thế nên hắn cực kỳ hy vọng Vương Tử Quân có phản ứng khi phương anh hồ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn vương tử quân lúc này vương tử quân lại cười ha hả nói bí thư văn chuyện khác thì dễ nói chuyện này tôi thật sự không giúp được gì vương tử quân mặc dù cười nhưng giọng điệu rất kiên quyết văn thành đồ nghe mà thầm hiểu tính toán chi ly của mình đã thất bại vương tử quân căn bản không chịu nhượng bộ trong sự kiện này chẳng lẽ vương tử quân thật sự chuẩn bị chơi trò cá chết lưới rách với sầm vật gương trong đầu Văn Thành Đồ lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn cảm thấy điều này là không thể. Hắn nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, thế là hắn thầm hiểu rõ, Vương Tử Quân đang ép sầm vật gương phải ra mặt. Văn Thành Đồ hiểu rõ tranh chấp giữa sầm vật gương và Vương Tử Quân, hắn thật sự không muốn tham dự vào bên trong. Lúc này hắn hiểu tâm tư của Vương Tử Quân, thế là càng không muốn nghĩ nhiều nữa. Chủ tịch Phương, ngài cũng từng là trưởng phòng tổ chức hơn nữa ngài căn bản hiểu rõ về phương diện tổ chức hơn cả tôi, thế nên tôi cực kỳ thành tâm muốn nhận vài lời chỉ điểm của ngài. Phương Anh Hồ lúc này đặt hết lực chú ý lên hai người Vương Tử Quân và Văn Thành Đồ, thế cho nên lúc này cá cắn câu mà lại không chú ý đến. Vương Tử Quân từ chối căn bản nằm trong dự đoán ban đầu của hắn, dù sao thì Vương Tử Quân là người chú ý thể diện, sao có thể đồng ý với một lời hời hợt của Văn Thành Đồ cho được. Bây giờ sau khi nghe lời khuyên của Văn Thành Đồ thì Phương Anh Hồ cũng lên tiếng hát đẹp, Chủ tịch Phương, có người thì có phiền hà, ngài nên chỉ điểm cho bí thư văn một chút, có thể giảm bớt đi vài đường quanh co, như vậy cũng là vì đại cục mật đông. Phương tử quân nhìn gương mặt tươi cười của Phương Anh Hồ, hắn thầm nghĩ, bây giờ nếu như anh biết rõ đại cục của mật đông, sự việc đã sớm được xử lý xong rồi. Thư ký trưởng, tôi đến mật đông không sớm hơn bí thư văn bao nhiêu, có câu không kiểm tra không lên tiếng thế nên tôi cũng không dám bày biện làm thay vương tử quân khoát tay chặn lời phương anh hồ rồi cười nói nhắc tới phương diện hiểu rõ mật đông thư ký trưởng phải là người mạnh mẽ hơn hai chúng tôi thế nên bí thư văn đây không phải người giữ núi vàng còn phải đi xin cơm sao văn thành đồ nhìn vương tử quân đổ sự việc lên người phương anh hồ hắn không nhịn được phải cười khổ thầm nghĩ phương anh hồ tình nguyện trao đổi vài câu Thế nhưng căn bản là không thể làm chủ được. Chủ tịch Phương, tôi đã trưng cầu ý kiến của thư ký trưởng, bây giờ muốn nghe ý kiến của ngài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. hết tập 154.